Hơn nữa Cố Gia Huy còn bị bỏng mặt nên tập đoàn nhà họ Cố cố ý giấu giếm tin tức của anh. Cho nên những bữa tiệc mà Cố Gia Huy sẽ không có phóng viên. Bởi vậy nên khi mọi người nhìn bài viết này sẽ cho rằng cô bán thân vì tiền. Đây không phải là thật. Cô vội vàng giật điện thoại tới nhưng lại bị Tô Lê Duyệt tránh đi, cô ta trực tiếp cất điện thoại vào túi. Hứa Minh Tâm vồ hụt nên trực tiếp ngã nhào xuống đất. Đầu gối cô đập vào đá, đau tới run cả người. Tô Lê Duyệt vòng hai tay trước ngực rồi cúi đầu nhìn cô ta nói, Hứa Minh Tâm, lần trước tôi thấy cô đi lên một chiếc xe sang trọng ở ngã tư trước cửa trường học. Tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm, không ngờ là thật. Ai cũng biết cô là đứa con gái không được hoan nghênh của nhà họ Hứa. Cô cũng đừng nói với tôi là bố cô lái xe tới đón cô. Xe tới đón cô mỗi ngày đều khác nhau, có Rolls Royce, cũng có Bentley, còn có Cayenne. Xem ra người bao nuôi cô cũng không ít nhỉ. Hứa Minh Tâm nghe thế thì rất muốn chạy về nhà họ Cố đập hết xe của Cố Gia Huy đi. Cô biết Cố Gia Huy có rất nhiều xe, đều là do ông cụ Cố Gia bảo cho anh. Cô không biết hàng nhưng cũng biết qua giá cả. Chiếc Rolls Royce chú An dùng để đi mua đồ ăn không phải là xe cũ kỹ sao? Sao lại lắc? Mình biến thành xe sang rồi. Không có chuyện gì mua nhiều xe thì làm gì. Cũng không biết bán đi đổi tiền. Tô Lê Duyệt, cô đừng đứng đây nói nhăng nói cuội, cô đang phỉ báng tôi. Hứa Minh Tâm siết chặt tay, giờ phút này không thể nhát gan được. Nếu như nhận thua thì mình phải gánh cái. Danh này rồi. Người vây quanh càng ngày càng nhiều, cô phải kiên trì. Tô Lê Duyệt nghe thế thì không kiềm chế được bật cười thành tiếng, giống như là cô ta nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy, cô nói tôi phỉ báng ư. Tự cô làm mấy chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng lại còn có mặt mũi tố cáo tôi ư. Hứa Minh Tâm, cô tưởng có mình tôi ghét cô thôi ư. Cô biết là có bao nhiêu người ghét cô, muốn đuổi cô ra khỏi trường không? Người phụ nữ dơ bẩn như cô là tàn hoa bại liễu rồi. Lại còn dám quyến rũ Ngôn Hải ư. Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô mới được. Tô Lê Duyệt nói với vẻ hung ác. Hứa Minh Tâm, cút ra khỏi trường. Ngay lúc này, không biết ai hô lên tiếng đầu tiên, mọi người xung quanh cũng bắt đầu hô hào theo. Càng ngày càng to, càng ngày càng đông người. Hứa Minh Tâm bị vây chặt như nêm cối, thậm chí có người còn cầm đồ ném vào người cô. Sách vở, đồ ăn sáng, hoặc là những thứ khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay lúc Hứa Minh Tâm cảm thấy bất lực thì có người vọt vào, trực tiếp ôm lấy cô bảo vệ cô. Các người dám động vào cô ấy một cái thử xem. Ngôn Hải ngăn trước mặt Hứa Minh Tâm rồi nói với giọng lạnh lùng. Anh ta vừa nói thế thì mọi người dần im lặng lại. Không chỉ có Ngôn Hải tới mà Bạch Thư Hân cũng tới. Tô Lê Duyệt thấy Ngôn Hải còn bảo vệ Hứa Minh Tâm thì cô ta tức tới mức dậm chân. Ngôn Hải, anh bị Hứa Minh Tâm lừa rồi. Cô ta chính là kẻ để tiện, chỉ cần có tiền là có thể. Tô Lê Duyệt còn chưa nói xong thì đã bị người ngăn lại. Không phải Ngôn Hải mà là Bạch Thư Hân. Cô ấy ra tay rất dứt khoát, trực tiếp đi lên trước táng cho Tô Lê Duyệt một bạt tai. Cô ta không kịp đề phòng nên ngã thẳng xuống đất, nửa ngày vẫn chưa đứng dậy được. Tô Lê Duyệt bụng mặt, cô ta nhìn Bạch Thư Hân với vẻ kinh ngạc, cô dám đánh tôi ư? Bà đây đánh mày thì sao? Miệng mày thối quá, tao không chịu được. Cô, Bạch Thư Hân, cô tưởng tôi sợ cô đúng không? Các cô còn đứng đó làm gì, xông lên cho tôi. Tô Lê Duyệt sai khiến hai cô gái đứng sau. Ngôn Hải sợ Bạch Thư Hân không đánh nổi, không ngờ cô ấy ra tay rất nhanh gọn, một cái quét chân là giải quyết xong cả hai người. Cuối cùng thưởng cho mỗi người một cái bạt tai. Hứa Minh Tâm trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Cô biết Bạch Thư Hân khá dữ nhưng không ngờ dữ tới mức này. Có lẽ đến cả đàn ông cũng không đánh lại cô ấy. Bạch Thư Hân bảo vệ cô rồi lặng lẽ lướt mắt qua đám người đang đứng xem kịch. Cô ấy nói, nếu các người còn dám nói nhăng nói cuội nữa thì tôi sẽ khâu miệng các người lại. Huống hồ Minh Tâm của tôi có quyến rũ người khác thì cũng liên quan gì tới các người. Nếu sau này các người dám bắt nạt Hứa Minh Tâm thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô ấy vừa dứt lời thì mọi người trở nên im lặng ngay lập tức. Mọi người cô nhìn tôi nhìn cô, thậm chí còn không dám thở mạnh. Còn chưa cút đi, không cần đi học à? Hay là muốn ở lại nghiên cứu cuộc đời với tôi? Bạch Thư Hân thấy bọn họ không động đậy gì thì quát lên một tiếng, những người kia đi ra ngay lập tức. Ngôn Hải, anh đưa Hứa Minh Tâm tới phòng y tế trước đi, ở đây giao cho tôi là được rồi. Thư Hàn,
Hứa Minh Tâm không lo cho mình mà lo rằng Bạch Thư Hân quá xúc động, lỡ làm bị thương người khác thì sao đây? Bạch Thư Hân ném cho cô một ánh mắt yên tâm rồi để cho Môn Hải dẫn Hứa Minh Tâm đi. Bạch Thư Hân thấy hai người đã đi xa thì mới quay người nhìn đám người Tô Lê Duyệt, bắt đầu ma sát tay. Tô Lê Duyệt nhìn Bạch Thư Hân như nhìn thú dữ, cô ta không ngừng lùi lại phía sau. Cô muốn làm cái gì? Tôi nói cho cô biết, nếu chuyện này mà để cho cố vấn biết thì không tốt đâu. Cô đừng động đậy, để tôi đánh một trận cho đỡ tức rồi chúng ta đi tới trước mặt cố vấn nói chuyện. Bà đây đã ghét cô từ lâu rồi, mẹ. Bạch Thư Hân chửi tục một câu rồi trực tiếp chào hỏi bằng nắm đấm, chẳng hề có chút khách sáo nào. 10 phút sau, Tô Lê Duyệt bị đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập, đầu bù tóc rối. Mà Bạch Thư Hân cũng không tốt đi nơi nào, cô ấy không ngờ Tô Lê Duyệt lại luyện cửu âm bạch cốt trào, cào rách tay cô ấy. Hai người quậy tới phòng giáo vụ, thậm chí còn khiến hiệu trưởng ra mặt. Hiệu trưởng không nói lời nào mà trực tiếp gọi điện cho người giám hộ. Bạch Thư Hân không sợ, bởi vì cô biết người đó không ở Đà Nẵng, mãi mãi cũng sẽ không quay lại. Rất nhanh sau đó bố của Tô Lê Duyệt đã tới. Nhà Tô Lê Duyệt cũng xem như là có chút vốn liếng, bố cô ta là người phiên dịch, làm việc cho chính phủ, có chút danh tiếng ở cái đất Đà Nẵng này. Ông ta nhìn thấy con gái mình bị đánh thành như thế thì giận mà không có chỗ xả. Con yêu, sao con lại bị như thế này? Bố, chính là cái con quỷ kia đánh con thành như thế này đó. Bố mau đòi lại công bằng cho con. Bố của Tô Lê Duyệt nghe thế thì không khỏi trợn tròn mắt. Ông ta vỗ lên bàn của hiệu trưởng, khiến cho hiệu trưởng giật mình rồi nói, trường học của các người làm việc như thế nào vậy hả? Sao có thể mặc kệ cho học sinh đánh nhau, con gái tôi còn bị đánh thành như thế này? Chắc chắn phải ghi lại xử phạt, cưỡng chế nghỉ học. Bác trai này, không thể nói thế được, là con gái bác dẫn người đánh trước. Trong trường học có camera đó. Video lưu trữ đã được lấy tới, trong video đúng là Tô Lê Duyệt đã đẩy Hứa Minh Tâm xuống đất trước. Nhưng không ngờ rằng bố của Tô Lê Duyệt lại sống chết không nhận, vậy mà nói thành bạn bè không cẩn thận va chạm, là do Hứa Minh Tâm tự mình ngã xuống đất. Bây giờ Tô Lê Duyệt mới tỉnh táo lại, cô ta cũng chắc chắn rằng là do Hứa Minh Tâm tự ngã. Bạch Thư Hân nghe thế thì tức tới nỗi mặt mũi đỏ bừng lên. Cô ấy rất muốn đánh hai cha con trước mặt thêm một trận. Ông nói nhăng nói cuộc gì đó. Mắt ông mù rồi à? Con gái ông dẫn đầu tung tin đồn nhảm làm tổn thương bạn tôi, ông còn đổi trắng thay đen ư? Cho dù con gái tôi có làm ra chuyện đó thì cũng là chuyện riêng của nó và cô gái kia, liên quan gì tới cô chứ? Hiệu trưởng, hôm nay ông phải cho tôi một cái đáp án, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Bố của Tô Lê Duyệt trực tiếp tạo áp lực cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng không biết nên làm thế nào. Điều quan trọng ở đây là ô dù của Bạch Thư Hân cũng không nhỏ. Bạch Thư Hân, người nhà của em đâu? Chết rồi. Bạch Thư Hân nghiến răng nói. Vậy, hiệu trưởng không ngờ rằng cô ấy sẽ nói như thế, mặt ông đỏ lên. Bạch Thư Hân, sao em lại nói chuyện với hiệu trưởng như thế hả? Xem lại thái độ của mình đi. Thầy phụ trách nói với vẻ không vui. Em nói sự thật, bố mẹ em đã chết từ lâu rồi, em không có người nhà, thầy muốn em mời ai đây? Bà đây đã không muốn ở trong cái trường này từ đâu rồi. Muốn đuổi muốn phạt hay gì thì tùy các ông. Bạch Thư Hân, chú ý giọng điệu của em. Em nói thế mà được à? Hôm nay thầy làm chủ, chỉ cần em xin lỗi Tô Lê Duyệt, thề rằng từ giờ về sau sẽ không tái phạm nữa thì chi xử phạt. Nếu không thì tôi sẽ đuổi em thật đấy. Xin lỗi ư, không thể nào. Tô Lê Duyệt cẩn thận một chút, cẩn thận đi học về bị người đánh. Bạch Thư Hân là người cứng đầu. Cô ấy không biết chịu thua là gì. Vốn Bạch Thư Hân là một cô nhóc coi trời bằng vung. Nếu không phải cô ấy hứa với người kia thì cô cũng sẽ không đi học một cách ngoan ngoãn như thế được. Tô Lê Duyệt không ngờ rằng Bạch Thư Hân còn uy hiếp mình, cô ta không khỏi run lẩy bẩy rồi nhìn về phía bố mình với vẻ cầu cứu. Bố ơi, cô ta uy hiếp con. Vậy mà cô lại dám uy hiếp con gái tôi thấy bố mẹ cô không còn nữa, không có ai dạy dỗ cô thì để tôi dạy dỗ vậy. Bố của Tô Lê Duyệt cũng lên cơn giận dữ, ông ta trực tiếp giơ tay lên muốn giáng cho Bạch Thư Hân một cái tát. Cô ấy không tránh kịp nên chỉ có thể nhắm mắt lại tự chịu. Không ngờ rằng bạt tai còn chưa đánh tới thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng nói mát lạnh, tựa như là tuyết mùa đông. Ông là ai mà dám dạy dỗ người của tôi? Bạch Thư Hân nghe thế thì kinh ngạc trừng mắt, cô ấy nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình với vẻ bất ngờ.
anh ta mặc rất tùy tiện, nhưng không thể che giấu sự lạnh lùng thẳng thắn trên người được. Lệ Nghiêm là quân y, rất biết chỗ nào khiến cho con người đau nhất, lực tay của anh ta cũng rất lớn, khiến cho bố của Tô Lê Duyệt đau tới tái mặt. Cậu là ai? Người giám hộ của Bạch Thư Hân. Người giám hộ, không thể nào, anh còn trẻ như thế. Tô Lê Duyệt nói với vẻ kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt đẹp trai đến chết người, nhìn chưa tới 30 tuổi, khiến người ta liếc mắt khó quên. Sao lại có thể là người giám hộ của Bạch Thư Hân 21 tuổi chứ? Anh cả như cha. Lệ Nghiêm nói với vẻ lạnh lùng rồi nhìn về phía Bạch Thư Hân. Bây giờ cô ấy mới tỉnh táo lại, ủ rũ dậm chân. Người giám hộ cái mẹ gì chứ? Ai kêu anh ta tới đây? Cô nhìn chằm chằm về phía hiệu trưởng rồi nói với vẻ tức tối. Vốn hiệu trưởng vẫn còn mạnh mẽ lắm, nhưng bây giờ Lệ Nghiêm đã tới rồi, ông ta cũng không dám dạy dỗ Bạch Thư Hân nữa. Nhà của Bạch Thư Hân cũng rất ghê gớm, ba đời làm cách mạng. Cả nhà đều tòng quân, có mấy tư lệnh. Mặc dù bố mẹ đều mất nhưng còn có chú, hơn nữa anh cả này lại càng ghê gớm hơn. Quân y cấp cao, có quân hàm. Đây là chuyện nhà em, muốn giải quyết thì giải quyết riêng. Hiệu trưởng biểu thị gió quá lớn, không thể chọc vào chẳng lẽ còn trốn không thoát ư. Văn phòng đều là của các người, nói chuyện vui vẻ là được rồi. Hiệu trưởng dẫn theo thầy phụ trách vội vàng chạy đi. Bố của Tô Lê Duyệt thấy thái độ của hiệu trưởng thì cũng rất e dè người đàn ông trước mặt này. Ông ta không khỏi híp mắt mà nói, cậu là ai? Nghe nói ông làm phiên dịch viên cho thư lý Lưu à? Không biết thư ký Lưu gần đây thế nào? Lần trước sai người đưa trà tới có nói là sức khỏe không tốt, không biết bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Bố của Tô Lê Duyệt nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Ông ta biết chuyện thư ký Lưu chuẩn bị trà, nói là tặng cho một nhân vật lớn. Người đó tới Đà Nẵng, lại thích trà. Chẳng lẽ, đây chính là người đó ư? Bố của Tô Lê Duyệt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xin hỏi cậu đây là... Tôi họ Nguyên, bố tôi Bạch Hoàng Nham, không biết ông nghe qua chưa nhỉ? Bạch Hoàng Nham, bố của Tô Lê Duyệt làm người phiên dịch cho chính phủ lâu thế rồi làm sao mà chưa nghe danh của Bạch Hoàng Nham được chứ? Thượng tướng tiếng tăm lừng lẫy, chỉ tiếc là đã bất hạnh qua đời trong lúc làm nhiệm vụ với vợ ở nước ngoài. Bạch Hoàng Nham có một trai một gái, con trai theo họ mẹ, con gái theo họ bố, chẳng lẽ? Cơ thể của bố Tô Lê Duyệt run lên, ông ta lắp ba lắp bắp hỏi, không? Không ngờ là cậu Doanh, tôi đã từng nghe qua danh tiếng của bố cậu. Nghe qua danh tiếng của bố tôi, vậy có nghe qua tôi chưa? Nghe rồi, bố của Tô Lê Duyệt bắt đầu lắp bắp. Vừa rồi hiệu trưởng gọi điện thoại, tôi cũng chỉ mới biết một chút thôi, nghe nói là con gái của ông đánh người à? Là cô ta đánh tôi. Anh nhìn đi, cô ta đã đánh tôi thành như thế này. Tô Lê Duyệt nói với vẻ uất ức. Bố của cô ta nghe thấy vậy thì vội vàng bảo cô ta ngậm miệng lại. Là do nhà tôi dạy con không nghiêm nên mới xảy ra chuyện này, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ con bé. Vậy thì xử phạt hay đuổi học? Đây, ông ta có chút khó xử, xử phạt đi. Thôi vậy, tôi cũng không phải là người thù dai, mọi người đều có sai, tôi cũng sẽ không được lý ép người. Lần này thì bỏ qua, nếu có lần sau thì đừng trách Lệ Nghiêm tôi không nể mặt nhé. Cảm ơn anh Doanh. Cảm ơn cô Thư Hàn, bố của Tô Lê Duyệt thở phào một hơi, cũng may là Lệ Nghiêm không làm khó, nếu không thì chuyện này thật sự rất khó xử lý. Được rồi, em cũng không cần nhìn nữa, đi theo anh tới phòng y tế tiêm phòng chó dại thôi. Tiêm phòng dại? Bạch Thư Hân vốn còn có chút tức giận, anh ta chẳng hề giúp mình gì cả, vậy là chuyện to hóa nhỏ rồi. Nhưng khi cô ấy nghe thấy câu này thì trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Đây chẳng phải bảo Tô Lê Duyệt là chó sao? Cô ấy nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì tức của Tô Lê Duyệt mà nói với vẻ đắc ý, đúng thế, nên tiêm phòng dại. Dù sao chó dại cắn người nguy hiểm lắm. Tô Lê Duyệt nghe thấy thế thì giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lệ Nghiêm giữ chặt tay của Bạch Thư Hân, cô ấy run lên muốn rút về nhưng lực tay của Lệ Nghiêm rất lớn, cô không rút ra được, chỉ có thể đi theo anh ta ra ngoài. Lệ Nghiêm, anh thả tôi ra, anh có tư cách gì mà quản tôi chứ? Anh là anh cả của em, bố mẹ qua đời rồi, anh là người thân duy nhất của em, không thể nào không quản em được. Tôi không cần anh lo, anh buông tôi ra, Bạch Thư Hân ra sức giãy giụa, muốn rút tay ra. Lệ Nghiêm dừng chân lại rồi quay đầu nhìn cô ấy một cách rất bình thản.
Nếu em tiếp tục phản kháng mệnh lệnh của anh thì anh sẽ đánh gãy chân em rồi khiêng em đi. Dù sao anh là bác sĩ, có thể đánh gãy cũng có thể chữa khỏi. Anh, đây không phải là quân trại quân đội, anh không có tư cách ra lệnh cho tôi. Em có thể phản kháng thử xem. Anh ta lại tăng thêm lực tay của mình. Bạch Thư Hân nghiến răng răng, muốn phản kháng nhưng câu chữ cứ kẹt lại ở cổ họng không ra được. Cô ấy không có gan đó. Bạch Thư Hân rất không hiểu, cho dù là ông trời tới thì cô ấy vẫn có thể dựa vào lý lẽ mà tranh luận. Nhưng chỉ cần Lễ Nghiêm xuất hiện thì cô chẳng nói được một câu nào, chỉ có thể chịu thiệt. Đúng là khắc tinh trời sinh. Bạch Thư Hân im lặng không nói, Lễ Nghiêm trực tiếp kéo cô đến phòng y tế. Hứa Minh Tâm cũng ở đây, đầu gối cô vừa được bôi thuốc rồi băng bó lại. Khi cô thấy Lễ Nghiêm đi chung với Bạch Thư Hân thì vô cùng kinh ngạc. Anh Doanh, Thư Hàn, hai người. Tôi là anh trai của Thư Hàn. Lễ Nghiêm nói rất bình tĩnh. Anh trai cái gì chứ? Hả? Lễ Nghiêm chỉ nói ra một chữ, Bạch Thư Hân lập tức bĩu môi. Cô ấy trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, tựa như thú hoang đã bị thuần phục. Hứa Minh Tâm đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há miệng. Lễ Nghiêm hỏi bác sĩ lấy đồ rồi tiêm phòng dại cho Bạch Thư Hân, cuối cùng là xử lý vết thương, động tác rất chuyên nghiệp. Sau khi làm xong thì anh ta nói, lần sau đừng xúc động như thế nữa. Anh chỉ thuyết giáo tôi thôi. Lễ Nghiêm nghe thế thì ngẩng mặt lên rồi nói với vẻ bất đắc dĩ, nếu như xúc động thì cũng đừng sợ phiền phức. Chỉ cần em không giết người phóng hỏa thì chuyện lớn tới đâu anh cũng có thể xử lý giúp em. Chỉ là một người phiên dịch nhỏ nhoi mà đã khiến cho em không dám nói gì rồi. Những góc cạnh và nanh vuốt ngày xưa khi em đối xử với anh đâu cả rồi. Anh không cần em mài mòn chính mình, cứ muốn như thế nào thì làm như thế đi. Sống cuộc sống mà em muốn, đừng lo là sẽ làm phiền anh, từ trước tới giờ anh chưa từng sợ phiền phức. Bạch Thư Hân nghe thế thì há miệng, nhưng cô ấy không biết nói gì. Bạch Thư Hân nhìn người đàn ông trước mặt, không hề giống cô ấy chút nào, nếu nói hai người là anh em thì sợ rằng chẳng ai tin. Trai giống mẹ, gái giống bố nên bọn họ không giống nhau. Thế nhưng bọn họ đều thuộc cùng một dòng máu nhà họ Bạch. Nếu như anh ta không phải là anh trai của mình thì tốt biết mấy. Thay thân phận thì cô ấy có thể nói ra lời này rồi. Ý nghĩ này cứ như cây rong sinh trưởng trong lòng Bạch Thư Hân khiến cho cô không thể nào thở nổi. Cuối cùng cô chọn im lặng. Anh còn phải đi văn phòng chính phủ xử lý một số thủ tục, đã hẹn người ta rồi. Tối nay anh tới đón em. Biết rồi, Bạch Thư Hân nói rất ủ rũ. Cô Tâm, tôi đi trước đây. Lễ Nghiêm thông báo một tiếng rồi quay người rời đi. Anh ta vừa đi thì Hứa Minh Tâm đã sát lại gần. Anh trai cậu đẹp quá, nói chuyện rất mạnh mẽ. Hứa Minh Tâm mô phỏng theo giọng điệu của Lễ Nghiêm, cô cảm thấy mình đang nghe lời kịch trong phim truyền hình. Bạch Thư Hân không hề khách sáo gõ đầu cô rồi nói, cậu còn muốn giải quyết chuyện của mình nữa không hả? Muốn. Hứa Minh Tâm gật đầu như dã gạo. Mà Lễ Nghiêm đi ra khỏi cửa thì gọi điện thoại cho Cố Gia Huy. Cô Minh Tâm, vợ tôi bị người khác bắt nạt, tôi biết rồi, đang qua đó đây. Xem ra không cần tôi thông báo nhỉ, cậu cứ từ từ mà giải quyết, có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Nguyễn Doanh nói xong thì cúp điện thoại, trước giờ giữa đàn ông nói chuyện với nhau đều là lời ít ý nhiều, hiểu là được rồi. Mà bây giờ Cố Gia Huy đang ở trên xe, anh dùng quan hệ xã hội của và để xử lý chuyện này. Tin tức đã lan tràn ra ngoài, hơn nữa xu thế còn không nhỏ. Đối phương cố ý chọn ngày học sinh về trường để khiến cho chuyện này lên men càng nhanh. Cũng may là anh xử lý kịp thời. Có người dám bắt nạt vợ anh, chắc là chán sống rồi nhỉ. Rất nhanh sau đó ca đã điều tra ra được IP của bài viết đó là tại nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa. Cố Gia Huy nhíu mày, trong đôi mắt anh có chút tức giận. Bây giờ Hứa Minh Tâm trốn trong phòng y tế không dám ra ngoài. Cả ngày nay cô chỉ gặp mười mấy người, nhưng ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Mặc dù thái độ của Bạch Thư Hân rất ác liệt. Cô ấy quát lớn lên nhưng Hứa Minh Tâm biết rằng lời đồn đại sẽ càng ngày càng nhiều. Tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô đều đang bị tấn công, bao gồm cả Bạch Thư Hân. Hứa Minh Tâm nhìn kỹ bài viết, nó nói cô đi xe sang, giao dịch với những người đàn ông khác nhau rồi lại bị một người vừa già vừa xấu bao nuôi. Bạch Thư Hân nhìn bài viết rồi nói rất nghiêm túc, tớ cảm thấy cư dân mạng mắt sáng như tuyết, đúng là vừa già vừa xấu. Rõ ràng là nửa mặt bên kia rất đẹp mà. Hứa Minh Tâm có chút uất ức, cô nói đỡ cho Cố Gia Huy.
Bạch Thư Hân tức giận nhéo lỗ tai cô một cái rồi bảo, ý của tớ là tại sao cậu lại không gọi điện thoại cho Cố Gia Huy hả? Cậu đang nghĩ cái gì thế? Không phải anh ta là người trong cuộc sao? Chẳng lẽ để cho một kẻ vô dụng như cậu xử lý chuyện này à? Bạch Thư Hân, đừng nói khó nghe như thế. Mặc dù Minh Tâm là một người vô dụng nhưng cô cũng không thể nói cô ấy như thế, tôi đã gọi người xử lý rồi. Nhưng trước mắt năng lực tôi có hạn, lát nữa tối nhờ bố mình. À, hai người có thể nói kín đáo một chút được không? Cho dù cô là một kẻ vô dụng thì cũng là kẻ vô dụng có chí lớn mà. Cô cũng rất muốn giải quyết chuyện này mà. Tớ cần công khai tin tức đã đính hôn với Cố Gia Huy sao? Cậu công khai thì có ích gì chứ? Gương mặt của Cố Gia Huy như thế thì cậu cho rằng người ta sẽ tin hai người yêu nhau thật lòng mà không phải là cậu tham lam tiền tài của nhà họ Cố U. Bạch Thư Hân tức hổn hển, cô ấy nói. Ngôn Hải nghe vậy thì hít sâu một hơi rồi sau đó kiềm chế sự rung động trong lòng mà nói. Minh Tâm, nếu như em bằng lòng thì anh có thể công khai nói là chúng ta đang yêu nhau. Người ta chụp những chiếc xe này đều không chụp biển số, anh có thể tìm mấy chiếc xe đó tới, anh là người đàn ông trong bức ảnh, chúng ta đang yêu nhau. Minh Tâm, chúng ta chỉ là giả vờ thôi, đợi khi mọi chuyện qua đi thì anh lại nói chúng ta chia tay là được. Anh không có ác ý, cũng không có ý muốn chia rẽ hai người. Anh biết, em thích chú ấy. Ngôn Hải vẫn chưa hết hy vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù anh ta biết mình không có được Hứa Minh Tâm nhưng cũng không đành lòng nhìn cô ấy bị oan ức, một thân một mình gánh chịu những ngôn từ phỉ báng như thế này. Ngôn Hải rất muốn giúp Hứa Minh Tâm, muốn cho cô bờ vai để dựa vào, cũng muốn cho cô một cái ôm. Chỉ cần Hứa Minh Tâm bằng lòng thì dù để Ngôn Hải làm kẻ dự phòng cũng được, gọi là tới. Hứa Minh Tâm nghe thấy thế thì ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cực nóng của Ngôn Hải. Cô biết tấm lòng Ngôn Hải dành cho mình. Chỉ là cô không thể nhận được, cô không dám nhận, sợ nhận sẽ làm anh ta tổn thương. Hứa Minh Tâm nói, xin lỗi Ngôn Phúc. Lâm, em. Cô còn chưa nói xong thì không ngờ đằng sau có một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhận lòng tốt này của cậu, người phụ nữ của tôi để tôi bảo vệ là được rồi. Hứa Minh Tâm nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vàng quay người nhìn lại, bỗng cô thấy. Một gương mặt hoàn hảo không chút tì vết, Hứa Minh Tâm trừng to mắt. Vội vàng cấu mình một cái. Mẹ ơi, tại sao lại nằm mơ rồi? Chẳng lẽ mọi chuyện vừa mới xảy ra đều là mơ ư? Kỳ nghỉ của mình vẫn chưa hết, bây giờ mình đang ở trong mơ. Đúng, chắc chắn là như thế. Anh, Hứa Minh Tâm tiến lên, cô đưa tay ra chỉ vào mũi Cố Gia Huy. Cố Gia Huy nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô, chắc chắn bây giờ cô đang mừng như điên, cảm giác được như ước nguyện chắc chắn rất tuyệt vời. Anh cười. Anh nói rồi, em sẽ còn nhìn thấy gương mặt này mà. Hứa Minh Tâm nghe thế thì càng thêm chắc chắn rằng đây là một giấc mơ. Giấc mơ hôm đó anh cũng nói như thế. Hứa Minh Tâm cũng chẳng e dè gì nữa, cô trực tiếp đưa tay lên rồi giáng cho Cố Gia Huy một cái tát. Bốp, cậu chủ. Khương Tuấn đứng bên cạnh Cố Gia Huy, ngạc nhiên đến nỗi trợn mắt há mồm. Cô Minh Tâm điện rồi sao? Tôi đã cảnh cáo anh không nên xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi. Anh đừng tưởng rằng mình cũng tên là Cố Gia Huy thì có thể giống anh ấy như đúng. Tôi sẽ không bao giờ bị vẻ ngoài của anh lừa gạt đâu. Nếu như tôi thật là một người xem trọng vẻ bề ngoài thì cũng chẳng thích Cố Gia Huy. Cô Minh Tâm, cô đang nói nhăng nói cội gì thế? Anh ấy là cậu chủ đó. Bây giờ Khương Tuấn có chút hỗn loạn. Mà Bạch Thư Hân và Ngôn Hải cũng thành những người ngồi xem kịch. Giấc mơ lần này lại chân thật đến thế à, suýt nữa tôi đã tin anh rồi. Anh không cần uống phí sức lực, tôi chính là thích người quái dị đấy. Anh còn không biết em có đam mê này đấy. Cố Gia Huy cũng không tức giận, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói. Cậu chủ cũng điên rồi sao? Cố Gia Huy cúi người che lên cánh môi của Hứa Minh Tâm trước mặt bao người. Cơ thể của cô run lên, cô muốn ngăn cản nhưng không thể nào đẩy anh ra được. Lần này Cố Gia Huy đã dùng tay kiềm chế hai tay của Hứa Minh Tâm lại, khiến cho cô không thể nào tát anh thêm lần nữa. Hứa Minh Tâm tức đến nỗi sắp nổ tung, cô nhấc chân lên rồi đạp tới. Cũng may là Cố Gia Huy có chuẩn bị từ trước, anh trực tiếp kẹp chặt cái chân không có ý tốt của cô, sau đó tiếp tục công thành chiếm đất. A, anh! Hứa Minh Tâm muốn giãy giụa rồi mắng mỏ, nhưng lời nói lại như xương cá mắc trong cổ họng, không thể nào thốt ra được. Bạch Thư Hân vội vàng đứng dậy kéo rèm ra để ngăn cản ánh mắt của mọi người.
Ngôn Hải còn chưa kịp thu mắt lại, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào đó một cách si ngốc. Bạch Thư Hân biết một người yêu mà không được đau đớn tới cỡ nào. Cô ấy nói một cách bất đắc dĩ, anh và cô ấy không có duyên, nếu không thì sao lại bị Cố Gia Huy nhanh chân đến trước chứ? Đúng thế, tôi và cô ấy không có duyên phận, hoặc cũng có thể nói là có duyên không phận. Ngôn Hải lưu luyến không rời cụp mắt xuống, lời nói tràn ngập sự đắng chát. Anh ta quen Hứa Minh Tâm cả 2 năm trời, nhưng bọn họ mới quen nhau có 2 tháng. Đến cùng cũng là có duyên không phận, bỏ lỡ vốn là sai lầm, không thể cưỡng cầu. Cố Gia Huy trực tiếp đè Hứa Minh Tâm lên giường, qua một lúc lâu mới rời khỏi cánh môi mềm mại kia. Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô, giọng nói trầm khàn. Anh là Cố Gia Huy, em không có nằm mơ, anh chính là Cố Gia Huy trong hiện thực. Sao mà thế được, anh lừa em, chẳng lẽ anh đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi sao? Đột nhiên Hứa Minh Tâm nghĩ tới việc này, cô nhìn Cố Gia Huy với vẻ khiếp sợ. Phẫu thuật thẩm mỹ hồi phục nhanh như thế ư? Buổi sáng cô gặp anh vẫn thấy vết sẹo mà nhỉ, sao mới không gặp nhau một tiếng mà đã mất rồi? Cố Gia Huy bị cách suy nghĩ này của cô đánh bại, anh nói với vẻ giờ khóc giờ cười, anh không có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không lừa em, gương mặt trước kia của anh mới là lừa em. Cái gì? Làm gì có giấc mơ nào chân thật vậy chứ? Sao em lại đần như thế hả? Cố Gia Huy gõ gõ đầu của Hứa Minh Tâm, sau này anh cũng chẳng dám để cô đi ra ngoài một mình nữa. Đầu óc không được tốt lại còn xinh đẹp, nếu bị người ta bắt cóc thì làm sao bây giờ? Đây, không thể nào được, sao anh có thể? Hứa Minh Tâm muốn vuốt mặt anh nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, cô có chút không dám chạm. Cố Gia Huy nắm chặt tay của cô rồi để lên mặt mình. Nơi này làm gì còn dấu vết bị bỏng, mềm mịn như lúc ban đầu. Chỉ có vết thương trên lông mày là còn tồn tại, tăng thêm cho Cố Gia Huy một chút sự hung dữ, khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy sợ hãi. Chỉ là Hứa Minh Tâm đã thấy quen nên cũng chẳng cảm thấy gì. Đúng là Cố Gia Huy, cô không có nằm mơ. Vậy tại sao anh lại lừa mình lâu như thế? Hứa Minh Tâm vừa nghĩ tới chuyện này thì bắt đầu sợ tới nỗi run lẩy bẩy, không khỏi cảm thấy uất ức trong lòng. Anh không tin em ư, bởi thế nên mới thăm dò em. Mắt của Hứa Minh Tâm đỏ bừng, cô cất lời truy hỏi. Cố Gia Huy thấy cô khóc thì trái tim anh như thắt lại. Anh dùng lòng bàn tay ấm áp lau nước mắt cho cô rồi nói với vẻ đau lòng. Lúc đầu anh nghĩ như thế, thứ hai là anh cần bề ngoài xấu xí này để đánh lừa kẻ thù. Bởi vậy nên cho dù sau này anh chắc chắn em là người anh muốn bảo vệ cả đời cũng phải đâm lao theo lao. Nhưng anh có thể nói cho em biết mà. Em cũng sẽ không nói bậy ra ngoài, em chắc chắn sẽ bảo vệ bí mật của anh. Nói cho cùng thì cũng là anh không tin em. Hứa Minh Tâm vẫn cảm thấy tủi thân. Bạch Thư Hân nói đúng, lời của đàn ông không đáng tin. Sao anh lại không tin em được chứ, chỉ là anh đang chờ cơ hội thích hợp. Anh biết là anh sai, em trừng phạt anh như thế nào cũng được. Em có thể phạt anh hôn em, cũng có thể phạt anh mua bánh gato cho em, hoặc là dạy bài cho em. Nếu như những thứ này đều không đủ thì em cũng có thể đánh anh một cái, nếu em nỡ. Anh cho rằng em không nỡ ư? Hứa Minh Tâm thở phì phò rồi nói, cô trực tiếp đấm vào ngực anh, dùng rất nhiều sức. Nhưng người đàn ông trước mặt lại bình chân như vậy, chẳng hề cảm thấy đau đớn. Cố Gia Huy xoa xoa nắm đấm nhỏ của cô rồi hỏi, đau không? Anh là sắt thép à? Sao lại không cảm thấy đau chứ? Lực tác dụng có qua có lại. Cô đã cảm thấy đau như thế thì Cố Gia Huy cũng không thể không đau. Chỉ là anh không thể hiện ra ngoài mà thôi. Không đau, ngọt lắm, anh nói với vẻ dịu dàng, khiến cho trái tim cô run lên. Anh ấy nói rất ngọt. Cảm thấy một cú đấm ngọt ngào ư. Là Cố Gia Huy điên rồi hay là cô điên đây? Anh nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? Ánh mắt của Cố Gia Huy quá nóng bỏng, anh nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô không biết làm như thế nào mới phải. Hứa Minh Tâm quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh. Ở bên em thì chuyện gì cũng rất ngọt ngào, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi. Anh biết là em giận, nhưng tạm thời bỏ qua một bên, đợi chuyện này kết thúc thì em muốn làm gì cũng được. Anh luôn nhường em mà. Hứa Minh Tâm nghe Cố Gia Huy nói thế thì cảm thấy mình dùng sức đánh một cú nhưng lại đánh vào bông vậy. Cố Gia Huy cũng không cãi nhau với cô, chuyện gì cũng nhường cô. Khiến cho cả một cục tức của cô không biết nên xả ra như thế nào. Tục ngữ nói chẳng ai đánh mặt người cười. Sao cô có thể ra tay được chứ? Hứa Minh Tâm bĩu môi rồi nói lẩm bẩm,
Vậy bây giờ anh còn trở nên đẹp trai như thế làm gì? Tăng thể diện cho em. Cố Gia Huy nói rất nghiêm túc. Cái gì? Hứa Minh Tâm nghe không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó cô đã hiểu anh có ý gì. Cố Gia Huy trực tiếp ôm cô lên rồi vén rèm đi ra ngoài. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi là được rồi. Bây giờ còn có chuyện phải xử lý, hôm sau tôi sẽ cảm tạ sau. Cố Gia Huy nói xong rồi cúi chào quay người rời đi. Anh muốn dẫn em đi đâu? Cố Gia Huy không trả lời mà nở một nụ cười như đã tính trước. Hứa Minh Tâm vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều người vây quanh. Bị một người đàn ông đẹp trai ôm lấy như thế này thì tất nhiên sẽ khiến cho đám người vây xem bàn tán ầm ĩ. Đây không phải là Hứa Minh Tâm sao? Vừa mới yên lặng được một lúc, lá gan của cô ta cũng lớn phết nhỉ, ở trường học mà dám ngang nhiên quyến rũ người khác. Đó là ai, đẹp trai quá vậy? Mẹ ơi, đến cùng là Hứa Minh Tâm có tài cán gì mà có thể tìm được người đàn ông đẹp trai đến thế? Hứa Minh Tâm nghe vậy thì trực tiếp đỏ mặt, cô hận không thể đào hố rồi chui xuống. Xong rồi, danh tiếng của cô lại trở nên xấu rồi. Cố Gia Huy, anh mau buông em xuống, nếu không thì em sẽ tức đó. Không buông, em là vợ anh có buông ai cũng sẽ không buông em. Chúng ta phải ở cùng nhau cả đời này. Cố Gia Huy vừa cười vừa nói. Anh cười như mặt trời ấm áp, như tuyết đầu mùa gặp nắng xuân. Ánh mắt anh như bầu trời sao mênh mông, môi mỏng gợi cảm quyến rũ. Anh nhếch môi, khiến cho một đám người điên đảo. Không ít những nữ sinh đang vây xem đều mắc phải bệnh mê trai. Ngay cả Hứa Minh Tâm cũng thường bị nửa gương mặt không có sẹo của Cố Gia Huy mê hoặc, chớ đừng nói là cả một gương mặt hoàn hảo không chút tì vết. Đây tựa như là một tác phẩm nghệ thuật mà Thượng Đế đã điêu khắc một cách tỉ mỉ, nhiều một chút thì thừa mà ít một chút thì thiếu, mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ không kiềm chế được mà điên cuồng. Hứa Minh Tâm ngược lại không mong rằng Cố Gia Huy trở nên đẹp trai. Xấu sẽ chẳng ai thích, đẹp trai sẽ trở thành bánh trái thơm ngon. Phụ nữ đều vây quanh anh. Vốn Cố Gia Huy muốn bế cô tới phòng làm việc của hiệu trưởng để dạy dỗ bố con nhà họ Tô một chút. Nhưng nào ngờ chưa tới nơi thì đám người đã đi về mất rồi. Anh chỉ có thể ôm cô về ký túc xá, đợi vết thương cô tốt hơn một chút rồi nói. Anh quen đường quen xá đi tới ký túc xá nữ, dì quản lý vẫn còn nhớ rõ Cố Gia Huy. Dì ấy trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt với vẻ sợ hãi. Lần trước tới còn xấu xí. Sao giờ lại trở nên đẹp trai rồi? Dì ấy quên cản người, Cố Gia Huy cứ thế mà đi vào ký túc xá một cách nghênh ngang. Trên đường đi không biết đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu cô gái. Bây giờ là thời gian vào học, ký túc xá cũng chẳng có ai khác. Cố Gia Huy ôm cô dừng ở cửa để cô mở cửa. Hứa Minh Tâm hờn dỗi không muốn mở cửa. Một cô nhóc phiền phức. Mặc dù Cố Gia Huy nói với vẻ bất đắc dĩ nhưng trong đôi mắt anh lại tràn ngập ý cười. Anh trực tiếp đưa tay vào túi của cô rồi lấy chìa khóa ra. Móc chìa khóa là Minion, rất phù hợp với sở thích của cô vợ nhỏ bé. Đây là ký túc xá nữ đó. Cũng không phải là chưa vào bao giờ, mà lại anh chỉ có hứng thú với đồ của em, không bao giờ nhìn những thứ khác. Vậy cũng không được, em phải vào dọn dẹp một chút. Hứa Minh Tâm nói với vẻ không được tự nhiên. Thế thì được, anh đứng ngoài đợi em 10 phút, em cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi anh. Cố Gia Huy cũng không ép buộc nữa mà tôn trọng sự lựa chọn của cô. Hứa Minh Tâm vội vàng đi vào rồi dọn dẹp những quần áo bị vứt bừa bãi trên giường. Cô còn dọn dẹp tủ đồ, giường chiếu và bàn học của mình một lần, giả vờ như mình là một cô bé thích sạch sẽ. Hành động của cô có chút không tiện, vết thương trên đầu gối nặng hơn cô tưởng tượng. Nên bây giờ chỉ có thể đi bằng một chân. Hứa Minh Tâm quá vội, không kịp đứng vững nên ngã huỳnh ra mặt đất. Cố Gia Huy đứng ngoài nghe thấy tiếng thì run lên, anh vội vàng đi vào. Anh trực tiếp đỡ Hứa Minh Tâm dậy rồi nhíu mày nói, bị đau ở đâu rồi? Mông sắp bể thành ba mảnh rồi. Đó cũng là do em đáng đời. Mặc dù Cố Gia Huy nói thế nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mông của cô. Anh nhìn thoáng qua giường của Hứa Minh Tâm. Lần trước vội quá nên không có nhìn kỹ, bây giờ anh mới phát hiện chỗ này quá bừa bộn. Trên bàn có rất nhiều đồ, đều là đồ ăn vặt. Cũng không biết phân loại, khả năng tự lo liệu rất kém. Quả nhiên là vợ anh, chỗ nào cũng cho anh cơ hội thể hiện bản thân mình rất tài giỏi. Ngồi xuống đừng động đậy, để anh làm. Vậy thì ngại lắm.
Hứa Minh Tâm nói với vẻ ngại ngùng. Bây giờ anh đã hiểu vì sao từ nhỏ anh đã thích sạch sẽ. Xem ra lúc đó anh đã đoán được rằng sau này vợ anh chính là một cô nhóc yếu đuối, năng lực sinh hoạt rất kém. Anh phải phục vụ cho cô ấy nên luyện từ nhỏ. Bây giờ cũng tính là phát huy tác dụng rồi. Cố Gia Huy vừa cười vừa nói. Trước khi anh bắt đầu làm việc thì rót cho Hứa Minh Tâm một chén nước nóng. Rất nhanh sau đó anh đã dọn bàn xong, mọi thứ đều được sắp xếp một cách gọn gàng. Anh còn muốn dọn dẹp tủ quần áo, nhưng Hứa Minh Tâm vừa nghĩ tới bên trong đều là đồ riêng tư của mình thì muốn ngăn cản. Nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. Cô đã mua mấy quyển sách này được một thời gian rồi nhưng ngực của cô chẳng có chút tiến triển gì. Cách nào cũng đều thử cả nhưng chỉ là tốn công vô ích. Vốn Hứa Minh Tâm còn có chút tự tin nhưng bây giờ chẳng còn chút nào cả, tất cả đều đã bị Cố Gia Huy bóp chết. Vậy để anh thu hút em đi, được không? Anh còn không biết xấu hổ mà nói thế. Bây giờ anh không thu hút mỗi em đâu mà toàn bộ sinh vật giống cái luôn đó. Hứa Minh Tâm nghe thế thì không kiềm thế được mà thở dài một hơi. Cố Gia Huy không nghe rõ nhưng cũng có thể đoán được là không phải câu gì hay ho. Anh vòng tay trước ngực, rồi nhìn vào Hứa Minh Tâm với vẻ ung dung. Em càng ngày càng to gan nhỉ, cũng dám nói xấu anh ngay trước mặt anh rồi đấy. Trách em chắc. Hứa Minh Tâm nói với vẻ tủi thân, Cố Gia Huy, em muốn bàn bạc với anh một chuyện. Anh có thể ép tin chúng ta đính hôn xuống được không? Em không muốn để cho người khác thích. Em không muốn biến thành người khác biệt, em muốn sống một cuộc sống bình thường. Anh biết rồi, anh sẽ không để em quá khó xử đâu. Cố Gia Huy nói với vẻ dịu dàng, anh đi lên trước xoa xoa đầu của cô. Anh biết rằng Hứa Minh Tâm có áp lực rất lớn. Nếu như cô biết anh là chủ tịch của tập đoàn JNC thì chắc có lẽ cô ấy sẽ khóc ngất đi mất. Có lúc vừa đẹp trai vừa giàu có là một chuyện rất đáng buồn. Hứa Minh Tâm nghe thế thì thở dài một hơi, nhưng cô còn chưa kịp tỉnh táo thì lại nghe Cố Gia Huy nói tiếp, mấy quyển sách mà em đọc chỉ đều là lý thuyết suông mà thôi. Anh có một cách để khiến cho ngực to lên, em muốn thử một chút sao? Hai chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu sâu. Liêu manh. Hứa Minh Tâm chừng Cố Gia Huy một cái. Mặt cô đỏ tới mang tai. Cố Gia Huy đùa giỡn cô một cách chững chạc đàng hoàng, khiến cho Hứa Minh Tâm ngại ngùng muốn chết. Hết lần này tới lần khác cô lại không tức giận được. Cố Gia Huy cười khẽ một tiếng, tâm trạng của anh tốt vô cùng nên cũng không chọc cô nữa. Rất nhanh sau đó Cố Gia Huy đã dọn dẹp tủ quần áo xong xuôi, bắt đầu dọn giường. Đúng ngay lúc này này thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng động vang lên. Nhanh lên nhanh lên. Anh chàng đẹp trai kia đang ở đây này. Mẹ ơi, lá gan của Minh Tâm càng ngày càng to đó. Vậy mà dám ngang nhiên dẫn đàn ông về ký túc xá. Mau nhìn một chút xem đối phương là thần thánh phương nào. Có đúng là đẹp trai như lời đồn không? Hai cô gái mở cửa phòng rồi vọt vào, là hai người bạn cùng phòng của Hứa Minh Tâm, Lâm Linh Viện và Giang Hà Lan. Ôi mẹ ơi, trai đẹp. Ông trời ơi, đẹp trai quá. Hai người vừa bước vào phòng đã thấy Cố Gia Huy, cả hai đều trợn mắt há mồm rồi thốt lên với vẻ kinh ngạc. Chào hai cô, tôi là Cố Gia Huy. Hai cô là bạn cùng phòng của Minh Tâm nhỉ, mong hai cô sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Chúc, Minh Tâm, chuyện này là sao đây? Không phải cậu nên giải thích một chút sao? Đúng đó, Cố Gia Huy, sao tớ nghe cái tên này lại quen thế nhỉ? Hai cậu đừng hiểu nhầm, anh ấy, chỉ là chú của tớ. Dựa theo bối phận thì tớ phải gọi anh ấy là chú ba. Chú ba. Cố Gia Huy nghe thế thì nhíu mày, mẹ nó, anh lại bắt đầu căm ghét cái xưng hô này rồi. Hứa Minh Tâm bắt đầu nói dối, nói là vì Hứa An Kỳ nên mình mới quen Cố Gia Huy. Giao lưu qua lại nên hai người trở nên thân thiết, người chú này rất chăm sóc mình. Mà người đàn ông trong hình chính là Cố Gia Huy, cô không hề bị bao nuôi như lời đồn. Lâm Linh Viện nghe hết thì kéo Hứa Minh Tâm sang một bên nói nhỏ. Hứa Minh Tâm, chú ba này của cậu có bạn gái chưa? Có thể giới thiệu tớ cho anh ấy không? Không phải hai cậu đều có bạn trai rồi à? Ây, bây giờ tớ chia tay còn kịp không nhỉ? Hứa Minh Tâm nghe thế thì giờ khóc giờ cười, quả nhiên đẹp trai rất phiền phức. Có bạn trai rồi còn bị mê hoặc tới nỗi thần hồn điên đảo, đừng nói gì tới đám người còn độc thân. Cố Gia Huy nhận được điện thoại của Khương Tuấn. Tập đoàn có việc đột xuất nên anh cần phải đi xử lý một chút. Anh dặn Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn ngồi đợi trong ký túc xá. Buổi chiều anh sẽ quay lại, còn cần phải xử lý những chuyện kia. Sau khi Cố Gia Huy rời đi không lâu thì có người đưa bữa trưa tới,
toàn bộ đều là những món Hứa Minh Tâm thích ăn. Cô đang chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên có một đám người ập vào ký túc xá. Có bạn cùng lớp, bạn cùng khóa, thậm chí khóa trên cũng tới. Nhao nhao dò hỏi Hứa Minh Tâm anh chàng đẹp trai đó là ai. Hứa Minh Tâm chỉ có thể một năm một mười nói ra. Bây giờ sự thật cũng đã nổi lên mặt nước, cô không hề quyến rũ đàn ông. Cố Gia Huy cũng đang xử lý chuyện này, bài viết trong trang web trường đã bị xóa bỏ, thậm chí còn có bài đăng phân tích. Cho dù Hứa Minh Tâm đã thoát khỏi nỗi oan nhưng lại bị mắc phải phiền phức lớn hơn. Chú ba của cậu đã có bạn gái chưa? Chắc là chưa nhỉ, người ta đều nói anh ấy một thân một mình, không tới gần phụ nữ. Đúng đúng đúng, tớ cũng nhớ. Hơn nữa người ta còn đồn anh ấy xấu vô cùng, thậm chí còn là người đồng tính. Tớ không quan tâm, đồng tính cũng được. Nếu tớ có thể quyến rũ được anh ấy thì đó là một chuyện đáng tự hào tới cỡ nào cơ chứ. Hứa Minh Tâm, cậu có số điện thoại của anh ấy không? Không thể không có được, cậu thân với anh ấy lắm mà đúng không? Các cô nhìn Hứa Minh Tâm với ánh mắt chờ đợi, muốn có được số điện thoại của Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm có chút do dự, muốn từ chối. Nhưng các bạn cùng lớp nhìn ra được điều gì đó rồi cất lời, Hứa Minh Tâm, đừng nói là cậu không nỡ nhé. Hay là cậu thích anh ấy, dù sao anh ấy chỉ là chú ba trên danh nghĩa, không có máu mủ. Nhưng nếu thế thì quan hệ phức tạp lắm, chị của cậu gả cho Cố Tử Vị, cậu lại thích Cố Gia Huy. Không không, tớ không thích Cố Gia Huy, tớ và anh ấy chỉ là quan hệ thân thích bình thường mà thôi. Chỉ là chưa được sự đồng ý của anh ấy mà đã cho số điện thoại của anh ấy. Cũng không phải là cho không, một cái 1500 ngàn, các cô có muốn không? Đúng ngay lúc này, Bạch Thư Hân xuất hiện, cô ấy bắt đầu giải vây cho Hứa Minh Tâm. Đừng nói là 500, dù 1 triệu cũng được. Hứa Minh Tâm vốn còn định từ chối. Nhưng cô nghĩ lại, nếu như mình từ chối thì chắc chắn sẽ thành kẻ địch của cả trường mất. Vậy còn chẳng bằng kiếm thêm chút thu nhập. Rất nhanh sau đó điện thoại của cô vang lên từng tiếng thông báo chuyển khoản. Hứa Minh Tâm kiếm được hơn 20 triệu. Đột nhiên cô cảm thấy Cố Gia Huy là một cơ hội buôn bán lớn. Cũng không biết là có thể cho mạng xã hội của anh không nhỉ. Các cô gái kia lấy được số điện thoại thì cũng vui vẻ mà rời đi. Điện thoại tư nhân của Cố Gia Huy nhận được 180 cuộc gọi chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi. Cuối cùng anh phải đưa cho Khương Tuấn xử lý. Đầu Cố Gia Huy rất đau. Anh xem Hứa Minh Tâm là cô vợ nhỏ, vậy mà cô lại xem anh là chú ba. Buổi chiều, Cố Gia Huy xử lý xong chuyện cần làm rồi trực tiếp đi thẳng tới trường. Lần này Cố Gia Huy dẫn Hứa Minh Tâm đi tới văn phòng của thầy phụ trách. Trên đường đi, sắc mặt của Cố Gia Huy rất khó coi. Hứa Minh Tâm cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Cô biết rằng đưa số điện thoại của anh cho đám người đó thì anh sẽ giận. Nhưng trên đường đi cô cũng chưa nghe điện thoại anh vang lên lần nào. Chắc là Khương Tuấn cũng đã chịu cực lắm đây, xem ra phải chia cho anh ta một ít. Anh giận à? Hứa Minh Tâm nuốt nước bọt rồi nói nhỏ. Cố Gia Huy không quay đầu lại mà trực tiếp kéo tay cô đi. Hứa Minh Tâm đã có thể đi bình thường rồi nhưng mà. Anh đi chậm thôi, chân em đau quá. Đau ở đâu, để anh xem nào. Cố Gia Huy vội vàng quay người rồi nói. Anh không quan tâm tới em, mặt thì sụ xuống, đầu gối em đau quá. Hứa Minh Tâm, em chơi xấu mà còn dám ngang nhiên trắng trợn như thế à? Bạch Thư Hân nói là nếu một người đàn ông thật sự quan tâm mình thì sẽ không nỡ để mình đau. Bây giờ em đau khắp người, bởi vì anh đang giận em đó. Có chuyện gì không thể nói ra sao? Dù sao thì nói em cũng không sửa được. Chuyện đã như thế rồi. Em cũng là bị ép buộc mà thôi. Anh không thể giận em được. Cố Gia Huy nghe Hứa Minh Tâm nói thế thì cũng không biết là nên tức hay nên cười. Chẳng ai mà nghĩ như cô cả. Vậy anh không nên dỗi à? Anh nên có. Em có thể dỗ anh mà. Hứa Minh Tâm kéo ống tay áo của Cố Gia Huy rồi nói với vẻ đáng thương. Nhiều người vây quanh em như thế, nếu em không cho thì bọn họ sẽ nuốt em luôn mất. Anh cũng không muốn vợ chưa cưới của anh bị người ta nuốt mất đâu đúng không? Nếu em mất rồi thì anh đi đâu mà tìm? Hứa Minh Tâm nói tới đây thì cảm thấy hơi trước kia Cố Gia Huy còn là một kẻ kỳ lạ. Quái dị thì mình chẳng có chút áp lực nào cả. Cô cảm thấy anh có thể tìm được vợ là đã khó khăn lắm rồi. Nhưng bây giờ, nếu em mà mất rồi, thì anh vẫn có thể tìm được vợ đúng không? Hứa Minh Tâm có chút không vui, Cố Gia Huy lại có chút khó hiểu. Đây là lối suy nghĩ của con gái sao?
rõ ràng là anh đang tức giận, sao lại phải dỗ dành ngược lại rồi? Hứa Minh Tâm, đúng là có thể đòi mạng của anh mà. Tìm không thấy, trong thế giới này chỉ có một Hứa Minh Tâm mà thôi. Nếu mà mất rồi thì anh cũng không thể tìm được người vợ tốt như em nữa. Cố Gia Huy nhẹ nhàng gõ lên đầu Hứa Minh Tâm, ngăn cản cô nghĩ lung tung. Em nói muốn giữ khoảng cách với anh nên anh không thể ôm em trước mặt bao người. Nhưng anh sẽ nắm tay em rồi đi trước em. Vậy thì anh không thể đi nhanh. Hứa Minh Tâm vội vàng nói. Được, anh không đi nhanh, để em có thể đuổi kịp anh. Cố Gia Huy nói một cách dịu dàng, anh luôn rất có kiên nhẫn khi đối mặt với cô nhóc này. Có lẽ là 28 năm trước đây đều là vì đợi cô xuất hiện, từ từ bao dung cô. Rất nhanh hai người đã đi tới văn phòng của thầy phụ trách. Bố của Tô Lê Duyệt lại được mời tới, hơn nữa lần này lại là hiệu trưởng tự mình mời. Bố của Tô Lê Duyệt có chút tức giận, ông ta không đối phó được với Lệ Nghiêm chẳng lẽ còn không làm gì được nhà họ Hứa nhỏ bé đó sao? Cho dù Hứa Văn Mạnh tới thì ông ta cũng không hề sợ hãi. Bố của Tô Lê Duyệt đi tới văn phòng, ông ta vừa định nổi trận lôi đình thì lại cảm nhận được một khí thế càng thêm mạnh mẽ. Đè ép tuyệt đối. Bố của Tô Lê Duyệt đưa mắt nhìn thì thấy có một người đàn ông đang ngồi trên ghế salon. Đồ tây dày da, khí chất lỗi lạc, gương mặt sắc bén, mày kiếm mắt sáng. Đôi mắt đen láy như phủ mực, khiến cho người ta không thể nào thấy được anh đang nghĩ gì. Cố Gia Huy chỉ ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lướt mắt qua cũng đủ để cho ông ta cảm thấy căng thẳng, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Mẹ ơi, đẹp quá. Lúc sáng Tô Lê Duyệt thấy Lệ Nghiêm là đã cảm thấy anh ta đẹp trai lắm rồi, không ngờ bây giờ lại gặp được người đẹp trai hơn. Bố của Tô Lê Duyệt có chút lý trí, ông ta hỏi, không biết hiệu trưởng gọi tôi tới có chuyện gì. Liên quan tới chuyện cãi vã tranh chấp giữa Tô Lê Duyệt và Hứa Minh Tâm. Bây giờ, phụ huynh của Hứa Minh Tâm tìm tới. Là phụ huynh nhỉ? Hiệu trưởng liếc Cố Gia Huy một cái rồi suy nghĩ để tìm từ thích hợp. Bối phận của Cố Gia Huy đúng là thuộc về hàng phụ huynh. Chỉ là hiệu trưởng không hiểu vì sao Cố Gia Huy lại đặc biệt đi tới đây ra mặt cho Hứa Minh Tâm. Chẳng lẽ chỉ vì Hứa An Kỳ sẽ gả vào nhà họ Cố sao? Phụ huynh, tôi đã từng gặp Hứa Văn Mạnh, cậu là ai? Bố của Tô Lê Duyệt nghe thế thì nhíu mày. Cố Gia Huy? Cái gì, cậu là Cố Gia Huy ư? Không thể thế được, người ta đều nói Cố Gia Huy là một. Một. Bố của Tô Lê Duyệt lắp bắp, ông ta nhìn người đàn ông hoàn hảo trước mặt, sao người khác lại đồn anh vừa già vừa xấu chứ? Tuổi trẻ, khí thế mạnh mẽ. Nhà họ Cố và nhà họ Hứa có qua lại, tôi cũng không nhiều lời nữa. Tôi và đứa nhỏ Hứa Minh Tâm này ăn cơm với nhau mấy lần, khá là thích con bé. Không ngờ lại bị người xấu chụp lại, tung tin đồn nhảm. Nếu như tôi là người trong cuộc thì chắc chắn phải ra mặt giải thích chuyện này thay cho Minh Tâm. Bố của Tô Lê Duyệt nghe thấy thế thì hận không thể đào lỗ trên mặt đất rồi chui xuống. Vừa mới làm mích lòng Lệ Nghiêm, bây giờ lại làm mích lòng Cố Gia Huy. Con gái của ông ta đúng là hại bố rồi. Cậu Trung à, thật ra đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Bố của Tô Lê Duyệt lau nước mắt rồi nói, ông ta nào còn khí thế lúc mới bước vào cửa nữa, bây giờ ông ta chỉ hận không thể dập đầu tạ tội mà thôi. Hiểu nhầm ư, tôi chỉ nhìn thấy vết thương của Hứa Minh Tâm mà thôi. Cố Gia Huy kéo Hứa Minh Tâm tới trước mặt, đầu gối của cô đã được bôi thuốc đỏ, không khó để nhìn ra bị chảy xước một mảng lớn. Đau không? Cố Gia Huy hỏi, Hứa Minh Tâm phối hợp với anh. Đau, đau lắm. Lúc Tô Lê Duyệt muốn dạy dỗ chính mình thì ngông nghênh lắm mà, bây giờ cô cũng muốn xả giận. Bố của Tô Lê Duyệt này, ông cảm thấy nên giải quyết chuyện này như thế nào? Con gái của ông tung tin gây chuyện. Đã tạo nên thương tổn về mặt thể xác và tâm hồn khó thể xóa nhòa với Hứa Minh Tâm, nếu như dựa theo pháp luật thì. Pháp luật. Cố Gia Huy vừa nói ra hai chữ này thì cả người bố của Tô Lê Duyệt đều run lên, mặt ông ta trở nên trắng bệch. Ông ta vội vàng kéo Tô Lê Duyệt rồi nói, con còn không mau xin lỗi cô Hứa Minh Tâm đi. Cuối cùng Tô Lê Duyệt cũng đã nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này. Cô ta cắn môi rồi nhìn Hứa Minh Tâm với vẻ không cam lòng. Rõ ràng cô ta có thể giẫm Hứa Minh Tâm ở dưới chân. Không ngờ rằng Cố Gia Huy lại ra mặt làm chỗ dựa cho cô. Tô Lê Duyệt không bằng lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể xin lỗi một cách ngoan ngoãn. Hứa Minh Tâm, xin lỗi, cô ta cắn răng nói.
Hứa Minh Tâm thấy Tô Lê Duyệt xin lỗi thì cũng không muốn làm to chuyện nữa. Cô vẫn hiểu được nên có chừng có mực. Hứa Minh Tâm kéo góc áo của Cố Gia Huy rồi ra hiệu bỏ qua chuyện này. Cố Gia Huy biết Hứa Minh Tâm mềm lòng nên cũng không làm khó hai bố con nhà họ Tô nữa. Bố của Tô Lê Duyệt cũng rất biết điều, vội vàng yêu cầu bồi thường tiền thuốc men. Khi ông ta lấy thẻ ra thì Hứa Minh Tâm còn hơi bất ngờ. Tiền thuốc men ư? Chỉ là mấy chục ngàn mà thôi, cho dù có nhân với 10 thì cũng không quá 1 triệu. Không phải đưa tiền mặt hay chuyển khoản là được rồi sao? Mật mã là 6 số 8, là một chút lòng thành, mong cô Hứa Minh Tâm nhận cho. Bố của Tô Lê Duyệt nói xong rồi kéo theo cô ta rời đi. Cố Gia Huy đứng dậy rồi nói với hiệu trường, sau này chuyện của Hứa Minh Tâm chính là chuyện của tôi. Bố tôi rất thích cô bé này, từ trước tới giờ ông ấy đều rất thích con gái, nhưng hết lần này tới lần khác em gái tôi không thường xuyên ở nhà. Cho nên bố tôi rất thích Hứa Minh Tâm, đối xử với cô bé như con gái ruột vậy. Vậy nên nếu như cô ấy có xảy ra chuyện gì trong trường thì trực tiếp liên lạc với tôi là được. Đây là số điện thoại của tôi. Vâng, tôi biết rồi. Bây giờ Cố Gia Huy mới dẫn Hứa Minh Tâm rời đi. Hiệu trưởng vội vàng xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cố Gia Huy nói như thế là đã rất rõ ràng, nếu ai dám bôi nhỏ hay hãm hại Hứa Minh Tâm nữa thì chính là bôi nhỏ hãm hại anh, nói không chừng cũng chính là đối đầu với ông cụ Cố Gia Bảo. Cố Gia Bảo rất nóng tính, vừa nghĩ tới là đã thấy trái tim này thật đau. Hứa Minh Tâm rời khỏi văn phòng thì chuyện đầu tiên cô làm chính là đi kiểm tra số tiền trong thẻ. Ngàn, chục, trăm, triệu, chục triệu, trăm triệu. Vậy mà có khoảng 200 triệu. Chỉ là một chút chảy xước nho nhỏ mà bồi thường 200 triệu, đầu óc của ông ta vào nước rồi à? Em đi trả lại cho ông ta. Cất đi, ông ta muốn dàn xếp ổn thỏa. Nếu như em trả lại thì sợ rằng ông ta sẽ càng thêm bất an, thậm chí còn muốn tìm tới cửa. Nhưng nhiều quá, cái này sắp bằng thu nhập cả năm của anh rồi. Thu nhập cả năm. Cố Gia Huy nghe được ba chữ này thì có chút buồn bực. Không sao, xem như phát tài đi. Nếu như đã không thể trả lại thì chúng ta cứ cất đi được không? Sau này chuyện gì cũng cần tiền, chúng ta phải tiết kiệm. Được, chúng ta tiết kiệm. Cố Gia Huy sờ đầu của Hứa Minh Tâm rồi cười nói. Chiều nay Hứa Minh Tâm còn có tiết, cô vội vàng thúc giục anh rời đi. Miễn cho đứng trong trường lại hấp dẫn sự chú ý của người khác. Mà Cố Gia Huy vẫn còn chuyện cần làm nên cũng không ở lại. Anh cũng nên răn dạy nhà họ Hứa một chút, nếu không người khác còn tưởng rằng Hứa Minh Tâm là quả hồng mềm, ai cũng có thể nhào nặn. Đến anh còn không nỡ bóp, bọn họ lấy can đảm ở đâu ra vậy chứ? Nhà họ Hứa đang định đầu tư vào một làng du lịch bờ biển nhưng không ngờ rằng tập đoàn JNC lại tranh mất dự án này. Hứa Văn Mạnh nghĩ tới thực lực của JNC thì cũng không nói cái gì, cứ thế bỏ qua. Không ngờ rằng định khai phá đất đai thì cũng bị cướp. Hợp tác với người khác, ký hợp đồng rồi. Không ngờ hôm sau đối phương lại tới trả gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhà họ Hứa liên tục gặp trắc trở, hơn nữa lần nào cũng liên quan tới tập đoàn JNC. Hứa Văn Mạnh cũng không biết là mình đã làm gì mà mích lòng tập đoàn lớn như JNC. Ông ta đành phải mang theo quà đi nhận lỗi, hỏi thăm cho rõ. Hứa Văn Mạnh được thư ký dẫn vào phòng nghỉ, ông ta chờ đợi một cách sợ hãi. Ông ta nghe được tiếng bước chân, đối phương đẩy cửa đi vào. Ai ngờ đập vào mắt lại là. Buổi tối Hứa Minh Tâm đi quán bar làm thêm. Bạch Thư Hân ngồi ở cách đó không xa uống rượu giải sầu, tâm trạng hôm nay của cô không được tốt lắm. Đợi khi cô làm xong thì Bạch Thư Hân cũng đã say mềm. Hứa Minh Tâm không biết lái xe, cô vốn muốn gọi Cố Gia Huy tới giúp đỡ nhưng không ngờ điện thoại của Bạch Thư Hân lại vang lên. Số gọi tới không được lưu, Hứa Minh Tâm hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bắt máy. Thư Hàn, cuối tuần này đi nhà chú một chuyến. Anh là bác sĩ Lệ Nghiêm đúng không? Hứa Minh Tâm nhận ra giọng nói của anh ta. Cô là, cô Minh Tâm à? Hứa Minh Tâm vội vàng nhờ Lệ Nghiêm tới giúp đỡ. Rất nhanh sau đó anh ta đã lái xe tới. Anh ta đỡ Bạch Thư Hân uống say như chết rồi nhìn về phía Hứa Minh Tâm với vẻ áy náy, thật sự là làm phiền cô Minh Tâm rồi. Để tôi đưa cô về. Đúng lúc này, đột nhiên Bạch Thư Hân lại nôn. Hứa Minh Tâm vội vàng xua tay, anh đưa Thư Hàn về trước đi, tôi tự gọi xe về là được. Vậy được, Lệ Nghiêm cũng không từ chối, bây giờ anh ta chỉ chú ý tới Bạch Thư Hân, không rảnh quan tâm những chuyện khác.
Bạch Thư Hân ôm thùng rác nôn một lúc lâu mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hứa Minh Tâm giúp đỡ đưa cô ấy lên xe. Bạch Thư Hân cảm thấy cả người nóng bừng, cô ấy mơ mơ màng màng nhận ra mình đang ở trong xe. Nhưng trong xe không được thông gió, rất bí. Minh Tâm à, cậu không mở cửa sổ là muốn tớ nóng chết đúng không? Cả người tớ đều là mồ hôi này, cậu không tin thì nhìn đi. Bạch Thư Hân rên lên một tiếng rồi bắt đầu kéo quần kéo áp. Quần áo mùa hè mỏng manh, cô ấy chỉ mặc một cái áo sơ mi lụa và một cái quần đùi. Bạch Thư Hân đã bắt đầu mở nút áo. Lệ Nghiêm nhíu mày, anh ta đưa tay ngăn cản. Đừng lộn xộn, tay của cậu lạnh quá, thoải mái thật, chỉ là hơi thô ráp. Bạch Thư Hân không tỉnh táo, còn tưởng rằng bên cạnh mình là Hứa Minh Tâm. Lệ Nghiêm vội vàng thắng gấp, cả hai người đều nhào thẳng về phía trước. Đầu Bạch Thư Hân bị đụng vào đài xe, lại càng thêm không tỉnh táo. Đau, đau quá. Lệ Nghiêm hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Anh ta ở trong bộ đội nhiều năm như thế đã trở nên sắt thép, không động lòng từ lâu rồi. Nhưng vừa mới lúc nãy, Lệ Nghiêm đã dao động, vậy mà trong người lại bắt đầu nổi lửa. Lệ Nghiêm muốn rút tay về nhưng Bạch Thư Hân bám quá chặt, anh ta cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm tổn thương cô ấy. Lòng bàn tay anh ta toát mồ hôi lạnh, ngón tay bắt đầu run rẩy. Bạch Thư Hân mở ra đôi mắt mê ly rồi nhìn về phía Lệ Nghiêm với vẻ không hiểu nổi. Cậu sao thế? Chúng ta tắm chung, thay đồ chung, bây giờ cậu còn ngại ngùng là thế nào? Thư Hàn, em tỉnh táo một chút, anh là Lệ Nghiêm. Đừng nhắc tới anh ta, đó là cái tên mà chị đây không muốn nghe nhất. Anh trai cái gì chứ, anh ta còn chưa chăm sóc tớ lần nào, dựa vào cái gì mà nói là anh trai tớ. Thư Hàn đừng quậy. Minh Tâm, hôm nay cậu lạ vậy, đừng động đậy, tớ nóng quá, để tớ ôm một lúc. Bạch Thư Hân nói nhỏ. Cô ấy cảm thấy tay Lệ Nghiêm lạnh buốt, rất dễ chịu. Cô ấy không kiềm chế được mà dán cả người qua đó. Bạch Thư Hân giống như một con mèo chui vào ngực Lệ Nghiêm. Anh ta giống như một túi đá vậy, có thể giải nhiệt. Bạch Thư Hân hận không thể lột sạch quần áo của anh ta. Mà thực tế thì cô ấy cũng đã làm vậy. Trái tim của Lệ Nghiêm run lên, yết hầu bắt đầu lăn lên lộn xuống. Bàn tay to lớn của anh ta tóm lấy tay của Bạch Thư Hân. Nếu chậm thêm một chút nữa thì sợ rằng anh ta sẽ bị lột sạch. Thư Hàn, em nhìn cho rõ anh là ai. Minh Tâm, cậu đừng động đậy, để tớ sờ một cái, tớ cũng đâu có ăn cậu. Bạch Thư Hân còn nói một cách cố chấp. Em, ta, đột nhiên Bạch Thư Hân nhận ra được điều gì đó, cô ấy nói với vẻ nghi ngờ. Lệ Nghiêm nghe thấy thế thì vẻ mặt càng trở nên khó coi. Anh ta sợ rằng nếu tiếp tục như thế thì mọi chuyện sẽ trở nên không thể khống chế được. Lệ Nghiêm trực tiếp đẩy Bạch Minh Châu ra rồi dùng dây an toàn buộc tay cô ấy lại. Cách thắt của quân đội, người bình thường không biết mở. Lệ Nghiêm hạ cửa sổ xe xuống để cho gió thổi vào. Anh ta vội vàng mở cửa xuống xe, Lệ Nghiêm muốn im lặng suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng chút một, Lệ Nghiêm tỉnh táo, Bạch Thư Hân cũng đã tỉnh hơn nhiều. Cô ấy đã có thể nhìn rõ những gì trước mắt, cũng nhớ ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy nhận nhầm Lệ Nghiêm thành Hứa Minh Tâm, hình như còn đùa giỡn một chút. Nhưng Bạch Thư Hân còn chưa sờ tới người của Lệ Nghiêm, ngược lại anh ta đã đụng tới. Anh ta cũng không lỗ, tức giận cái gì chứ? Bạch Thư Hân quay đầu nhìn bóng lưng đang đứng ngoài. Lệ Nghiêm không có bất cứ đam mê không tốt nào, không hút thuốc không ham rượu, không thức đêm không ngủ nướng. Sống theo kiểu quân đội, cho nên vẫn luôn không đụng vào phụ nữ. Nhưng người như thế lại có phản ứng với em gái mình. Đây là đạo lý gì chứ? Cô ấy không thể nào hiểu nổi. Bạch Thư Hân hẳng giọng một cái rồi nói, anh lên đây đi, tôi không làm gì nữa đâu, tôi tỉnh rồi. Anh lái xe đưa tôi về nhà, tôi có chút mệt. Lệ Nghiêm nghe thấy thế thì thở phào một hơi rồi lên xe. Anh ta tới gần cởi dây an toàn cho Bạch Thư Hân. Vừa tới gần thì đã ngửi thấy mùi thơm của cô gái mới lớn trên người cô ấy. Lệ Nghiêm nhíu mày. Mùi thơm nhàn nhạt này như cú đánh chí mạng với anh ta. Lệ Nghiêm cố nén sự xúc động trong lòng rồi cởi dây an toàn cho Bạch Thư Hân, anh ta nói, cài lại, chuẩn bị đi rồi. Biết rồi. Xe tiếp tục lăn bánh, hai người nhìn nhau mà không nói gì. Qua một lúc lâu Bạch Thư Hân mới mở lời một cách bình tĩnh, vừa rồi anh. Bạch Thư Hân lắp bắp, cô cũng không nói thẳng, nhưng rõ ràng là cô cảm nhận được chứ không phải ảo giác.
bầu không khí trong xe lại trở nên ngưng trọng thêm một lần nữa. Em có cần anh phân tính hiện tượng sinh lý bình thường vừa rồi theo góc độ y học không? Anh cứ nhất định phải nhạt nhẽo như thế à? Bạch Thư Hân nhíu mày rồi nói với vẻ không vui. Nếu như sau này còn uống rượu thì đừng có uống nhiều như thế. Anh là anh trai em nên sẽ không làm gì, nhưng nếu là người ngoài thì anh không chắc. Ngậm miệng lại, tôi không cần anh giáo dục tôi. Bạch Thư Hân tức giận. Lệ Nghiêm nghe thế thì mấp máy môi rồi không nói thêm gì nữa. Anh ta vẫn luôn rất chiều theo cô em gái này. Trong bóng đêm, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Hứa Minh Tâm đi xe buýt về nhà, Cố Gia Huy vẫn còn đang bận rộn công việc. Quả nhiên, người một tháng kiếm được mấy chục triệu bận rộn hơn nhiều so với một tháng mấy triệu. Đợi Cố Gia Huy làm xong thì cô nhóc pha cho anh một chén sữa nóng hổi rồi mang vào phòng đọc sách. Cố Gia Huy vừa xử lý xong chuyện cần làm, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều vô cùng mỏi mệt. Nhưng khi thấy được bóng người nhỏ bé của cô thì mọi sự mệt mỏi đều như tan biến. Qua đây. Anh vẫy tay với cô. Hứa Minh Tâm nhìn nụ cười đẹp trai không tì vết của anh thì vẫn còn có chút chưa thể tiếp nhận được. Cô hít sâu một hơi, không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lần trong lòng rằng đây là chồng chưa cưới của mình, không phải là mơ mới có thể nhận rõ được hiện thực. Hứa Minh Tâm đi qua đó, cô đưa tay muốn sờ lên nửa mặt vốn đeo mặt nạ của anh theo bản năng. Vẫn chưa thể tiếp nhận anh của bây giờ được à? Cố Gia Huy cười cười rồi nói, anh đưa tay kéo cô vào lòng mình. Anh có chút tham lam, không nỡ buông ra. Khắp chóp mũi đều là mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, thấm vào ruột gan. Đột nhiên anh trở nên đẹp trai khiến cho em có chút không thích ứng được. Hứa Minh Tâm chua môi, lại còn có chút không vui. Từ xưa tới nay, người có vẻ người đẹp mắt đều không phải là hạng tầm thường. Anh là đàn ông. Đàn ông lại càng ghê gớm hơn. Phụ nữ có bề ngoài đẹp còn có thể tha thứ, đàn ông mà đẹp thì chính là đạo trời không tha. Anh càng đẹp thì càng dễ thu ong hút bướm. Em còn chưa tới tuổi kết hôn, cũng chẳng giữ anh được. Hứa Minh Tâm nói với vẻ lo lắng. Cố Gia Huy nghe thế thì không biết nên khóc hay nên cười. Những cô gái khác luôn hy vọng người yêu của mình đẹp trai giàu có, nhưng cô thì lại ngược lại, muốn anh càng xấu càng an toàn. Em đang ghen đó à? Không có. Hứa Minh Tâm thì thầm. Cô nhóc này, nếu anh không những trở nên đẹp trai mà còn trở nên có tiền nữa thì em sẽ làm như thế nào? Đẹp trai nhà giàu theo đúng nghĩa. Ừ, em sẽ làm sao? Cố Gia Huy nhìn về phía cô với vẻ hứng thú rồi hỏi. Vậy phải xem anh giàu tới cỡ nào? Ngày mai là em biết rồi. Giữa trưa hôm sau, Hứa Minh Tâm ăn cơm với Bạch Thư Hân. Tối qua cô ấy say rượu nên nhức đầu cả một đêm. Lệ Nghiêm đã xin nghỉ giúp Bạch Thư Hân. Vậy nên cô ấy mới ngủ tới tận trưa, bây giờ mới ăn chút gì đó. TV treo trên tường đang phát tin tức, đúng lúc liên quan tới tập đoàn J và C. Thân phận của người phụ trách tập đoàn JNC ở nước ngoài vẫn luôn rất bí ẩn. Không ngờ rằng hôm nay quản lý cấp cao của tập đoàn đột nhiên mở một buổi trình họp báo một cách vội vã. Người phụ trách bí ẩn này cũng đã xuất hiện dưới mắt công chúng. Bây giờ phóng viên của đài chúng ta đã xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Còn 3 phút nữa là bắt đầu buổi họp báo. 3 phút trôi qua rất nhanh, buổi họp báo chính thức kéo màn. Vậy mà Hứa Minh Tâm lại thấy Khương Tuấn và Cố Gia Huy trên TV. Khương Tuấn mở đường, mấy thành viên hội đồng quản trị lớn tuổi cũng đi bên cạnh Cố Gia Huy, cho tới khi anh ngồi vững vào vị trí cao nhất ở giữa. Trên bảng tên viết rõ ràng mấy chữ, CEO, Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm trợn mắt há mồm, Bạch Thư Hân ngồi bên cạnh vẫn luôn bám víu lấy tay cô rồi hét. Mẹ ơi, chồng chưa cưới của cậu trâu bò thật đấy. Hứa Minh Tâm vẫn còn đang hoang mang, cô vẫn chưa phản ứng lại kịp. Phóng viên đã bắt đầu truy hỏi kế hoạch phát triển của tập đoàn JNC. Bọn họ rất muốn biết sự phát triển của JNC có thể xung đột với tập đoàn nhà họ Cố không. Cố Gia Huy cười rồi trả lời, nụ cười của anh khiến cho một đám người điên đảo. Cuối cùng thì đám phóng viên càng quan tâm đến vấn đề tình cảm của Cố Gia Huy hơn. Microphone không ngừng được đưa tới, phóng viên tranh nhau hỏi, anh Trung, trước đó những lời đồn về anh ở bên ngoài vẫn luôn tràn ngập ý xấu. Không ngờ rằng bây giờ chân tướng sự thật đã bày ra trước mắt, tôi tin rằng có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh. Anh có thể nói về tiêu chuẩn hay hình mẫu lý tưởng của mình không? Tôi đã có người mình thích rồi, không cần mọi người phải lo lắng. Vậy có thể để lộ một chút tin tức về người đó không?
Chúng tôi rất muốn biết là cô gái nhà ai mà có thể giữ được trái tim của anh Trung như thế. Xin lỗi, bây giờ còn chưa phải lúc. Sau này nếu gặp được cơ hội thích hợp thì chúng tôi sẽ công khai. Buổi họp báo rất dài, nhưng Cố Gia Huy xuất hiện rất ít. Từ lúc anh xuất hiện cho tới lúc rời đi cũng chỉ vẻn vẹn có 10 phút mà thôi. Những chuyện khác đều là Khương Tuấn và hội đồng quản trị thay nhau trả lời. Sau khi Cố Gia Huy đi thì Bạch Thư Hân gõ đầu Hứa Minh Tâm. Đây là người đàn ông nghèo khó, thu nhập một tháng mấy 20 triệu mà cậu nói đấy à? 20 mấy triệu là đã nhiều lắm rồi. Mẹ nó, cậu chọc tớ đúng không? 20 mấy triệu có thể nhiều hơn 200 triệu, 2 tỷ thậm chí là 20 tỷ không? Không phải là Cố Gia Huy không được người lớn thích sao? Sao anh ta có thể lắc mình biến thành CEO của tập đoàn lớn như thế hả? Mẹ ơi, anh ta lại còn là lãnh đạo trực tiếp của tớ, vậy mà chẳng thèm chăm sóc ngó chừng tớ chút nào cả. Tớ xin nghỉ phép có một lần mà lại trừ toàn bộ tiền thưởng của tớ. Quá vô nhân tính. Bạch Thư Hân, có phải là tớ đang nằm mơ hay không? Cậu mau cấu tớ một cái, dạo này tớ luôn cảm thấy đầu óc mình không được tốt cho lắm. Bạch Thư Hân nghe thế thì đưa tay vỗ đầu Hứa Minh Tâm với vẻ không vui. Hứa Minh Tâm đau tới nỗi cắn răng trợn mắt, mặt cô nhăn lại. Bây giờ tỉnh táo hơn chưa? Thư Hàn, người trong TV lúc nãy là chồng chưa cưới của tớ đúng không? Không thể sai được. Bây giờ Hứa Minh Tâm mới phản ứng lại kịp, hóa ra những lời mà Cố Gia Huy nói tối hôm qua là ý này. Cố Gia Huy chẳng phải là người nghèo gì, mà là cao giàu đẹp tàng hình. Bây giờ trong óc Hứa Minh Tâm đang hiện lên dáng vẻ mình làm bà chủ nhà giàu. Trên người mặc áo dài, bọc một cái khăn lông chồn, đeo nhẫn kim cương khảm ngọc, trên cổ mang một sợi dây chuyền trân châu, sau đó xách ví đi đánh bài. Nói không chừng còn uống một ly rượu vang đỏ, hút thuốc dành cho phụ nữ. Hứa Minh Tâm nghĩ một hồi, cảm thấy rất thần kỳ. Cả buổi chiều hôm đó Hứa Minh Tâm đều cảm thấy người mình muốn bay lên. Cô có một loại cảm giác không quá chân thật, như tất cả đều là mơ vậy. Thậm chí cô còn không thể nghe được bất cứ câu gì mà giáo viên nói. Đột nhiên Cố Gia Huy trở nên hoàn hảo như thế, mà mình vẫn còn là một cô nhóc ngây ngốc. Chênh lệch quá lớn, khiến cô sắp không thở nổi. Trước kia Hứa Minh Tâm nghĩ rằng mình vẫn có thể xứng đôi với Cố Gia Huy, chỉ cần anh đối xử tốt với cô thì cô có thể không rời không bỏ. Nhưng bây giờ, Hứa Minh Tâm đã bắt đầu nghi ngờ bản thân, cô hận không thể trực tiếp nổ tung cho đỡ mệt lòng. Đàn ông mà có tiền sẽ trở nên hư đốn, chứ đừng nói gì là người đàn ông vừa có tiền vừa có tài vừa có vẻ bề ngoài. Tối đó Hứa Minh Tâm vẫn đi quán bar làm thêm như thường lệ. Nhưng cô không thể nào tập trung được, thậm chí còn làm vỡ mấy ly rượu. Chị Hạnh không thể nhìn tiếp được nữa, chị ta bảo Hứa Minh Tâm quay về nghỉ ngơi, miễn cho không cẩn thận mà làm mình bị thương. Hứa Minh Tâm ngơ ngơ ngác ngác đi về, nhưng cô đứng ở cổng không dám đi vào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tổ mùa hè vẫn có chút gió, mà cô ăn mặc rất mỏng manh. Cố Gia Huy về muộn, anh thấy cô nhóc Hứa Minh Tâm đang đứng run rẩy trong gió. Cố Gia Huy vội vàng xuống xe đi tới trước mặt cô rồi đắp áo khoác của mình lên người cô. Sao em lại đứng ngoài mà không vào nhà? Em sợ, Hứa Minh Tâm nói nhỏ. Cô có chút không kiên trì được nữa mà tựa đầu vào lồng ngực anh rồi lâm vào hôn mê. Lần bệnh này của Hứa Minh Tâm cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là sốt nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một đêm là khỏe. Đợi tới lúc cô tỉnh lại thì đụng phải một bức tường thịt. Hứa Minh Tâm còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Đó là hơi thở của Cố Gia Huy. Mát lạnh, rất dễ chịu, không giống như nước hoa mà giống như mùi thơm của cỏ bạc hà. Trái tim của Hứa Minh Tâm run lên, cô như con thỏ bị giật mình, muốn đứng dậy nhưng lại bị Cố Gia Huy giữ chặt tay ấn vào lòng. Đừng động đậy, bác sĩ nói em vừa mới hạ sốt, cần nghỉ ngơi cho khỏe. Tối qua em cứ luôn quậy, giày vò anh cả một đêm. Cái gì, em quậy ư? Nói mớ, lại còn không cho tiêm, không cho người ta đụng vào người mình. Lăn lộn tới nửa đêm anh mới ngủ, nên bây giờ anh đang rất mệt mỏi. Khi anh thốt ra hai chữ mệt mỏi thì trái tim của Hứa Minh Tâm như bị dao khứa vậy. Cô ngước mắt nhìn Cố Gia Huy, anh đã nhắm hai mắt lại, lông mi vừa dài vừa cong. Dưới mắt là một vòng màu xanh nhàn nhạt, xem ra anh thật sự rất mệt mỏi. Hứa Minh Tâm trở nên im lặng, cũng không cựa quậy. Rất nhanh sau đó vang lên tiếng hít thở đều đều của Cố Gia Huy. Anh ngủ không được ngon, lông mày vẫn luôn nhíu chặt.
Hứa Minh Tâm nhìn mà cảm thấy đau lòng. Ma xui quỷ khiến, Hứa Minh Tâm vươn tay ra rồi vuốt lên vùng giữa lông mày anh. Cô vốn cho rằng mình rất hiểu Cố Gia Huy, nhưng giờ đột nhiên cô lại cảm thấy mê mang. Cố Gia Huy, đường đường là chủ tịch của tập đoàn JNC, giàu có đẹp trai cao lớn. Người đàn ông như thế chính là rồng trong biển người, cho dù có đốt đèn cũng chẳng tìm được. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị một con mèo mù như cô tóm chặt. Đến cùng là ông trời đang thương hại cô hay đang trêu đùa cô đây? Giờ đây, trong lòng Hứa Minh Tâm cảm thấy rất hoang mang. Cô không muốn gả vào nhà giàu, không muốn chịu đựng những âm mưu quỷ kế. Cô chỉ muốn bình an sống hết quãng đời còn lại. Nhưng, chuyện không như ý. Bây giờ cô không biết được Cố Gia Huy là hạng người gì. Vì sao anh lại phải che giấu chính mình, là để đánh lừa ai chứ? Hứa Minh Tâm suy nghĩ tới đây thì đầu cô trở nên vô cùng đau đớn, trực tiếp không nghĩ ngợi gì nữa. Lại một tiếng trôi qua, Cố Gia Huy đã tỉnh lại. Đói rồi đúng không, anh đi lấy đồ ăn sáng cho em. Hứa Minh Tâm thấy Cố Gia Huy định quay người đi ra ngoài thì không kiềm chế được mà hô lên, Cố Gia Huy, anh không cảm thấy chúng ta nên nói chuyện với nhau hay sao? Em muốn nói chuyện gì với anh? Em không ngờ, vậy mà anh lại là chủ tịch của tập đoàn lớn như thế, hơn nữa lại còn đẹp trai. Anh không cảm thấy giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn sao? Em cũng rất xinh đẹp, trẻ tuổi, hơn nữa học thức giáo dưỡng cũng đều rất tốt. Anh cảm thấy chúng ta rất xứng đôi. À, sao cô nghe câu này thấy hơi lạ, chẳng lẽ em cảm thấy mình không xinh? Xinh chứ? Hay em cảm thấy mình không có học thức? Em có mà, em biết lễ phép, kính giả yêu trẻ, lấy việc giúp người khác làm niềm vui của mình. Mỗi năm em đều đạt được thưởng sinh viên ba tốt đó. Ừ, căn cứ theo những gì em nói thì anh thấy mình vẫn nên tiếp tục cố gắng, nếu không thì sẽ không xứng với cô vợ chưa cứu tài giỏi xinh đẹp hiền lành như thế này. Cố Gia Huy vừa cười vừa nói, còn đưa tay sờ đầu Hứa Minh Tâm, ngồi đây chờ đi, anh đi lấy đồ ăn sáng cho em. Cố Gia Huy quay người rời đi, Hứa Minh Tâm vẫn còn chưa tỉnh táo lại được. Vốn là cô không xứng với anh, sao mà anh mới nói hai ba câu lại thành anh chưa xứng với cô rồi? Là sai ở đâu? Không được, phải nói chuyện cho rõ. Rất nhanh sau đó Cố Gia Huy đã quay lại, anh bưng theo một chén cháo nóng hổi đầy dinh dưỡng. Đầu tiên Cố Gia Huy ôm cô đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đợi chút, em cảm thấy những gì chúng ta vừa nói có vấn đề. Có vấn đề gì? Cố Gia Huy vòng hai tay trước ngực rồi ung dung nhìn Hứa Minh Tâm. Cố Gia Huy hiểu rõ trí thông minh của vợ mình cao tới đâu. Chỉ cần quấn một vòng là đã có thể để cô trở nên ngoan ngoãn rồi. Thân phận của em rất thấp kém. Mặc dù em là con gái nhà họ Hứa nhưng chẳng hề có chút địa vị trong nhà. Trùng hợp thật. Thân phận của anh trong nhà cũng rất thấp kém. Mặc dù là con trai nhà họ Cố nhưng chẳng hề có chút địa vị nào cả. 11 Hứa Minh Tâm trừng to mắt, sao cô cảm thấy Cố Gia Huy nói rất có lý nhỉ? Đợi chút, mặc dù em không xấu nhưng cũng không tính là nghiêng nước nghiêng thành. Anh cũng thế, mặc dù không xấu nhưng cũng không tính là người đàn ông đẹp nhất thế giới. Em không cao, trước sau cũng bằng phẳng. So với người cao hơn anh thì anh cũng không cao lắm. Trước sau của anh cũng không vỉnh ra. Em còn. Hứa Minh Tâm vắt óc muốn tìm ra sự khác biệt giữa hai người nhưng mọi đường đi của cô đều đã bị Cố Gia Huy chặn lại. Cô không biết nên nói gì mới được. Ngay lúc cô lắp bắp không nói nên lời thì Cố Gia Huy gõ đầu của cô. Anh nói, dung lượng não đã nhỏ thì cũng đừng nghĩ quá nhiều làm gì. Đúng đúng, em rất ngốc, phản ứng chậm, cho dù tính toán cũng không nhanh. Không sao, anh thông minh 28 năm rồi. Chính là vì đợi tới ngày hôm nay phục vụ cho em. Em sẽ kéo thấp trí thông minh của đời tiếp theo xuống đó, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Hứa Minh Tâm nói với vẻ sốt ruột, Cố Gia Huy cũng chìm vào im lặng, điều này khiến cho cô rất vui. Cuối cùng cũng có thể phản bác được một cái rồi. Đời con cái rất quan trọng. Đúng là vấn đề này rất nghiêm trọng. Cố Gia Huy nói với vẻ nghiêm túc. Đúng mà, rất nghiêm trọng đó. Hứa Minh Tâm nói với vẻ vui mừng. Vậy chúng ta đừng có con quá sớm, nếu như không được nữa thì cứ đi trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cái là được rồi đúng không? Cái gì? Hứa Minh Tâm, chẳng cần biết em có tim hay không, anh đã chắc chắn rằng chúng ta là do trời đất tác hợp. Cố Gia Huy ôm Hứa Minh Tâm vào lòng, bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc của cô rồi nói, anh biết hết những điều mà em lo lắng.
Em cũng không cần phải khổ cực để dung hòa vào thế giới của anh như thế, anh sẽ nghĩ cách dung hòa vào thế giới của em. Em không cần trở nên càng ngày càng tài giỏi hay gì đó, như bây giờ là tốt rồi. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh. Nhưng mà, em sợ người khác cười nhạo anh, nói vợ chưa cưới của anh không tiền không thế, là một cô gái không ai cần. Không sao, anh có tiền anh có thể, anh cần em. Giọng nói của anh rất trầm lắng, khiến cho trái tim cô cũng dần bình tĩnh lại. Anh nói, anh có tiền anh có thể, anh cần em. Câu nói này như đâm thẳng vào lòng cô, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh tạo nên từng đợt sóng nước. Em vẫn, Hứa Minh Tâm không kiềm chế được mà chua môi, nhưng không ngờ Cố Gia Huy lại cúi người dùng môi anh chặn lại. A, cô không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên, không hề có chút sức lực để chống đỡ. Cố Gia Huy tiến quân thần tốc, anh công thành chiếm đất, không hề cho cô cơ hội thở dốc. Hứa Minh Tâm không thở nổi, cả người cô như mềm đi. Như có một dòng điện nhỏ chạy qua người khiến cho cô chẳng hề có chút sức lực nào. Một lúc lâu sau Cố Gia Huy mới rời khỏi đôi môi cô với vẻ thỏa mãn. Anh cũng sợ rằng mình sẽ lún sâu vào mà không kiềm chế được nữa. Cô vẫn còn nhỏ. Cố Gia Huy thở hổn hển, mắt anh đen láy nhưng dường như lại có gợn sóng. Bây giờ em còn sợ gì nữa không? Em sợ. Hứa Minh Tâm vừa nói ra hai chữ. Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì rồi sợ tới nỗi che miệng lại. Vừa rồi cô còn chưa nói xong là đã bị anh hôn một lần, nếu là nói nữa thì có khi nào sẽ. Nói tiếp đi anh nghe. Anh sẽ không hề cho em có cơ hội nói ra. À, không phải vừa rồi em nói mình rất ngốc sao? Sao anh lại cảm thấy em thông minh lắm đấy chứ, vắt hết óc muốn thoát khỏi anh. Cũng to gan lắm đấy nhỉ. Lời này của Cố Gia Huy mang theo một chút sự tức giận. Khiến cho Hứa Minh Tâm sợ tới nỗi tế cả da dầu. Em đang lo cho anh mà thôi. Em không để anh lo lắng là anh đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Anh không cần em phải lo lắng, em có thể tạo nên phiền phức cho anh chính là vinh hạnh của anh rồi. Hiểu chưa? Trái tim của Hứa Minh Tâm quá trong sáng, nếu như bị tổn thương thì sẽ rất đau. Cho dù sau này sẽ ổn hơn nhưng vết sẹo sẽ luôn còn mãi. Trưởng thành là một chuyện tốt. Nhưng không phải ai cũng chịu được cái giá phải trả cho việc trưởng thành. Rất nhanh sau đó xe dừng lại dưới chân núi Hòa Thiên. Các cô đi vào khu dân cư đặc sắc. Phòng ốc rất sạch sẽ, lại còn có một mùi thơm đặc trưng của gỗ và thiên nhiên. Hứa Minh Tâm và Bạch Thư Hân ở chung một phòng, sau khi chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút thì hai người đi ăn cơm. Đã chạng vạng tối, ăn xong là có thể đi tắm suối nước nóng, xoa đi những mệt mỏi vì ngồi xe cả buổi. Hứa Minh Tâm nghe thấy Cố Gia Huy nói thế thì hoàn toàn thua trận. Sao lúc trước cô không biết là Cố Gia Huy nhanh mồm nhanh miệng thế chỉ? Mình nói một câu, anh có thể trả lại 10 câu. Đây là đàn ăn hiếp cô nói chuyện không lưu loát sao? Không nói nữa, không nói nữa, càng nói còn tức. Em vẫn là ngoan ngoãn đánh răng thì tốt hơn. Hứa Minh Tâm thở dài một hơi rồi cầm lấy bàn chải đánh răng bằng điện lên bắt đầu đánh răng. Cuối cùng Cố Gia Huy cũng có thể thở phào một hơi. Hai người đánh răng rửa mặt xong thì cháo cũng đã hạ xuống nhiệt độ thích hợp. Hôm nay Cố Gia Huy cũng xin nghỉ, nhưng vẫn cần phải xử lý công việc. Anh sợ Hứa Minh Tâm sẽ nghĩ bậy nên trực tiếp xách cô tới phòng đọc sách. Anh làm gì thế? Em không thích đọc những quyển sách trong tủ của anh. Ai bảo em đọc sách chứ? Làm bài tập đi, em làm xong bài tập chuyên ngành chưa? Mẹ ơi! Hứa Minh Tâm vỗ đầu mình một cái, bây giờ cô mới nhớ ra. Cố Gia Huy nhìn cô đã im lặng hơn thì cũng bắt đầu làm việc. Nhưng Hứa Minh Tâm làm bài tập 10 phút đồng hồ là lại cảm thấy đầu mình phình to như cái đấu, không thể nào làm tiếp được nữa. Ai, chơi một ván game rồi nói tiếp. Sau khi chơi xong thì uống ly nước, đi vệ sinh rồi nói tiếp. Sau khi đi vệ sinh xong thì có chút đói rồi, ăn chút đồ ăn vặt rồi nói tiếp. Ăn vặt xong rồi, bây giờ mới có 10 giờ 40, đợi tới 11 giờ rồi nói tiếp. Hứa Minh Tâm dần dần thể hiện ra từng triệu chứng của bệnh không muốn làm bài tập. Cô vừa xem phim vừa lén nhìn Cố Gia Huy. Người ta đều nói người đàn ông làm việc một cách nghiêm túc là đẹp trai nhất. Quả không sai. Cố Gia Huy gõ gõ đập đập máy tính, anh làm việc rất chăm chú. Đôi lông mày của anh chưa từng thả lỏng, trong khoảng thời gian đó còn mở một cuộc họp ngắn qua video. Cố Gia Huy nói chuyện lời ít mà ý nhiều, mỗi lần anh phát biểu thì những người tham gia cuộc họp đều im phăng phắc. Hứa Minh Tâm có thể cảm nhận được sự uy nghiêm tuyệt đối.
Có câu nói gì nhỉ? À, khí chất của người nắm quyền không thể ngăn cản. Hứa Minh Tâm rất muốn lên mạng xã hội đăng một bài viết. Tiêu đề là nếu có một ngày bạn trai của tôi là người cầm quyền thì chắc chắn tôi sẽ nổi tiếng. Sau khi Cố Gia Huy làm xong việc, anh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dáng vẻ đang cười một cách ngu ngốc của Hứa Minh Tâm. Làm xong bài tập chưa? Cố Gia Huy nhíu mày, anh hỏi. Em đang đợi anh đó. Hứa Minh Tâm cười hì hì rồi nói. Cuối tuần này em có một bài kiểm tra, trực tiếp xách anh theo luôn là được rồi. Em cũng muốn thế mà, nhưng giám khảo không cho phép. Hứa Minh Tâm nói với vẻ đáng thương. Cố Gia Huy bước tới dần, bắt đầu giảng bài cho cô. Cũng không biết vì sao mà sau khi anh đọc qua, những đề bài phức tạp lại trở thành đơn giản một cách thần kỳ. Mà Cố Gia Huy có tác dụng rất kỳ diệu, trước kia Bạch Thư Hân và NPL cũng từng giảng bài cho Hứa Minh Tâm nhưng cô nghe 10 thì chỉ hiểu 1. Còn Cố Gia Huy chỉ cần nói một lần là cô đã có thể hiểu hết. Khi Hứa Minh Tâm học thuộc hiệu suất thuế thì mọi thứ đều là chữ, cô không tìm ra được điểm quan trọng nằm ở đâu. Nhưng anh chỉ cần ghi chú một chút thì dường như cô đã có thể đọc hiểu cả quyển sách. Nếu như Cố Gia Huy có thể làm giáo viên của cô thì tốt biết mấy, ngày nào cũng có động lực để học tập. Hứa Minh Tâm bài tập xong thì đột nhiên cô ngồi suy nghĩ về một vấn đề một cách rất nghiêm túc. Cố Gia Huy, vì sao em không có lông chồn? Cái gì? Chính là cái loại trong phim ấy. Lông chồn mà các bà chủ hay khoác lên vai. Sau đó mấy bà chủ nhà giàu tụ tập nhau đánh bài. Vì sao em lại không có? Em muốn à? Cũng không phải. Chỉ là em muốn biết cảnh trong phim có phải là thật hay không mà thôi. Hôm sau anh sẽ dẫn em đi xem, em nhìn là biết. Thật ư, được đó, Hứa Minh Tâm nói với vẻ kích động. Ngày mai tập đoàn có một cuộc du lịch, anh dẫn theo người của bộ tài vụ đi chung, em cũng đi theo đi. Anh xin nghỉ cho em, dù sao thì bài tập của em vẫn luôn là anh giảng dạy. Du lịch ư, có phải là không tốt lắm không? Ở ngoài em và anh cũng chẳng hề có chút quan hệ cụ thể gì. Nhiều lắm chỉ có thể là bề trên bề dưới mà thôi. Em đi theo có thích hợp không? Hứa Minh Tâm vào đầu rồi nhíu mày nhăn mặt mà nói. Áp lực lớn quá. Có một người chồng sắp cưới vừa đẹp trai vừa giàu có, áp lực quá lớn. Bây giờ cô chẳng hề muốn công khai quan hệ giữa mình và Cố Gia Huy chút nào cả. Hứa Minh Tâm sợ mình sẽ bị mấy người phụ nữ ngoài cai nuốt chừng. Cố Gia Huy nhéo mũi cô rồi nói, lần này có thể dẫn theo người nhà đi. Em cứ đi theo Bạch Thư Hân là được rồi. Anh cố ý lựa chọn bộ tài vụ, lần này còn nới lỏng điều kiện cho phép nhân viên thực tập đi theo. Vì sao chứ, chính là có thể để cho cô nhóc này đi theo. Hứa Minh Tâm nghe Bạch Thư Hân cũng đi thì hào hứng, cô gật đầu liên tục. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm thu dọn hành lý xong xuôi rồi chuẩn bị xuất phát. Cô phải đi tới hội tụ với Bạch Thư Hân trước, lần này JNC đi chính là suối khoáng nóng Hòa Thiên. Đã có thể leo núi lại còn có thể tắm nước nóng, thư giãn. Cô ở Đà Nẵng lâu như thế rồi mà chưa từng đi Hòa Thiên bao giờ. Bây giờ là đầu tháng 10, lá cây bắt đầu trở nên vàng úa. Nghe nói trên núi tháng 10 lá cây đều sẽ đổ vàng, lúc gió thổi qua sẽ vô cùng đẹp. Hứa Minh Tâm còn đặc biệt lên Google điều tra, nghe nói ở đó là thánh địa của các cặp đôi yêu nhau. Không biết bao thiếu nam thiếu nữ đã nắm tay nhau thành công ở đó. Ở bên cạnh nhau cả quãng đời còn lại. Còn có không ít người tới đây cầu duyên, trên cây treo đầy tờ giấy cầu nguyện. Lúc Hứa Minh Tâm và Bạch Thư Hân ngồi trên xe thì đã vô cùng hưng phấn, hai cô rất chờ mong về cuộc du lịch lần này. Lần này đi 4 ngày liền, có thể chơi đùa thỏa thích rồi. Bạch Thư Hân thì thấy vẻ mặt kích động của Hứa Minh Tâm thì thừa biết cô nhóc này đã bị Cố Gia Huy nuốt trọn xương. Hứa Minh Tâm này, Cố Gia Huy giấu cậu chuyện lớn như thế mà cậu cứ bỏ qua à? Không thì sao bây giờ? Hứa Minh Tâm chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thư Hân với vẻ thắc mắc. Không có gì, cứ thế này cũng được. Gả cho một anh chàng đẹp trai giàu có, trực tiếp đi tới đỉnh cao cuộc đời. Thư Hàn, bỗng nhiên tớ biến thành người giàu rồi nhưng tớ vẫn có chút không thích ứng được. Vậy cậu có cần tớ mượn tiền của cậu để cho cậu thích ứng một chút không? Trong tay tớ có 10 triệu, là đi làm thêm dành dụm được. Cậu có cần không? Hứa Minh Tâm còn tưởng thật. Quỷ nghèo. 10 triệu là đã có thể ăn được rất nhiều món ngon rồi đó. Lần này tớ mang đi hết rồi này, tớ phải ăn ngon chơi vui, không thể bỏ lỡ cơ hội khó có được như thế này. Đợi lát nữa cậu có muốn ăn các gì thì cứ nói cho tớ biết, tớ mua cho cậu.
Hứa Minh Tâm vỗ ngực rồi nói với vẻ rất hào hùng. Bạch Thư Hân giờ khóc giờ cười. Cô thật sự rất hy vọng Hứa Minh Tâm có thể hạnh phúc, nhưng đừng bao giờ bị tổn thương. Trái tim của Hứa Minh Tâm quá trong sáng, nếu như bị tổn thương thì sẽ rất đau. Cho dù sau này sẽ ổn hơn nhưng vết sẹo sẽ luôn còn mãi. Trưởng thành là một chuyện tốt, nhưng không phải ai cũng chịu được cái giá phải trả cho việc trưởng thành. Rất nhanh sau đó xe dừng lại dưới chân núi Hòa Thiên. Các cô đi vào khu dân cư đặc sắc. Phòng ốc rất sạch sẽ, lại còn có một mùi thơm đặc trưng của gỗ và thiên nhiên. Hứa Minh Tâm và Bạch Thư Hân ở chung một phòng, sau khi chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút thì hai người đi ăn cơm. Đã chạng vạng tối, ăn xong là có thể đi tắm suối nước nóng, xoa đi những mệt mỏi vì ngồi xe cả buổi. Sau khi ăn xong thì Hứa Minh Tâm và Bạch Thư Hân đi vào suối nước nóng. Bên trong nóng hôi hổi, mỗi cái ao đều là hình dáng tự nhiên, ở giữa là vách ngăn bằng đá, phía trên còn có tấm tre. Chủ quán trọ đã chuẩn bị áo choàng tắm, sau khi hai cô thay xong thì trực tiếp nhảy xuống ao. Quán trọ còn chuẩn bị rượu trái cây, chỉ có một chút mùi rượu, đa phần là vị ngọt của hoa quả. Hứa Minh Tâm không kiềm chế được mà uống hơi nhiều. Con gái mà ở chung một chỗ thì sao tránh khỏi tám chuyện. Mấy cô gái trong bộ tài vụ đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Mẹ ơi, đó chính là sếp lớn ư. Đẹp trai hơn trên tivi nhiều, lúc sáng ngồi trên hàng đầu của xe buýt, đẹp trai tới nhức cả trứng. Nếu có thể gả cho anh ấy thì tốt biết mấy. Cô nhìn đi, chủ tịch vừa đẹp trai lại giàu có, người có thể xứng với anh ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các cô chiêu ở Đà Nẵng cũng khó ít, chắc chắn chủ tịch có thể chọn được một người mình yêu. Các cô cũng không cần tham gia náo nhiệt làm gì. Cũng chưa chắc, lỡ đâu chủ tịch thích cô bé lọ lem thì sao? Mấy cô gái bắt đầu đùa giỡn ầm ĩ cả lên. Hứa Minh Tâm im lặng núp ở một bên, cô nhìn mình một chút rồi thở dài. Mẹ ơi tức quá! Vì sao đàn ông đều không thích kiểu như mình chứ? Bạch Thư Hân đi qua rồi nói, đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không to thêm được đâu. Vì sao đàn ông không thích kiểu con gái như tớ chứ? Có lẽ là sợ, cậu không đủ dinh dưỡng, ảnh hưởng tới đời con cháu. Bạch Thư Hân suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy có phải là tớ toi đời rồi không? Cậu còn nhỏ, còn có cơ hội. Bạch Thư Hân nói thế khiến cho Hứa Minh Tâm cảm thấy được an ủi rất nhiều. Có cơ hội là được rồi, xem ra phải uống nhiều canh đu đủ hơn nữa, không thể ngừng được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng mọi người cũng rời đi. Bạch Thư Hân cũng không chịu được mà về trước. Chỉ có Hứa Minh Tâm còn nằm bò ở trong đó một cách thoải mái đến nỗi cô không nỡ động đậy. Hứa Minh Tâm có uống một chút rượu, cả người cô đều đang tỏa nhiệt, cảm thấy từng lỗ chân lông của mình như đang nở ra. Cô nằm trên mấy tảng đá viền ao, gương mặt nóng hổi của Hứa Minh Tâm dán lên mặt đá lạnh lẽo, vô cùng thoải mái. Hứa Minh Tâm cảm thấy mình sắp bị ngâm tan luôn rồi, nhưng cô lại không nỡ đi ra, chỉ có thể dùng cách này để hạ nhiệt. Nếu như lúc này có một khối băng lớn thì tốt biết mấy. Đúng ngay lúc này, dường như cô thấy được có người đi tới trước mặt mình. Hứa Minh Tâm mở to đôi mắt mơ màng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng đại khái. Rất nhanh sau đó người này đã tới gần, bây giờ cô mới có thể thấy rõ mặt mũi của anh. Mẹ ơi, anh đẹp trai. Minh Tâm, em uống rượu rồi à? Cố Gia Huy thấy cô mãi chưa về thì tới đây tìm kiếm. Anh vừa đi vào đã thấy Hứa Minh Tâm nằm bò lên viền đá như một con báo biển thật thà. Anh vừa đi vào là đã ngửi được mùi rượu lơ lửng trong không khí. Lại nhìn xuống mấy vỏ chai lăn ở một bên. Xem ra là uống cũng khá nhiều đấy. Cố Gia Huy. Cuối cùng Hứa Minh Tâm đã nhận ra ai tới. Cô nấp một cái rồi không kiềm chế được mà cười lên. Cô bắt lấy tay của Cố Gia Huy. Anh không kịp đề phòng nên bị cô kéo xuống ao. Người anh lạnh quá, thoải mái quá. Ôm một cái. Hứa Minh Tâm giống như một con bạch tuộc bám chặt vào người Cố Gia Huy. Sau một loạt hành động thì áo choàng tắm của cô cũng nới lỏng qua. Thậm chí Cố Gia Huy còn nhìn thấy được bóng xuân e ấp, anh không khỏi cảm thấy khô nóng. Cố Gia Huy không kiềm chế được mà nhớ về lần say rượu trước của cô, lần đó cũng như muốn lấy mạng của anh luôn vậy. Lịch sử luôn có thể lặp lại một cách khiến người ta bất ngờ. Minh Tâm, nên về thôi. Cố Gia Huy nhấn mạnh, giọng nói khàn trầm của anh rơi vào trong tai Hứa Minh Tâm khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Em không muốn về, em còn chưa ngâm đủ, còn chưa uống đã rượu trái cây. Anh có muốn thử không, ngon lắm đó. Em say rồi.
Không có say mà, chủ trọ bảo rượu này không say được. Vậy em cũng phải nhìn mình uống bao nhiêu rồi chứ. Minh Tâm về thôi, nên nghỉ ngơi rồi. Anh phiền quá. Hứa Minh Tâm có chút không kiềm chế được khát vọng muốn chặn miệng của Cố Gia Huy lại. Đầu óc của cô cũng chưa kịp nghĩ sâu xa gì thì trực tiếp đưa môi qua. Xúc cảm lạnh băng, tựa như là thạch trái cây vậy, khá là thích thú. Có vẻ ngon lắm. Cố Gia Huy cảm nhận được động tác của cô mà không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ có Hứa Minh Tâm mới có thể nhớ tới ăn trong tình cảnh này mà thôi. Sao mà Cố Gia Huy lại từ chối nụ hôn Hứa Minh Tâm chủ động được chứ? Anh còn ước gì tìm cơ hội hưởng thụ một phen. Vốn Hứa Minh Tâm chiếm thế chủ đạo, nhưng rất nhanh sau đó đã bị Cố Gia Huy cướp cờ đi trước. Hứa Minh Tâm còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì đã bị Cố Gia Huy đặt lên thành ao sau đó hôn lấy hôn để. Cô thở dốc, không kịp lấy hơi nên cảm thấy đầu óc rất mờ mịt. Qua một lúc lâu thì Cố Gia Huy mới buông cánh môi mềm mại của cô ra. Mà lúc này, cặp mắt của cô lại càng thêm mê ly, hai gò má đỏ ửng. Hứa Minh Tâm còn liếm môi rồi nhìn Cố Gia Huy với vẻ luống cuống. Nhưng mà biểu cảm này của cô lại khiến cho anh hận không thể lập tức chiếm hữu lấy cô. Những sợi tóc ẩm ướt rũ xuống trước ngực, che đi những ánh xuân cuối cùng. Sợi tóc màu đen kia như con rắn của dục vọng, quấy dày khiến cho trái tim Cố Gia Huy không được bình yên. Đúng lúc này, đột nhiên Hứa Minh Tâm nhíu mày lại, cô đưa tay xuống nước rồi nói. Đừng nhúc nhích, em nhổ nhánh cây đã. Câu nói này của cô như một chậu nước cạnh xối thẳng vào người Cố Gia Huy. Anh vội vàng đẩy cô ra. Cố Gia Huy, anh sao thế? Không sao, em nhìn nhầm rồi. Thế à? Được rồi, đã trễ lắm rồi, phải về đi ngủ thôi. Bây giờ Cố Gia Huy mới thở dài một hơi. Anh đi lên ôm Hứa Minh Tâm rồi đi về tới gian phòng của mình. Cố Gia Huy không vội thay quần áo cho mình mà là thay cho Hứa Minh Tâm trước. Nếu không thì mặc đồ ướt sẽ rất dễ bị cảm. Lúc anh đi ra ngoài còn đặc biệt chuẩn bị hai bộ đồ của cô, cũng xem như là đáp ứng nhu cầu bức thiết. Đối với Cố Gia Huy mà nói thì chuyện thay đồ cho Hứa Minh Tâm chính là một việc có tính khiêu chiến nhất mọi thời đại. Rõ ràng là món ngon trước mặt nhưng lại không thể ăn. Cảm giác này rất khó chịu. Cho dù thế công của anh có mạnh mẽ tới cỡ nào nhưng cô nhóc chỉ sẽ nhìn anh với ánh mắt đần độn. Nói không chừng còn cảm thán vì ngực mình nhỏ. Cố Gia Huy không vội chuyện nam nữ. Khả năng chịu đựng của anh cũng đủ mạnh mẽ, nhưng sau khi gặp được Hứa Minh Tâm thì Cố Gia Huy mới phát hiện khả năng chịu đựng của mình chẳng lẽ gì trước mặt cô cả. Lần nào Cố Gia Huy cũng bị Hứa Minh Tâm đạp đổ dễ như trở bàn tay. Một ngày hầu vợ, cả đời hầu vợ, người là mình chọn, phải chịu thôi. Cố Gia Huy bắt đầu thay đồ giúp Hứa Minh Tâm, giống như mặc đồ cho búp bê vậy. Sau khi mặc xong thì Hứa Minh Tâm mới đi qua ngửi ngửi, Cố Gia Huy, anh thơm thế, có thể ăn không? Cố Gia Huy nghe vậy thì sụ mặt xuống, đúng là đồ ăn hàng. Đã say tới cỡ này rồi nhưng vẫn còn nhớ tới chuyện ăn uống. Anh là đồ em có thể ăn ư? Cố Gia Huy bất đắc dĩ gõ đầu của cô rồi nói. Anh thơm quá, sờ trơn bóng, không kiềm chế được muốn cắn một miếng. Thật sự muốn ăn à? Cô nhóc vội vàng dậy đầu. Sau đó Cố Gia Huy đưa tay tới gần miệng cô. Hứa Minh Tâm bắt lấy một cách vui vẻ, sau đó há to miệng chuẩn bị cắn một miếng. Nhưng khi cắn xuống lại rất nhẹ nhàng. Không ăn nữa à? Không nỡ, anh sẽ đau mất. Cố Gia Huy nghe Hứa Minh Tâm nói thế thì trái tim anh như mềm ra, trong lòng cô nhóc này vẫn rất quan tâm mình. Vậy tối nay cho em ôm anh ngủ được không? Ngủ chung với nhau. Hứa Minh Tâm lại bắt đầu trở nên vui vẻ. Cố Gia Huy sợ rằng mình phạm tội nên trực tiếp khiêng cô nhóc lên giường rồi nói, em ngoan ngoãn đi ngủ cho anh đi tắm một cái. Giọng nói của anh khàn đi, Cố Gia Huy siết chặt nắm đấm, móng tay đều đã đâm vào thịt. Cố Gia Huy sợ rằng nếu như mình tiếp tục nhịn như thế này thì sẽ nhịn chết mất. Cố Gia Huy tắm xong thì có chút mệt. Đây đều là do bị Hứa Minh Tâm tra tấn. Nhưng chỉ cần anh nhìn thấy tướng ngủ của Hứa Minh Tâm thì mọi mệt nhọc đều như tan biến. Cô ngủ như một con mèo, cả người cuộn thành một cuộn, ôm lấy chăn mà ngủ. Cố Gia Huy rón rén nằm lên giường, anh sợ làm cô tỉnh nhưng cuối cùng cô vẫn phát hiện. Hứa Minh Tâm lật người, cuộn vào trong vòng tay của anh, lại còn dùng trán chà sát vài cái. Cố Gia Huy nở một nụ cười thỏa mãn rồi giơ tay xoa đầu cô. Nhìn cô rất là hưởng thụ. Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm kêu lên, tiếng cô rất nhỏ,
như là đang nỉ non. Ừ, anh đây. Cô nhóc nghe thấy câu này thì mới hài lòng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm vừa tỉnh thì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô mở mắt ra nhìn mọi thứ trong phòng, suýt nữa là bị dọa tới nhảy dựng lên. Cô đứng dậy một cách khó khăn rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng. 8 giờ tập hợp ăn sáng, cô vẫn còn thời gian để về phòng. Khi Hứa Minh Tâm đang chuẩn bị bò dậy muốn rời đi thì lại bị Cố Gia Huy giữ chặt lại. Giọng nói lười biếng dịu dàng của anh từ từ vang vọng khắp phòng, sao đây? Ngủ anh rồi muốn chạy à? Không cần trả giá chút gì sao? Hứa Minh Tâm đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, có thể thấy là anh ngủ rất ngon. Cô vẫn còn có chút chưa thích ứng được với gương mặt này. Đẹp trai tới nỗi nhức chứng, quả thật là tội nghiệt. Anh muốn tiền à? Hứa Minh Tâm hỏi một cách cẩn thận. Cô vừa nói xong thì đã bị Cố Gia Huy đạp xuống. Mẹ ơi! Cô ngã chồng mông. Cố Gia Huy, anh ác quá rồi đấy. Ai dạy em mấy câu này? Cố Gia Huy ngồi dậy rồi mở mắt nhìn Hứa Minh Tâm và nói. Trong đôi mắt đó có chút sợ mơ màng do vừa tỉnh, nhưng vẫn rất sắc bén cơ trí, vô cùng thâm thúy. Hứa Minh Tâm vuốt vuốt cái mông mình rồi nói với vẻ đáng thương. Trong tiểu thuyết, nữ chính ngủ nam chính xong rồi đều sẽ để lại một chút tiền. Bình thường đều không vượt quá 500 ngàn. Sau khi làm nhục nam chính thì nam chính sẽ bắt đầu buộc cả trái tim lên người nữ chính. Còn có chuyện này nữa à? Vậy em cho anh tiền, mau nhục nhã anh đi. Nhanh lên. Cố Gia Huy nói với vẻ thúc giục. À, Hứa Minh Tâm có chút không thể hiểu nổi, đây là logic kiểu gì thế chứ? Em không mang theo tiền. Vậy em mau về lấy đi, quay lại đưa anh. Cố Gia Huy dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm không khỏi cảm thán trong lòng. Cô không ngờ Cố Gia Huy thích loại chuyện này cơ đấy. Hứa Minh Tâm vội vàng rời khỏi căn phòng của anh, lại phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ người khác phát hiện. Bạch Thư Hân thấy cô trở về thì với cái vẻ lén lút như trộm đấy thì không kiềm chế được mà cười rồi trêu ghẹo. Ngủ cũng ngủ rồi, còn giả vờ như tình nhân ngầm, cậu không thấy mệt à? Mệt chứ, nhưng mệt còn đỡ hơn là bị người đánh chết. Khi Hứa Minh Tâm tìm ví tiền thì cũng nhận được tin nhắn mà Cố Gia Huy gửi tới. Anh bảo cô 9 giờ đi tới rừng Lá Phong để tính phí tổn tối hôm qua. Hứa Minh Tâm muốn hỏi một chút, ngủ loại trai đẹp hoàn hảo như thế này thì phải trả bao nhiêu tiền? 10 triệu, hình như không đủ, cô khóc không ra nước mắt, còn chưa ăn được bữa cơm nào mà đã mất giáo. Hôm nay chuẩn bị leo núi, mọi người đều đã nghỉ ngơi cả một buổi tối nên rất có tinh thần. Mọi người tụ tập ăn sáng. Hứa Minh Tâm vừa mới ăn xong thì đã nhận được tin nhắn của Cố Gia Huy. Anh bảo cô đi tới phòng của anh, nhớ mang theo tiền. Gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm nhíu lại, mặc dù cô rất đau lòng cái ví của mình nhưng không dám vi phạm lời nói của Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm nhìn thoáng qua bàn ăn, tất cả mọi người đều đang ngồi vừa ăn vừa tám chuyện, cũng chẳng ai chú ý tới mình. Cô đi về hướng nhà vệ sinh, sau đó chạy như một làn khói tới cửa sau. Hứa Minh Tâm cảm giác như mình là xã hội đen vậy. Cô thở hồng hộc đi tới phòng của Cố Gia Huy. Cửa không khóa nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa ra. Sáng nay Cố Gia Huy vừa mới tắm, anh chỉ quấn một cái khăn rồi đi ra ngoài. Đột nhiên Hứa Minh Tâm nhìn thấy nửa người trên lộ ra ngoài không khí của Cố Gia Huy thì bị dọa đến nỗi run lên, cô vội vàng quay lưng lại. Sao anh vẫn còn tắm? Hạ hỏa! Cố Gia Huy nói với vẻ không vui. Sáng nay lại có phản ứng sinh lý, nếu không thì anh cũng đâu cần phải tắm nước lạnh chứ. Cũng may là cơ thể của Cố Gia Huy khỏe mạnh, nếu không thì cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì anh cũng bị Hứa Minh Tâm tra tấn chết mất. Hứa Minh Tâm nghe ra sự không vui trong giọng nói của anh thì có chút không hiểu nổi. Anh nóng trong người thì không vui với mình làm gì chứ. Mỗi bữa ăn của Cố Gia Huy đều do đầu bếp chuẩn bị một cách tỉ mỉ, không giống với bữa ăn phổ thông của các cô. Chắc chắn là ăn quả ngon quá bổ nên mới nóng trong người, liên quan gì tới cô chứ? Cầm tiền tới đây chưa? Rồi. Hứa Minh Tâm vội vàng lấy ví tiền ra, mặc dù rất đau lòng. Cô nói, trong ví của em chỉ có 2 triệu rưỡi tiền mặt, nếu anh cảm thấy ít thì em chuyển khoản cho anh thêm. Em chỉ có 10 triệu, đó chính là toàn bộ tài sản của em rồi. Anh có thể giảm ghía một chút không? Hứa Minh Tâm lấy 5 tờ tiền màu xanh lá cây ra rồi nói với vẻ đáng thương. Đây đều là tiền mồ hôi xương máu của cô đó.
Hứa Minh Tâm nhìn Cố Gia Huy, nhìn vẻ mặt của anh sụ xuống mà trái tim của cô run lên. 10 triệu còn chưa đủ ư, anh muốn nhiều hơn ư. Mẹ ơi, ngủ có một đêm, còn chẳng làm gì, sao lại đắt như thế chứ? Mặc dù trong lòng cô không ngừng kêu gào nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Hay là, em đi mượn, đưa ví cho anh. Anh nói với vẻ âm trầm. Hứa Minh Tâm đành phải nộp lên. Chỉ thấy Cố Gia Huy tìm trong đó một lúc lâu, cuối cùng tìm được. A, 1.000. Hứa Minh Tâm có chút sửng sốt. Khi Cố Gia Huy đưa ví lại cho Hứa Minh Tâm thì anh nói, anh lấy cái này là được rồi. 1.000 ư, rẻ thế. Không phải em nói nữ chính trả càng ít thì nam chính sau này càng thích nữ chính sau. Em không muốn anh chung thủy chung thành với em à? A, đây là lối suy nghĩ quỷ quái gì vậy chứ? Anh vẫn chưa ăn sáng, em đi ăn với anh nhé. Nhưng mà, đợi lát nữa phải tập hợp. Chẳng phải thời gian tập hợp là do anh quyết định à? Cũng đúng, vậy mà lại có thể ăn hai lần, hạnh phúc quá. Có món gì ngon vậy anh? Ánh mắt của Như đang phát sáng. Rất nhanh sau đó bữa sáng đầy đủ sắc hương vị đã được đưa lên. Bánh bao được tạo hình con thỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Hứa Minh Tâm nhìn thấy con thỏ thì không kiềm chế được mà nhớ tới một bộ phim mình từng xem, tên là Dấu Bé Dấu Lớn. Trong đó có một đoạn liên quan tới con thỏ. Hứa Minh Tâm không kiềm chế được mà bật cười. Cố Gia Huy gõ đầu cô rồi nói, cười cái gì? Cố Gia Huy, em hỏi anh thích phụ nữ làm nũng nịu hay là thẳng thắn? Anh thích em như thế này? Cố Gia Huy không hề do dự mà đưa ra câu trả lời. Đáp án này của anh rõ ràng là phạm quy rồi. Sao lại tính là phạm quy? Em nũng nịu với anh thì anh dỗ dành em, có gì là không thể? Hứa Minh Tâm nghe thế nhưng mà không tìm ra sơ hở nào để phản bác. Cố Gia Huy, em đoán anh bàn bạc công việc làm ăn với người khác chắn chắn rất ghê gớm. Cái miệng này của anh lấy một địch 10, tàn sát tứ phương. Em cho rằng miệng này của anh chỉ có mỗi tác dụng này thôi à? Miệng, trừ ăn uống nói chuyện ra thì còn tác dụng nào khác chứ? Hứa Minh Tâm có chút không hiểu, đúng ngay lúc này, người đàn ông trước mặt đã dùng hành động thực tế nói cho cô biết. Anh đưa người tới, bàn tay to lớn giữ chặt cổ cô, khiến cô không thể nào đào thoát. Cánh môi đụng vào nhau, Cố Gia Huy lấy đi đồ ăn sáng cô còn chưa kịp ăn. Còn có chức năng này. Anh đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đần, anh đang hôn em, có thể phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ không hả? Cố Gia Huy nói với vẻ bất đắc dĩ. Đời trước của cô nhóc nhà anh chắc chắn là heo, vậy nên đời này mới có thể tham ăn như thế. Người khác được nghỉ về nhà đều là đi chơi, cô thì cứ như heo sổng chuồng vậy, nếu không ngăn chặn lại một chút thì có lẽ cái gì cũng có thể nhét vào miệng được. Hứa Minh Tâm ăn rất thỏa mãn, Cố Gia Huy gõ gõ đầu của cô rồi nói, đợi lát nữa phải leo núi. Có lẽ anh sẽ không đi chung với em được, phải bảo vệ chính mình cho tốt. Đợi leo tới đỉnh núi rồi lại hội hợp, hiểu chưa? Anh yên tâm đi, anh cũng phải cẩn thận đó. Hứa Minh Tâm quay người rời đi, Cố Gia Huy còn định tặng cho cô một cái hôn tạm biệt. Nhưng ai ngờ anh còn chưa kịp nói thì cô nhóc này đã chạy đi mất. Chẳng chú ý tới anh gì cả. Hứa Minh Tâm và Bạch Thư Hân cõng ba lô leo núi, đường núi cũng không quá dốc. Nhưng trước đó có vài cơn mưa mùa thu nên rất trơn. Có nơi không được ánh nắng chiếu tới còn mọc rêu, cho nên đường không phải dễ đi cho lắm, phải hai người đỡ nhau mới đi được. Bạch Thư Hân mang theo rất ít đồ, cô ấy lại nhìn Hứa Minh Tâm mang theo một ba lô vô cùng lớn thì không khỏi nhíu mày, cậu chuẩn bị cái gì thế hả, sao mà lại nặng vậy? Đồ ăn đó, không phải là bữa trưa phải giải quyết trên núi sao? Chắc chắn là tự mang lương thực. Tớ mang cả phần của Ậu và Cố Gia Huy nữa. Mang theo nhiều như thế mà cậu không thấy nặng à? Bữa chưa ăn chút gì đó là được rồi. Nhưng mà, trong này toàn những món tớ thích ăn. Hứa Minh Tâm không nỡ bỏ lại. Bên trong có cá khô, đậu phụ thối, cổ vịt. Có rất nhiều đồ ăn ngon. Đây đều là do cô đi siêu thị dưới lầu mua đó. Mua hết 500.000 tiền đồ ăn vặt lận. Hứa Minh Tâm đoán rằng dạ dày cao cấp như Cố Gia Huy chắc chắn chưa từng ăn mấy thứ này. Cho nên cô còn đặc biệt mang theo cho anh nếm thử. Bạch Thư Hân không còn gì để nói nữa rồi. Trí thông minh của Hứa Minh Tâm vốn đã không cao, bây giờ lại còn bị tình yêu làm mờ con mắt, sắp biến thành số âm rồi. Để tớ xách cho cậu một ít, cuối cùng Bạch Thư Hân lựa chọn thỏa hiệp. Cô từ chối, không nặng mà, tớ có thể cõng được.
tớ chuẩn bị cho cậu hai chai nước uống tăng lực, nếu mà cậu mệt rồi thì nói tớ. Biết rồi, người ngốc có ngốc phúc. Bạch Thư Hân nói với vẻ bất đắc dĩ. Một hàng người lên núi, Cố Gia Huy đi đầu. Bình thường Hứa Minh Tâm cũng đi bộ nhiều, bởi vì không nỡ bỏ tiền ra đi xe buýt hoặc là taxi nên vẫn có thể chịu được. Nhưng những người khác thì không, rõ ràng có chút có lòng mà không có sức. Còn chưa đi được bao xa thì đã có người la hét muốn dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người đều dừng lại, Bạch Thư Hân và Hứa Minh Tâm cũng không tiện đi tiếp. Hai cô cũng tạm dừng nghỉ ngơi một lát. Bạch Thư Hân, bên kia có quầy quà vặt, cô đi mua cho tôi chai nước đi. Có người nói to. Đúng đúng, cũng giúp tôi mua một chai đi. Lên núi không mang quá nhiều đồ. Cũng may là gần đây có quầy quà vặt, không cần mang theo quá nhiều đồ. Bạch Thư Hân cũng giúp tôi mua một chai đi. Tôi thống kê một chút xem có bao nhiêu người. Cô mua 12 chai đi. Cô uống cái gì? Còn anh? Người đầu tiên mở miệng nói bắt đầu sắp xếp. Bọn họ không những muốn uống nước khoáng lọc mà còn có người muốn uống bò húc, Pepsi. Bây giờ Bạch Thư Hân chỉ là một nhân viên thực tập, tự nhiên là đối tượng bị sai vặt. Nhưng quầy quà vặt cũng không gần, đi qua mất 5-10 phút, lại còn vừa đi vừa về, xách thêm mười mấy chai nước nữa. Cũng không biết là phải đi mấy vòng. Nếu là những nhân viên thực tập khác thì thôi, hết lần này tới lần khác Bạch Thư Hân cũng không phải là người sợ chuyện gì. Cho dù trời sập xuống cũng có Lệ Nghiêm che chở cho cô ấy. Huống chi chủ tịch của tập đoàn này là chồng chưa cưới của bản thân cô cơ mà. Sợ cái đếch. Bạch Thư Hân không quan tâm tới, cứ ung dung ngồi cắn hạt dưa. Người đầu tiên hô lên có chút không nhịn được, cô ta nhíu mày rồi nói với vẻ lạnh nhạt, nhân viên thực tập kia, cô điếc à? Không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Cô còn không đi mua đi. Hứa Minh Tâm nhận ra cô ta, là trưởng phòng của phòng tài vụ. Tất cả mọi người đều gọi cô ta là chị Dương, năm nay cũng chưa tới 30 tuổi. Tới giờ vẫn chưa lập gia đình, rất khó chơi. Bạch Thư Hân đã kể lể về chị ta không chỉ một lần. Ý thế hiếp người, làm quan hệ bám váy ngay trong bộ phận, lửa trên gạt dưới. Nhưng năng lực làm việc lại rất mạnh, cho nên người khác có giận cũng chẳng dám nói gì. Hứa Minh Tâm nhìn thoáng qua về mặt không tình nguyện của Bạch Thư Hân thì lại sợ cô ấy gây chuyện nên vội vàng lôi cô ấy đi. Bạch Thư Hân liếc Hứa Minh Tâm một cái rồi nói, cậu tốt như thế làm gì? Rõ ràng là bọn họ đang nghiền ép sức lao động miễn phí là tớ đây. Dù sao đối phương cũng là cấp trên của cậu cũng không muốn sau này chị ta hạch sách cậu đúng không? Bà đây đã không muốn làm từ lâu rồi, toàn bộ phòng tài vụ đều bị cô ta khiến cho tối tăm rối loạn. Cậu nên khuyên chồng chưa cưới của cậu đi, rửa sạch mắt vào, đừng có nhìn không rõ. Tớ chẳng quan tâm tới chuyện của anh ấy. Tớ chỉ quan tâm cậu thôi. Nếu mà cậu cảm thấy làm việc ở đây không được thu lợi thì có thể đổi em mở chỗ khác, kiểu gì chẳng kiếm được chỗ phù hợp. Minh Tâm, cậu vẫn luôn lạc quan như thế này sao? Bạch Thư Hân vốn đang tức tới bốc khói, nhưng lại bị Hứa Minh Tâm nói mấy câu mà bình tĩnh lại. Hứa Minh Tâm luôn có kiên nhẫn khuyên bảo mình, dường như trời có sập trước mặt cô thì cô cũng có thể hóa nhỏ lại một chút vậy. Đây là lạc quan à? Đây không phải là tích cực hướng về phía trước sao? Đây là ngốc. Đại trí giả ngô cậu hiểu không? Tớ cũng biết bị người khác sai bảo không được thoải mái lắm. Nhưng tớ cũng không thể vì chồng sắp cưới của mình là Cố Gia Huy mà tùy ý làm bậy được đúng không? Tớ ở bên cạnh anh ấy có thể trở nên càng tốt hơn, nhưng tớ cũng không hy vọng rằng mình rời khỏi anh ấy sẽ trở nên nghèo khó, chẳng làm được trò trống gì. Tớ có thể dán lên người mình nhãn hiệu của Cố Gia Huy. Nhưng tớ không muốn trở thành thứ phụ thuộc anh, dựa vào anh mà sống. Nếu anh ấy cho mình cái gì thì mình sẽ nhận. Nếu anh ấy không cho thì mình vẫn có thể sống tốt. Đây không phải rất tốt sao? Bạch Thư Hân nghe thấy thế thì trái tim cô ấy run lên. Có thể để mình dán lên nhãn hiệu của anh ấy, nhưng không thể trở thành kẻ phụ thuộc. Ỷ vào quyền thế của người khác cũng mãi chỉ là giả dối mà thôi. Chỉ có dựa vào chính bản thân mình mới là an toàn. Hóa ra Hứa Minh Tâm không ngốc, cô nhìn rõ mọi chuyện hơn bất cứ mọi người. Nếu không thì chỉ cần dựa vào quan hệ giữa cô và Cố Gia Huy thì ai dám sai xử chứ? Có khi còn không kịp nịnh bợ. Nếu như người khác trở thành vợ của chủ tịch thì chắc chắn vui tới nỗi không biết đông tây nam bắc gì rồi. Nhưng Hứa Minh Tâm lại khác. Cô chân thật, cho nên mãi mãi cũng sẽ không bị tiền tài quyền thế mê hoặc. Ông chủ, lấy cho tôi mấy cái này. Bạch Thư Hân chủ động nói. Khiến Hứa Minh Tâm có hơi kinh ngạc.
cô còn tưởng rằng trong lòng cô ấy không vui nên không bằng lòng xách nước về chứ. Bạch Thư Hân thấy ánh mắt của Hứa Minh Tâm thì cười rồi nói, cậu nói đúng, tớ có thể dán lên nhãn hiệu của người kia nhưng không thể trở thành kẻ phụ thuộc. Ai thế, đừng nói là cậu giấu tớ đi yêu đương nhé. Không nói cho cậu biết. Tính tình của Bạch Thư Hân kiêu căng, lại coi trời bằng vung. Nếu là trước kia thì chắc chắn cô ấy sẽ không thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, cô ấy cảm thấy Hứa Minh Tâm nói rất đúng. Lệ Nghiêm, anh không thể quay trái quay phải tôi được đâu. Anh là anh trai tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không thành kẻ phụ thuộc của anh. Bạch Thư Hân muốn chứng minh chính mình, để Lệ Nghiêm luôn xem nhẹ cô ấy phải cúi đầu. Rất nhanh hai người đã mua nước về, cả hai mệt đến nỗi thở hồng hộc. Nhưng những người kia chẳng thèm cảm ơn lấy một câu mà còn cất lời oán trách. Phàn nàn sao lại lâu như thế, mua sai nước các kiểu. Bỏ sức mà chẳng được gì tốt. Mặt Bạch Thư Hân sụ xuống, cô ấy nắm tay thành đấm. Hứa Minh Tâm nhìn thế thì giật mình, cô thật sự rất sợ Bạch Thư Hân sẽ bay qua đấm cho mỗi người đó một cái. Một lúc lâu sau Bạch Thư Hân mới hít sâu một hơi rồi nói, hít vào, mình không tức giận. Thở ra, mình không giết người. Hít vào, không tức giận, thở ra. Bạch Thư Hân làm như thế mấy lần mới kiềm chế lại được. Đi thôi. Sau đó hai cô cõng túi xách lên rồi lại bắt đầu đi đường. Chỗ này có một cái động nhân duyên. Người ta đồn bảo hai người yêu nhau mà tìm được động nhân duyên sẽ đạt được chúc phúc. Hoặc là lấy được thẻ cầu nguyện trong động nhân duyên cũng được. Nhưng động nhân duyên ở nơi sâu, phải đi rất xa. Có người đề nghị đi qua đó, có người muốn tiếp tục lên núi. Hứa Minh Tâm cũng đi theo. Bụng của Bạch Thư Hân không thoải mái nên cô ấy muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng ở đây cũng chẳng có nhà vệ sinh, phải lên tới đỉnh núi mới cô. Vậy nên Bạch Thư Hân đi trước. Động nhân duyên xa hơn những gì Hứa Minh Tâm tưởng tượng, bây giờ cũng không phải là mùa du lịch nên lại càng không thấy những khách du lịch khác. Trên tảng đá có đầy rêu xanh, hơi không cẩn thận là sẽ bị trẹo chân. Hứa Minh Tâm đi qua đó một cách cẩn thận, cô nhìn thấy động nhân duyên, trong đó có một cặp tượng đá đang quỳ lại. Trên tượng được bôi màu đỏ, tựa như là áo cưới. Rất nhiều người không đi vào trong, bởi vì bên trong có chút hoang tàn, họ chỉ cần nhặt được thẻ cầu nguyện là đi. Hứa Minh Tâm thấp bé, cô cũng muốn lấy một cái thẻ cầu nguyện nhưng với không tới. Cô muốn tìm người giúp đỡ nhưng bọn họ lại vội vàng lên đỉnh núi nghỉ ngơi, lấy được đồ là quay người đi khỏi đây luôn rồi. Hứa Minh Tâm nhảy nhảy, cuối cùng cũng có thể với tới thẻ cầu nguyện ở trên cao. Nhưng lại không ngờ rằng giẫm trúng rêu xanh trên tảng đá, trực tiếp trượt chân ngã xuống đất. Đau quá! Hứa Minh Tâm hít sâu một hơi, cô đau tới nỗi khóc lên. Bàn tay đã rách. Chảy máu ra ngoài. Hứa Minh Tâm ngẩng đầu muốn nhờ người giúp đỡ, nhưng không ngờ rằng mọi người đã đi hết rồi. Cũng đúng, ai ai cũng mang theo rất ít đồ, làm gì có ai mang nhiều đồ như cô chứ. Cô run rẩy, muốn đuổi theo đội ngũ nhưng chân quá đau, không thể bước nổi. Đừng nói gì là lên núi, bây giờ Hứa Minh Tâm muốn xuống núi cũng có chút khó khăn. Cô chỉ có thể quay lại động nhân duyên, ngồi trên tảng đá đợi Bạch Thư Hân giải quyết xong quay lại tìm mình. Trong động gió thổi, rất lạnh. Hứa Minh Tâm run lên rồi ôm chặt lấy chính mình, cô nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Chỗ này có thần linh phù hộ, chắc sẽ không có yêu ma quỷ quái gì đâu nhỉ. Hứa Minh Tâm biết càng nghĩ sẽ càng sợ nhưng cô không thể khống chế chính mình được. Cô chỉ có thể núp trong một góc đợi Bạch Thư Hân quay lại. Những người khác rất nhanh đã leo tới đỉnh núi. Cố Gia Huy nhìn thoáng qua lại không thấy Hứa Minh Tâm đâu cả, anh không khỏi nhíu mày. Hứa Minh Tâm không ở đây, cô ấy đi đâu rồi? Anh thấy Bạch Thư Hân thì gọi cô ấy tới. Minh Tâm đâu rồi? Cô ấy không tới sao? Bạch Thư Hân cũng đã nhận ra vấn đề này, Hứa Minh Tâm vẫn chưa đi lên. Cô ấy vội vàng đi hỏi những người vừa đi động nhân duyên. Bọn họ cũng không chú ý tới Hứa Minh Tâm, dù sao cũng là người nhà đi theo, cũng không quen, ai quan tâm nhiều như thế chứ? Điện thoại của cô đâu, xem cô ấy có tìm cô không? Điện thoại của tôi, vừa mới rớt trong nhà vệ sinh rồi. Bạch Thư Hân nói với vẻ đau đầu. Cố Gia Huy nghe thấy thế thì nhíu mày. Cô nhóc đần độn như Hứa Minh Tâm sao có thể ở một mình trên núi chứ? Anh đi nghe ngóng đường tới động nhân duyên rồi định đi xuống núi một mình. Hứa Minh Tâm vẫn còn ở trong động, lúc sau còn có mưa. Cô đã xem dự báo thời tiết, hôm nay nắng đẹp,
không ngờ rằng thời tiết trong núi khó lường như thế, nói mưa là mưa. Có lẽ chỉ là mưa bóng mây thôi, nhưng dù gì cũng là mưa mùa thu, trong đó còn cuốn theo một trận gió lạnh. Gió lạnh thổi vào động, mang theo chút lạnh lẽo của mưa táp vào người Hứa Minh Tâm. Cô vội vàng chuyển vào trong, ngồi sau hai tượng đá để che mưa. Hai anh chị cực khổ một chút nhé, em cho anh chị một chút đồ cúng này. Cô cố gắng nói chuyện để xua đi sợ hãi. Đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói từ xa truyền tới, dường như là đang gọi tên của cô. Thần linh, hay là quỷ quái, trái tim của cô như ngừng đập. Anh chị ơi, nhớ bảo vệ em nhé, trên núi nhiều tinh quái, em chỉ là vô ý đụng chạm mà thôi. Hứa Minh Tâm, tiếng gọi càng ngày càng gần, đúng là có người đang gọi mình rồi. Trong động có tiếng vang, nghe rất kinh khủng, tựa như tiếng quỷ khóc đòi mạng. Hứa Minh Tâm sợ tới nỗi cả người run lên bần bật. Cô ôm lấy đầu mình, không dám ngẩng đầu lên. Cả đời này của Hứa Minh Tâm chưa từng làm chuyện gì có công có đức, nhưng chắc chắn là chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý. Yêu ma quỷ quái không nên tìm tới chính mình. Cố Gia Huy tìm thấy động nhân duyên, cũng đã nhìn thấy Hứa Minh Tâm, đang ngồi trong góc run lẩy bẩy, cô cuộn người lại rồi trốn sau hai tảng đá. Cuối cùng Cố Gia Huy cũng đã có thể yên tâm. Anh vội vàng đi lên đằng trước, khi đụng tới cô thì cô còn sợ mà hét lên, vội vàng tránh ra. Đừng mà, tôi chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý cả, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Cố Gia Huy nghe thế thì dở khóc dở cười. Anh quên rằng cô nhóc nhà anh không những có thể ăn có thể ngủ mà lại còn sợ ma. Hứa Minh Tâm ở trong chỗ hoang tàn như thế này lâu như thế chắc chắn là rất sợ. Cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên xem, cứ thế mà xoay người đi. Sao không chọc cô một chút nhỉ? Cố Gia Huy đè giọng xuống rồi nói. Cô chắc chắn là mình chưa làm chuyện gì trái với lương tâm chứ. Vậy tại sao tôi lại tìm cô? Tôi, sao tôi biết được, từ nhỏ tới lớn tôi đều là học sinh ba tốt. Mặc dù sau khi lớn lên có chút ngốc nghếch nhưng đây cũng không phải là lý do để anh tìm tôi. Đã như thế thì có lẽ cô là người tốt, tôi là thần tiên của động nhân duyên, tôi ban cho cô một người chồng nhé. Không, không cần, tôi đã có chồng chưa cưới rồi, anh vẫn nên đi đi thì hơn. Hứa Minh Tâm ôm chặt đầu rồi nói, cô không dám ngẩng đầu lên, sợ mình nhìn thấy một bộ mặt đầu trâu mặt ngựa. Chắc chắn là chồng chưa cưới của cô không đẹp bằng người chồng tôi ban cho cô đâu. Vừa có tiền vừa có quyền. Không cần, người chồng bây giờ đã đủ khiến cho da đầu tôi tê tái rồi. Tôi vẫn không nên thì tốt hơn. Nếu như anh thật sự tốt với tôi thì anh có thể biến Cố Gia Huy trở thành hình dáng lúc trước không? Có thể càng xấu, càng nghèo hơn cũng được. Cố Gia Huy nghe Hứa Minh Tâm nói như vậy thì sụ mặt xuống. Đến cùng là cô nhóc này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Vậy mà cô lại ngóng trông anh xấu và nghèo đi. Logic kiểu gì đâu. Vậy tôi cũng biến cô xấu một chút được không? Không được không được, anh có thể để tôi ngốc nghếch thêm một chút. Dù sao Cố Gia Huy cũng thông minh, để anh ấy dạy tôi là được rồi. Cô cứ nhắc đến Cố Gia Huy mãi, anh ta là gì của cô? Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Vậy cô ngẩng đầu lên xem người trước mặt có phải là anh ta hay không? À, cái gì? Hứa Minh Tâm nghe thế thì vội vàng ngẩng đầu lên, lại thấy có một gương mặt quen thuộc đứng đó. Khóe miệng anh giơ lên, nở một nụ cười dịu dàng đầy cương chiều. Trong đôi mắt thâm thúy của anh có bóng dáng của chính mình. Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm kích động, muốn đứng dậy ôm anh. Nhưng vừa mới đứng dậy lại ngã trở về. Chân cô rất đau. A, Hứa Minh Tâm đau kêu thành tiếng, cái mông đập xuống đất, càng ngày càng đau. Bây giờ Cố Gia Huy mới phát hiện ra Hứa Minh Tâm không bình thường, anh vội vàng ngồi xổm xuống. Phát hiện mắt cá chân của cô đã sưng phồng lên, đỏ ửng, nhìn mà giật mình. Sao lại thế này? Anh nhíu mày, đưa tay cởi giày của cô xuống rồi kiểm tra vết thương. Vì em muốn lấy thẻ nhân duyên nên đã không cẩn thận mà dẫm phải rêu xanh. Em chậm quá nên khi em lấy được thì các cô ấy đã đi cả rồi, em cũng không ra được, chỉ có thể ngồi đây đợi Bạch Thư Hân về. Hứa Minh Tâm nói với vẻ đáng thương em không biết tìm anh à. Cố Gia Huy nhíu mày rồi nói. Hứa Minh Tâm cảm nhận được sự tức giận của anh thì trái tim như giật thót lên. Xong đời rồi, Cố Gia Huy tức giận. Em sợ anh không tiện, sợ rằng những người kia biết quan hệ của chúng ta. Nếu em mà như thế này nữa thì anh sẽ nói cho toàn thế giới biết em là vợ chưa cưới của anh. Không, đến cùng em có xem anh là chồng chưa cưới của mình hay không vậy?
anh là đồ trang trí đúng không? Lần này Cố Gia Huy đã tức giận thật rồi, anh giận cô ở lúc quan trọng nhất không hề nghĩ tới anh, luôn đặt anh ở ngoài vòng suy nghĩ của mình. Cố Gia Huy ghét Hứa Minh Tâm như thế, cô khiến cho anh cảm thấy mình rất vô dụng, còn chẳng thể bảo vệ được người phụ nữ của mình. Anh không cần cô bảo vệ, anh chỉ cần cô chăm sóc tốt chính bản thân cô là được rồi. Đầu óc của cô vốn đã không đủ dùng rồi còn dốc hết tâm sức mình lo nghĩ cho anh. Anh có tài đứng gì chứ? Hứa Minh Tâm biết Cố Gia Huy đã giận thật rồi, cũng sợ tới nỗi chẳng dám thở mạnh. Hai người cứ thế mà nhìn chằm chằm vào nhau, bên tai là tiếng mưa thét gió gào. Thật lâu sau, Hứa Minh Tâm mới lấy hết can đảm đưa tay bắt lấy góc áo của anh. Cố Gia Huy, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa. Anh đừng có giận nữa được không? Em biết, lần này em nhận lỗi, nhưng nếu lần sau xảy ra việc gì thì vẫn làm như thế chứ gì. Không đâu, em cũng đã rút kinh nghiệm xương máu, vừa rồi em đã nghĩ kỹ rồi. Bạch Thư Hân nói đúng, đàn ông đều chẳng phải là thứ tốt lành gì, không thể chiều càng xấu. Lần sau em sẽ ác với anh một chút được không? Vốn sắc mặt của Cố Gia Huy đã khó coi rồi, khi nghe cô nói thế thì lại càng khó coi hơn. Đến cùng là đang khen anh hay mắng anh đây chứ? Anh đừng tức giận nữa có được không? Vốn em đã đau muốn chết rồi, đang cần anh dỗ dành đây. Kết quả lại ngược lại, anh tức giận, bây giờ em phải nhịn đau mà an ủi anh. Em khổ quá mà. Lời này của cô khiến cho anh mềm lòng. Bây giờ cô là người bị thương, nhìn độ sưng của chân thì đúng là rất nghiêm trọng. Bây giờ tức giận với cô ấy thì cũng chẳng có ích gì cả. Quay về rồi tính sổ với em sau. Cố Gia Huy nói với vẻ bất đắc dĩ. Hứa Minh Tâm nghe thế thì mới thở phào một hơi. Cố Gia Huy kiểm tra vết thương của cô, xương không bị chật, chỉ là bị sưng mà thôi. Anh vốn muốn cõng cô xuống núi, nhưng ngoài kia đang mưa, cũng chẳng hề thấy có ý muốn tạnh. Ngoài kia phủ đầy rêu xanh, Cố Gia Huy cõng mình, lỡ ngã xuống chỗ nào thì sao bây giờ? Bởi thế nên Hứa Minh Tâm kiên trì đợi người cứu hộ chuyên nghiệp tới cứu mình. Cố Gia Huy cũng không dám lấy tính mạng cô ra mà cá cược, chỉ có thể đợi cùng. Anh xoa bóp vết thương giúp cô, rõ ràng là rất đau nhưng Hứa Minh Tâm lại cảm thấy ngọt ngào. Đúng rồi, cho anh cái này. Đột nhiên Hứa Minh Tâm nghĩ tới cái gì đó, cô lấy thẻ nhân duyên mà mình cực khổ mới lấy được ra rồi đưa cho anh như hiến của quý. Thẻ che ố vàng, mang theo chút dấu vết 5 tháng. Đây là cái gì? Thẻ nhân duyên đó, ước nguyện rồi viết tên hai người lên đó thì có thể ở bên nhau thật lâu. Anh có thể mang về, cũng có thể ném lại lên cây. Nghe nói là rất linh nghiệm. Cố Gia Huy muốn nói rằng chỉ là lời đồn mà thôi, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Hứa Minh Tâm thì cuối cùng cũng không thể nào nhẫn tâm từ chối được. Anh nói, anh không có bút. Em có. Hứa Minh Tâm lấy một cây bút từ trong túi ra. Hôm nay leo núi, cô còn cố ý nghe ngóng nên mới mang bút theo. Hai người viết tên của mình lên đó, Hứa Minh Tâm muốn bỏ lại vào túi nhưng lại bị Cố Gia Huy lấy đi. Thứ quý trọng như thế này thì để anh giữ vẫn tốt hơn. Đưa em giữ anh sợ rằng chưa được mấy ngày lại mất. Anh nói cũng đúng, em để đồ ở đâu mà chính em còn quên. Để chỗ anh vẫn an toàn hơn một chút. Anh đói chưa, muốn ăn gì không? Cố Gia Huy chưa ăn cơm chưa, leo lên leo xuống núi nên bây giờ bụng anh đang kêu vang. Anh nhìn Hứa Minh Tâm, cô như đang mở dương kho báu của mình ra vậy. Hứa Minh Tâm mở ba lô ra rồi lấy hai chai nước tăng lực ra ngoài, thêm một bình giữ nhiệt, hai hộp mì ăn liền, còn có một số túi đồ ăn vặt và nồi nhỏ. Cố Gia Huy rất thắc mắc, cô nhóc này leo núi mang theo một túi đồ ăn ư. À đúng rồi, còn có que cây nữa. Hứa Minh Tâm rất không có liêm sỉ lấy lại đồ mình vừa mới, cúng, sau đó thay vào bằng bánh quy. Cái này ngon nhất, nhãn hiệu lừng lẫy trong nước, chuyên nghiệp lâu năm. Anh nếm thử xem. Cái này, ăn được không? Cố Gia Huy nhíu mày, anh có chút không thể tin tưởng được. Mặc dù nó không được sạch sẽ lắm, nhưng không phải người ta đều nói không mắc bệnh gì à? Anh ăn thử xem, ngon lắm đó. Thử một miếng thôi. Được rồi. Cố Gia Huy cũng không thể nào từ chối ý tốt của cô. Anh kiềm nén sự bất an trong lòng rồi ăn một miếng. Vị rất kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Cố Gia Huy ăn que cay trong cuộc đời của anh, không ngờ là sẽ xảy ra trong hoàn cảnh này. Có chút cay, cũng không biết là dùng cái gì tạo nên. Mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không phải là không thể nuốt.
anh lại nếm thử cổ vịt và chân gà, vậy mà lại cảm thấy cũng khá ngon. Đó là cái gì? Đậu phụ thịt cá, anh muốn thử không? Ừ, cho anh một cái. Cái kia là gì? Đây á, là cá khô. Cho anh một cái. Càng về sau, Cố Gia Huy cũng không hỏi tên nữa mà nhìn thấy muốn ăn cái gì đều chủ động qua lấy. Khương Tuấn nhận được tin mà Cố Gia Huy gửi thì vội vàng tìm nhân viên cứu trợ tới. Khi anh ta vội vàng chạy tới động nhân duyên thì thấy Cố Gia Huy và Hứa Minh Tâm đang ngồi trên tảng đá ăn mì tôm với nhau. Một mặt Cố Gia Huy nói cái này mà ăn được à? Một mặt lại húp mì tôm xì hụp một cách rất thành thạo. Khương Tuấn kinh ngạc tới nổi trợn mắt há mồm, đây là cậu chủ nhà anh, người mà không dính khói lửa trần gian đó sao? Đội trưởng đội cứu trợ đứng ở sau cũng nghẹn họng nhìn chân chối, bây giờ vẫn cần đi vào cứu họ sao? Sao tôi có cảm giác mình tiến vào sẽ quấy rầy bọn họ nhỉ? Im lặng theo dõi đi. Khương Tuấn nói. Thế là cả đám ngồi ở cái đình bên ngoài chờ, rồi nhìn hai người xà nhẹo nhau một cách đau khổ. Rất nhanh sau đó Cố Gia Huy và Hứa Minh Tâm đã ăn mì tôm xong, cô cũng vừa lòng thỏa ý mà thu dọn lại rác rưởi. À, em vẫn muốn ở đây với anh một lúc, nhưng nếu đội cứu viện đã tới rồi thì chúng ta xuống núi thôi. Nếu em thích thì lần sau chúng ta lại đến nữa. Vậy cũng được, đi thôi. Hứa Minh Tâm được Cố Gia Huy và thành viên đội cứu hộ nâng lên cáng rồi đi xuống núi. Bác sĩ cũng đã tới. Khi cô nhìn thấy là Lệ Nghiêm thì hơi ngẩn ra. Sao anh ta lại tới đây rồi? Lệ Nghiêm xử lý miệng vết thương giúp cô, dặn dò cô chú ý đừng đụng nước với ít đi lại, khoảng một tuần là sẽ lành hẳn. Lệ Nghiêm làm xong thì nói, cô thấy Thư Hàn đâu không? Con bé vừa cãi nhau với tôi vài câu trong điện thoại là lại cúp máy. Tôi còn chưa biết nên đi đâu tìm cô đây. Lần này anh tới là tìm Thư Hàn à? Vừa tới là đã gặp cô bị thương, xem ra chúng ta cũng có duyên đấy. Cố Gia Huy đứng bên cạnh nghe thế thì có chút không vui. Cậu với cô ấy không có chút duyên phận nào hết. Anh không kiềm chế được mà chen miệng vào. Lệ Nghiêm nhìn thoáng qua anh một chút nhưng không có nói gì. Minh Tâm, em ở đây nghỉ ngơi đi, anh tìm Lệ Nghiêm có việc. Cố Gia Huy nhíu mày rồi nói, sau đó kéo Lệ Nghiêm đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì Lệ Nghiêm đã phát hiện Cố Gia Huy không được bình thường, trên trán anh nổi cả gân xanh, thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh. Cậu sao thế? Hình như tớ bị ngộ độc thực phẩm rồi. Một tiếng sau, Cố Gia Huy đi ra từ một bệnh viện gần đó. Anh rửa ruột uống thuốc rồi, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút nhợt nhạt. Lệ Nghiêm đưa anh về rồi nói, tôi đề nghị cậu vẫn nên nằm viện thì hơn. Chỗ này cũng chẳng có thiết bị chữa bệnh gì, cho dù có tôi ở đây cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể kê cho cậu một số thuốc mà thôi. Không thể để cho Hứa Minh Tâm biết, nếu không cô ấy sẽ lo lắng cho tôi. Vừa rồi cậu đã ăn những thứ gì thế hả? Tôi vừa mới xem nội soi thực quản, toàn là thực phẩm rác. Đó không phải là thực phẩm rác, đó là những thứ mà Hứa Minh Tâm thích ăn. Lệ Nghiêm nghe thấy thế thì cảm giác như mình ngửi được mùi thối hoắc của tình yêu vậy. Là một bác sĩ, tôi vẫn nên nói cho cậu biết rằng hoàn cảnh sinh hoạt của hai người không giống nhau, hệ thống sinh ra kháng thể miễn dịch cũng khác. Cô ấy ăn mấy cái này không xa hơn cái dạ dày cao quý của cậu không chịu được những thứ này đâu. Những thứ này đều là thuốc độc với cái dạ dày của cậu đấy. Sau này cậu bị thủng dạ dày thì đừng có tới tìm tôi không cứu cậu đâu. Cậu đừng có mà rủa tôi. Tôi là bác sĩ, tôi có trách nhiệm nói cho cậu biết, có thể chết thật đó. Lệ Nghiêm nói với vẻ nghiêm túc, Cố Gia Huy lắc lắc đầu, người anh em này của anh quá cứng nhắc. Chuyện gì cũng phải theo quy củ, rất nặng nề. Tôi muốn hòa nhập vào thế giới của cô ấy. Cậu và cô ấy vốn không cùng một thế giới. Nhưng cũng nên có một người thỏa hiệp. Cô ấy quá ngốc, lại còn nhát gan, chắc chắn là không chịu được mấy chuyện này. Tôi sợ cô ấy vất vả cho nên sẽ chủ động đi vào thế giới của cô ấy. Bởi vậy nên cậu ăn thực phẩm rác ư. Chuyện gì cũng phải từ từ, lần đầu tiên ăn sẽ nhập viện, nhưng có lẽ lần thứ hai chỉ cần truyền nước là được, lần thứ ba chỉ cần uống thuốc. Thêm mấy lần thì kiểu gì cũng quen mà thôi. Cậu biết cách tra tấn chính mình thật đây. Tôi có trách nhiệm nói cho cậu biết, tuổi thọ của cậu sẽ giảm đi. Cậu không thể đừng có nghiêm túc như thế được à? Cậu không cảm thấy đây là một chuyện rất hạnh phúc sao? Lấy sinh mệnh ra làm trò đùa chẳng hạnh phúc chút nào cả. Đó là do cậu chưa gặp người cậu yêu, có thể hy sinh cho cô ấy thì đều vui vẻ chịu đựng. Lệ Nghiêm đang thu dọn hòm thuốc của chính mình,
anh ta nghe Cố Gia Huy nói thế thì cánh tay khựng lại. Qua mấy giây anh ta mới khôi phục bình thường. Tôi phải đi tìm Thư Hàn, không quấy rầy hạnh phúc của cậu nữa. Đúng rồi, Vị Oanh sắp trở về, cô ấy cũng xin nghi. Cô ấy còn không nói cho tôi biết, sao chuyện gì cũng thông qua miệng của cậu vậy hả? Cái đó thì tôi không biết, cậu đi mà hỏi cô ấy. Lễ Nghiêm trả lời, anh ta nói xong thì cầm đồ rồi quay người rời đi. Rất nhanh sau đó Lễ Nghiêm đã tìm được Bạch Thư Hân. Cô ấy mệt thở hổn hển mà còn bị người trong bộ phận sau đi mua cái này mua cái kia. Đến bây giờ mới có thể đứng nghỉ một lúc. Bạch Thư Hân. Đột nhiên Bạch Thư Hân nghe thấy có người gọi tên mình, nhất thời cô ấy vẫn chưa nhận ra được giọng của Lễ Nghiêm, còn nghĩ rằng lại có người trong bộ phận sai cô đi mua cái gì đó. Cho nên cô ấy vội vàng trả lời. Đây đây, muốn mua cái gì? Bạch Thư Hân vừa quay người là thấy Lễ Nghiêm, cô ấy sụ mặt xuống rồi nói với vẻ không vui, sao anh lại tới đây? Anh đã hẹn với em rồi cơ mà, cuối tuần đi nhà chú ăn cơm. Nhưng em lại chạy tới đây, còn cúp điện thoại của anh, tất nhiên anh phải tới đây tìm rồi. Là anh hứa với chú muốn đi qua đó ăn cơm chứ không phải là tôi. Vì sao tôi lại phải đi chứ? Đúng là càng lớn càng không có quy tắc, anh đã giải thích với chú thay em rồi. Cho nên lần này anh không truy cứu nữa. Tùy anh. Bạch Thư Hân nói với vẻ không vui, đúng lúc này lại có người gọi cô ấy đi mua nước. Cô ấy vội vàng làm theo. Lễ Nghiêm nhíu mày, tính tình của Bạch Thư Hân vẫn luôn rất kiêu căng, cô ấy ghét nhất là phục tùng. Bởi thế nên Bạch Thư Hân mới không muốn làm lính, khăng khăng đổi nghề. Nhưng bây giờ cô ấy lại nén giận đi mua nước giúp người khác ư. Anh ta đi theo. Nhìn thấy Bạch Thư Hân đi tới chỗ quầy quà vặt rồi mua mấy bình nước đưa tới cho đồng nghiệp. Nhưng những người kia còn chẳng thèm nói một câu cảm ơn, thậm chí còn không trả tiền. Nhưng Bạch Thư Hân cũng không tức giận, nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái rồi quay người đi về. Lễ Nghiêm không thể cứ nhìn Bạch Thư Hân bị bắt nạt như thế được, anh ta xông lên rồi nói, vì sao các người lại sai bảo cô ấy, không có tay không có chân à? Anh là ai thế hả? Tôi sai bảo nhân viên thực tập mới tới của công ty thì sao? Liên quan gì tới anh hả? Tôi đánh cậu có liên quan tới anh không? Lễ Nghiêm nói một cách hiện ngang, sau đó anh ta túm lấy cổ áo người kia rồi đánh tới tấp. Bạch Thư Hân vội vàng chạy tới kéo Lễ Nghiêm ra rồi còn cúi đầu xin lỗi. Khó hiểu. Đối phương mắng một câu. Sắc mặt Lễ Nghiêm trầm xuống, nắm đấm của anh ta siết chặt tới nỗi kêu lên răng rắc, nhưng lại bị Bạch Thư Hân kéo đi. Anh ta nắm chặt bàn tay nhỏ của cô rồi nói. Về nhà với anh, em ở trong tập đoàn của Cố Gia Huy mà còn bị người ta bắt nạt như thế này, sao anh có thể bỏ mặc em như thế được chứ? Anh nuôi em cần gì phải vất vả như thế? Lễ Nghiêm, anh đủ rồi đó. Anh là anh, tôi là tôi. Bố mẹ đều không có ở đây, anh cũng chẳng cần phải quan tâm tới tôi nữa. Tôi có sinh hoạt của chính mình, tôi thích cuộc sống như thế. Những gì anh cho tôi đều là của anh, không phải của tôi. Của anh chính là của em. Lễ Nghiêm nói một cách lạnh lùng. Không phải, mãi mãi cũng không phải của tôi. Bạch Thư Hân cắn chặt từng chữ, đôi môi đỏ của cô phun ra từng chữ lạnh lùng. Đôi mắt đẹp kia đều đã phủ kín sương lạnh. Lời này của cô ấy khiến cho trái tim của Lễ Nghiêm run lên. Từ khi bố mẹ qua đời, cô em gái này của Lễ Nghiêm đã chịu sự đả kích quá lớn, tính cách cũng thay đổi. Cho nên anh ta vẫn luôn chịu đựng, bao dung. Có thể nói tính xấu của Bạch Thư Hân đều là do Lễ Nghiêm chiều hư. Bạch Thư Hân trước kia thường xuyên theo đuôi Lễ Nghiêm, suốt ngày gọi anh trai dài anh trai ngắn, bị bắt nạt cũng không dám nói cho bố mẹ, mà là nói cho Lễ Nghiêm trước. Anh ta vốn cho là hai người họ là cặp anh em thân thiết nhất trên thế giới này, có thể sống vui vẻ với nhau cả đời. Nhưng bây giờ, Bạch Thư Hân ghét chính mình, xem như kẻ địch mà trốn tránh. Lễ Nghiêm không thể hiểu nổi. Mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cô ấy ghét như vậy? Lễ Nghiêm khẽ rũ mắt xuống, lông mi dài che khuất ánh mắt bên trong. Phức tạp khó hiểu, giấu kín như bưng. Một lúc lâu sau rồi Lễ Nghiêm mới nói một cách nặng nề, Thư Hàn, đến cùng là anh đã làm sai chuyện gì mà em ghét anh đến vậy? Bạch Thư Hân nghe thế thì trái tim cô ấy run lên. Cô ấy nhìn chằm chằm Lễ Nghiêm một cách kinh ngạc. Lễ Nghiêm không sai. Trong hai mươi mấy năm qua người anh này luôn tận chức tận trách, đối xử với cô rất tốt. Từ nhỏ tới lớn người khác đều hâm mộ Bạch Thư Hân vì cô ấy có một người anh như thế. Trước kia Bạch Thư Hân cũng nghĩ vậy, nhưng đợi đến khi cô ấy lớn rồi thì cô ấy mới bắt đầu căm ghét.
Bạch Thư Hân không muốn người anh trai này. Hai chữ anh trai đã giới hạn rất nhiều thứ. Anh không sai, anh luôn là sự kiêu ngạo của bố mẹ. Là tôi, là do tôi sai, tôi không nên sinh ra trong gia đình này. Anh biết rằng em không muốn làm lính, có anh ở đây thì không ai có thể bắt ép em được cả. Chỉ cần em sống vui vẻ là được rồi. Nếu như em nhìn thấy anh là sẽ tức giận như thế thì vậy sau này anh sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt em là được. Lệ Nghiêm lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù giọng nói bình thản nhưng lại mang theo chút run rẩy. Bị người thân của mình căm thù là một chuyện để cho người khác rất đau khổ. Hết lần này tới lần khác Bạch Thư Hân còn là em gái của anh ta không có cách nào để mình nhẫn tâm với cô ấy được. Ngay cả hơi to tiếng thì Lệ Nghiêm cũng cảm thấy là mình làm sai rồi. Người khác đều nói con gái không nên nuông chiều càng hư. Anh ta không quan tâm, anh ta chỉ có một cô em gái này, không chiều Bạch Thư Hân thì chiều ai? Cho dù cả thế giới này đều nói là Bạch Thư Hân không tốt, vậy Lệ Nghiêm cũng sẽ chống lại cả thế giới mà đứng về phía Bạch Thư Hân. Che mưa chắn gió cho cô, bảo vệ cô an toàn. Đây là sứ mệnh duy nhất của cuộc đời Lệ Nghiêm. Bạch Thư Hân nghe Lệ Nghiêm nói thế thì trong lòng cô ấy rất khó chịu. Nhưng đây đúng là biện pháp hữu hiệu nhất. Đúng, chính là bởi vì nhìn thấy anh nên tôi mới tức giận. Sau này anh hạn chế xuất hiện trước mặt tôi đi. Được, Lệ Nghiêm đồng ý, sau đó quay người rời đi. Bạch Thư Hân nhìn theo bóng lưng Lệ Nghiêm rời đi, ngay lúc này, cô không kiềm chế được mà để nước mắt lan dài trên mặt. Tim, đột nhiên đau quá, giống như là bị một tảng đá lớn đè lên, khiến cô ấy không thể nào thở nổi. Trái tim Bạch Thư Hân như bị từng cây kim đâm vào, máu me đầm đìa. Bạch Thư Hân quay về ký túc xá một cách thẫn thờ, Hứa Minh Tâm thấy tinh thần cô ấy không phấn chấn thì cất tiếng hỏi một cách lo lắng, cậu sao thế? Nhìn cậu rất buồn bã. Minh Tâm, tớ đánh mất người tớ yêu nhất rồi. Bạch Thư Hân không khống chế nổi chính bản thân mình mà xông tới ôm chặt lấy Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm rất kinh ngạc, vậy mà bờ vai Bạch Thư Hân đang run lên, phát ra tiếng thút thít. Cô ấy đang khóc. Trong ấn tượng của Hứa Minh Tâm thì Bạch Thư Hân là người mạnh mẽ và kiên cường nhất. Cho dù cô ấy có đổ máu cũng sẽ không dễ mà khóc. Nhưng lần này cô ấy lại khóc. Rất đáng thương, như đứa trẻ bị người khác vứt bỏ. Hứa Minh Tâm vội vàng an ủi, trong cổ họng cô rõ ràng có hàng trăm hàng ngàn câu an ủi người khác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thậm chí cô còn không biết vì sao Bạch Thư Hân lại khóc. Đánh mất người mình yêu nhất là ý gì đây? Cô ấy yêu đương rồi ư. Thư Hàn, mặc dù tớ không biết cậu đã gặp phải chuyện gì nhưng cho dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ không rời bỏ cậu. Tớ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu. Bạch Thư Hân khóc một trận thì tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều. Cô ấy lau nước mắt rồi buông Hứa Minh Tâm ra và nói, cậu còn gầy hơn tớ nữa, sao làm chỗ dựa cho tớ được. Tớ vừa đè là cậu đã bẹp rồi. Vậy thì tớ làm miếng đỡ cho cậu, như thế cậu ngã xuống cũng sẽ không đau nữa. Ngốc nghếch, Bạch Thư Hân nói với vẻ bất đắc dĩ. Đúng rồi, đến cùng là cậu bị gì vậy? Không phải là anh trai cậu đi tìm cậu à? Không gặp được sao? Sao lại khóc mà về thế này? Gặp rồi, chính là vì gặp anh ta nên mới khóc đó. Anh ta bắt nạt cậu à? Minh Tâm, có thể nhà tớ có chút phức. Bạch Thư Hân hít sâu một hơi rồi nói ra câu này. Nhà cô ấy mấy đời làm cách mạng, đời đời tổ tông đều tham quân. Hơn nữa quân hàm đời sau còn cao hơn đời trước. Bởi thế nên cũng vô cùng trọng nam khinh nữ. Con gái không được xem trọng nhưng lại khó thoát khỏi lời dặn của tổ tiên phải tham gia vào quân đội. Nhưng Bạch Thư Hân không muốn, bố mẹ đều bảo vệ cô ấy trước mặt ông nội. Mà sức khỏe của Lệ Nghiêm từ nhỏ đã không được tốt, không thích hợp tham gia quân ngũ nên chọn làm quân y. Từ nhỏ tới lớn, những rắc rối mà Bạch Thư Hân gặp phải đều được Lệ Nghiêm gánh lấy. Sức khỏe của Lệ Nghiêm không tốt cũng là bởi vì trước kia ông nội trong cơn nóng giận đã dùng gậy đập thẳng vào đùi Lệ Nghiêm. Anh ta cũng vì thế mà bó bột một năm mới khôi phục lại bình thường. Một năm đó, Lệ Nghiêm nhận hết mọi sự chế giễu, cũng trễ mất đợt tham gia quân ngũ. Đến giờ Bạch Thư Hân vẫn cảm thấy mình có lỗi với anh. Sau này ông nội qua đời, bố mẹ cũng lần lượt mất đi. Nhà họ Bạch to lớn trở nên trống rỗng, hai người được chú đoàn trưởng đón về nhà. Lệ Nghiêm bắt đầu tham gia vào bộ đội, mà cô cũng không phải đi làm lính nữa mà chọn việc mình thích. Nhưng sau đó Bạch Thư Hân nhận ra cô ấy cũng không trốn được vận mệnh. Mà là do Lệ Nghiêm nhận trừng phạt mới khiến cho cô ấy khôi phục tự do.
Về phần trừng phạt là cái gì thì Lệ Nghiêm không nói, đến chết cô ấy cũng sẽ không biết. Nhưng tới bây giờ Lệ Nghiêm cũng không biết là Bạch Thư Hân biết chuyện này. Cho nên cô cố gắng rời xa Lệ Nghiêm, cô ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh ta. Lần nào cũng là anh trai bảo vệ em gái, nhưng cô em gái này cũng muốn dùng sức của mình để bảo vệ người anh trai duy nhất. Bạch Thư Hân cứ tưởng rằng mình rời xa Lệ Nghiêm thì có thể mang theo tai họa rời xa anh. Cô ấy chính là tai họa lớn nhất của Lệ Nghiêm, là gánh nặng không thể nào gỡ bỏ. Hứa Minh Tâm nghe xong mọi chuyện thì có chút thổn thức. Không ngờ rằng những năm qua Bạch Thư Hân luôn đè nén chuyện này trong lòng. Chuyện này đúng là đáng sợ, để người khác không thở nổi. Vậy sau này cậu định như thế nào? Tớ đã khiến anh ấy cách xa tớ rồi. Tớ luôn là một nỗi phiền phức đối với anh ấy. Vậy cậu, có từng hỏi Lệ Nghiêm chưa? Chuyện này còn cần hỏi ư? Bạch Thư Hân cười một cách tự giễu, trong nụ cười của cô ấy tràn ngập đắng chát. Hứa Minh Tâm nhìn vào mắt mà đau trong lòng. Hóa ra trong trái tim của một Bạch Thư Hân mạnh mẽ kiên cường lại cất giấu nhiều chuyện đến vậy. Cô ấy kiềm chế lâu như thế bây giờ mới nói ra, chắc chắn là trong lòng đã rất đau khổ rồi. Không phải là cậu vẫn còn tớ đây sao? Tớ che chở cho cậu là được rồi. Hứa Minh Tâm vỗ vỗ ngực của mình rồi cười hì hì mà nói. Đúng thế, tớ rất may mắn, tớ vẫn còn cậu. Bạch Thư Hân cũng nói, tối thiểu nhất khi cô mất đi tình thân vẫn còn có người bạn tốt nhất này ở bên cạnh. Ban đêm, người leo núi đều đi tắm suối nước nóng. Chân của Hứa Minh Tâm bị thương nên cô cũng không có đi. Bạch Thư Hân ở lại ký túc xá chăm sóc cô. Thật ra Hứa Minh Tâm ở một mình cũng được, nhưng Bạch Thư Hân cứ khăng khăng phải ở lại. Lúc cô đi ăn khuya lại nghe được chuyện hay. Lúc tắm suối nước nóng có một cô gái đột nhiên rớt xuống nước, bệnh tim tái phát. Tất cả mọi người đều bối rối, vội vàng hô cứu người. Người đầu tiên chạy tới là Cố Gia Huy. Cố Gia Huy cấp cứu xong đưa tới bệnh viện gần đây. Bọn họ nói rất thần kỳ, thậm chí còn nói Cố Gia Huy đã hô hấp nhân tạo, còn ấn ngực của người khác. Mặc dù Hứa Minh Tâm biết rằng đây là thao tác cơ bản để cứu người nhưng khi nghe vào tai vẫn có chút khó chịu. Miệng của Cố Gia Huy chỉ có thể để mình cắn, người khác chạm thử là sao chứ? Hơn nữa tay của anh cũng chỉ có thể sờ mình, dù mình có nhỏ, nhưng cũng là do anh chọn, cho dù có nhỏ hơn nữa thì anh cũng phải chấp nhận. Cố Gia Huy chết tiệt. Hứa Minh Tâm nói một cách tức tối. Bạch Thư Hân thấy cô như thế thì cười rồi nói, ghen à? Không những ghen mà còn ghen to ấy chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng Hứa Minh Tâm đang rất không thoải mái. Đợi Cố Gia Huy trở về rồi hỏi là được rồi. Nhìn cái dáng vẻ hẹp hòi của cậu kìa. Hứa Minh Tâm không chịu về phòng, cô cứ chờ bên ngoài. Bạch Thư Hân cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đứng chờ với cô. Người khác đều đã về phòng đi ngủ cả rồi, nhưng hai người họ còn cố chấp ngồi trên thềm đá. Cố Gia Huy và Lệ Nghiêm đi về chung với nhau, hai người còn đang cười cười nói thì nhìn thấy hai con, chó sủ, đang ngồi trước cửa. Hai cô gái buồn ngủ muốn chết rồi, mắt đều đã mở không ra nhưng vẫn cố gắng dùng tay chống cằm. Minh Tâm, Cố Gia Huy vỗ vỗ vai của Hứa Minh Tâm, bây giờ cô mới tỉnh lại. Cô thấy anh về rồi thì ngay lập tức đứng phắt dậy. Anh về rồi, nghe nói mới vừa hô hấp nhân tạo cho người khác đúng không? Em nghe được ở đâu thế? Anh đừng có quan tâm em nghe được ở đâu. Anh hôn người ta rồi còn sờ người ta nữa đúng không? Hứa Minh Tâm nói với vẻ không vui. Người tắm suối nước nóng cũng chẳng phải mỗi Cố Gia Huy. Sao những người khác không chạy tới mà anh vội vàng chạy tới làm gì chứ? Hứa Minh Tâm nghĩ tới đây thì trong lòng có chút khó chịu. Lệ Nghiêm nghe thế thì nói, đây không phải là hôn với sờ, đây là thao tác cơ bản để cứu người. Phải đè ép lồng ngực mới đè được nước trong đó ra, hiểu chưa? Đúng thế, Minh Tâm em cũng đừng quá quan tâm làm gì. Đây là thao tác y học bình thường mà thôi. Vậy tại sao người khác không chạy lên mà anh đi làm cái gì? Dù sao anh ấy cũng là cấp trên, tính mạng của nhân viên là quan trọng nhất mà. Bạch Thư Hân giải thích. Cô ấy có chút ngại không dám nhìn Lệ Nghiêm. Dù sao trước đó cô ấy nói tuyệt tình đến thế. Ánh mắt Lệ Nghiêm nhìn Bạch Thư Hân rất lạnh nhạt, giống như nhìn một người lạ vậy. Anh ta đang cố gắng không đưa mắt tới, anh ta đang khống chế tâm trạng của mình. Cô ấy mắc bệnh tim, còn về phần người làm hô hấp nhân tạo à? Cố Gia Huy nhìn bộ dạng ghen tuông của Hứa Minh Tâm thì không nhịn được cười, anh nói tiếp,
đúng là cô ấy mắc bệnh tim, cho nên té xỉu xuống suối nước nóng, cuối cùng còn đuối nước. Cứu người là thật, nhưng là do Lệ Nghiêm làm hô hấp nhân tạo. Cậu ta là bác sĩ, cậu ta không xông lên thì anh xông lên làm gì chứ? Là bác sĩ Doanh ư? Cái gì, là anh à? Bạch Thư Hân ngạc nhiên thốt lên, xem ra lần sau chúng ta mới có thể uống vui vẻ rồi. Tôi không quấy rầy mọi người nữa, tối nay tôi còn phải lái xe về. Lệ Nghiêm không trả lời Bạch Thư Hân mà là quay người rời đi. Bạch Thư Hân vội vàng chạy tới tóm cổ tay anh ta và nói, anh hôn người khác còn sờ người khác nữa ư? À, Thư Hàn, không phải cậu vừa mới khuyên tớ đây là thao tác cơ bản để cứu người ư? Không giống nhau, tớ tưởng rằng là Cố Gia Huy. Bạch Thư Hân nhìn về phía Lệ Nghiêm rồi nói, anh có lầm không? Anh là bác sĩ, anh cứu người, chăm sóc người bị thương không phải là chuyện bác sĩ nên làm sao? Nhiều người như thế cần anh đi à? Anh là bác sĩ, anh có đạo đức nghề nghiệp của mình. Được rồi, cũng trễ rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Lệ Nghiêm nói một cách bình thản rồi đẩy tay Bạch Thư Hân ra. Bạch Thư Hân vẫn không từ bỏ mà đuổi theo. Hứa Minh Tâm quay đầu nhìn lại. Vốn là cô không vui, sao bây giờ lại biến thành Bạch Thư Hân không vui rồi? Ngay lúc cô đang cảm thấy mê mang thì đột nhiên hai chân rời khỏi mặt đất, cô sợ tới nỗi giật nảy mình. Ôm chặt lấy cổ của Cố Gia Huy theo bản năng. Đột nhiên Cố Gia Huy lại ôm cô lên. Anh làm gì thế hả? Mau buông em xuống đi, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao bây giờ? Bây giờ mọi người đi ngủ cả rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi. Cố Gia Huy trực tiếp bế Hứa Minh Tâm tới phòng mình. Anh vẫn còn có chút mệt vì ngộ độc thực phẩm nhưng vẫn thừa sức ôm cô. Không ngờ rằng cô nhóc nhà em ghen cũng ghê nhỉ, không cho hô hấp nhân tạo cho người khác luôn cơ. Nếu như trong lúc nguy cấp thì em sẽ không ngăn cản anh. Thế nhưng rõ ràng là có nhiều người ở đó như thế, vì sao mà hết lần này tới lần khác lại là anh? Khương Tuấn cũng ở đó mà. Anh biết, lần sau khi làm bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ nghĩ một chút. Anh là người có gia đình rồi, có việc nên làm có việc khôn anh biết mà. Anh biết là tốt, nghe các cô ấy nói mà sắp kể thành phim dài tập rồi đấy. Được rồi, em ở đây đợi anh đi tắm rồi đi ngủ. Lần này, có phải trả tiền không? Có cái nào ít hơn 1.000 à? Có chứ, trong túi em có 500 đồng này. Vậy thì ngủ thôi. Cố Gia Huy vừa cười vừa nói. Rất nhanh sau đó Cố Gia Huy đã tắm rửa xong, Hứa Minh Tâm đang nằm trên giường xem mạng xã hội. Em thích mèo à? Cố Gia Huy nhìn thoáng qua một chút. Đúng thế, chỉ cần là mèo em đều thích. Vậy sau này em nuôi mèo, anh nuôi em được không? Cố Gia Huy nói một cách dịu dàng. Trái tim của Hứa Minh Tâm run lên, câu nói này của Cố Gia Huy đã làm cô rung động. Được, anh nhớ giữ lời đó. Đợi chúng ta kết hôn rồi sẽ nuôi cả phòng mèo luôn. Ừ, em có thể nuôi cả phòng mèo, nhưng anh chỉ muốn nuôi mỗi em thôi. Cả đời này chỉ nuôi một mình cô là đủ rồi. Hứa Minh Tâm nghe thấy thế thì thấy rất ấm áp. Cô tựa vào ngực anh rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Mà Cố Gia Huy cũng còn có một số công việc phải xử lý. Bầu không khí rất hòa hợp, mặc dù hai người ai làm việc của người nấy nhưng chẳng hề nhàm chán chút nào cả. Đợi lúc Cố Gia Huy làm xong thì Hứa Minh Tâm đã ngủ say rồi. Cô hồn nhiên như một con mèo con, móng vuốt vẫn còn đặt trên người anh. Lúc này Cố Gia Huy cảm thấy rất thỏa mãn. Anh biết là mình ngủ chung giường với cô sẽ rất đau khổ nhưng anh có thể vui vẻ chịu đựng. Anh muốn ôm cô ngủ. So với hạnh phúc thì đau khổ quá tầm thường. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm tỉnh dậy. Lần này cũng tính là có kinh nghiệm rồi. Cô cười hì hì thưởng cho Cố Gia Huy 500 đồng, rồi nhìn anh nhận lấy một cách trịnh trọng. Ngay lúc cô chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, dường như là đi về phía này. Hứa Minh Tâm giật mình vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà trốn. Rất nhanh sau đó có người gõ cửa. Cố Gia Huy chuẩn bị xong thì đi ra mở cửa. Ngoài cửa chính là cô gái được cứu hôm qua. Cô ấy ở trong bệnh viện một đêm cũng đã quay về bình an rồi. Hứa Minh Tâm mở hé hé cửa ra đủ để nhìn thấy chuyện xảy ra ở cửa phòng. Hứa Minh Tâm biết cô gái này, cô ấy tên là Lê Minh Nguyệt, bề ngoài rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng động lòng người. Chỉ riêng bộ tài vụ đã có mấy người đàn ông thích cô ấy chứ đừng nói gì là cả công ty. Bạch Thư Hân còn nói nội bộ tập đoàn có một cuộc tuyển chọn sắc đẹp. Lê Minh Nguyệt cũng có ở đó. Hứa Minh Tâm là phụ nữ mà còn cảm thấy Lê Minh Nguyệt rất đẹp. Cô ấy thật sự rất đẹp.
Lê Minh Nguyệt ngượng ngùng nhìn Cố Gia Huy rồi liếc mắt đưa tình, cô ta nói với vẻ nũng nịu, Chủ tịch Trung, cảm ơn hôm qua anh đã cứu em. Tôi chỉ phụ trách đưa cô tới bệnh viện mà thôi, người cứu cô là bác sĩ Doanh, cô nên cảm ơn cậu ấy thì hơn. Lát nữa em sẽ đi cảm ơn bác sĩ Doanh sau, em muốn đến cảm ơn anh trước, thuận tiện nói cho anh nghe vài lời trong lòng. Cô muốn nói với tôi cái gì? Chủ tịch Trung, em thích anh, nghe nói anh độc thân nên em muốn theo đuổi anh. Không cần, cô không theo đuổi được tôi đâu. Cố Gia Huy trực tiếp nói thẳng. Chủ tịch Trung, anh không cần phải trả lời em ngay. Em sẽ từ từ cố gắng, mong anh cho em một cơ hội. Lê Minh Nguyệt vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không có cơ hội để cho. Cô có thể tới chỗ bác sĩ Doanh. Cố Gia Huy nói một cách bình thản. Lê Minh Nguyệt thấy anh tuyệt tình như thế thì không khỏi hạ quyết tâm. Cô ta trực tiếp đi vào, Cố Gia Huy thậm chí còn không kịp ngăn lại. Cô ta vội vàng đóng cửa rồi sau đó. Vậy mà Lê Minh Nguyệt lại cởi bỏ áo khoác ngoài ra. Bên trong không mặc gì cả. Hứa Minh Tâm ở bên trong nghẹn họng nhìn chân chối. Cô bị sự to gan của Lê Minh Nguyệt dọa sợ, cô ta cũng đã dốc hết vốn liếng rồi. Trời ơi! Dáng người của cô gái này tốt quá. Da trắng chân dài, trước sau đều vểnh. Dáng người cân xứng, không có một chút thịt thừa. Ngũ quan xinh xắn, da mịn màng, cứ như là tác phẩm của thiên nhiên. Nếu Hứa Minh Tâm là đàn ông thì chắc chắn cô sẽ xông lên. Nhưng đàn ông của cô bất lực, cô gái này uổng công rồi. Cố Gia Huy nhíu mày, trong đôi mắt đen như mực của anh có chút tức giận. Lê Minh Nguyệt không hiểu, cô ta cũng không muốn để ý tới, bởi vì cô ta đã chọn một con đường không lối về. Lê Minh Nguyệt hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống. Hứa Minh Tâm cảm thấy trán mình nóng lên, có hai hàng nước nóng chảy ra. Cô vội vàng sờ xuống mũi mình, phát hiện mình chảy máu mũi rồi. Lửa này bốc cũng mãnh liệt quá đi. Đây chính là thù lao mà em dùng để cảm ơn ơn cứu mạng của Chủ tịch Trung. Em bằng lòng dùng cơ thể của mình làm cái giá. Chủ tịch Trung, em là lần đầu tiên. Lê Minh Nguyệt cắn môi rồi cố gắng nói ra. Bất cứ người đàn ông nào đều chẳng thể kháng cự tấm thân xử nữ. Chỉ cần Cố Gia Huy là đàn ông thì cô ta không tin anh sẽ không quỳ lại dưới váy của cô ta. Cố Gia Huy nhìn từ trên xuống dưới một chút, ánh mắt của anh như mũi kim đâm xuyên qua người Lê Minh Nguyệt. Mặc dù trong phòng có điều hòa không khí nhưng cô ta vẫn cảm thấy lạnh. Cô ta cũng không phải là loại người vô liêm sỉ, đây là lần đầu tiên làm chuyện này. Cố Gia Huy mãi vẫn chưa trả lời đã khiến cho Lê Minh Nguyệt có chút xấu hổ. Chẳng lẽ anh thích càng chủ động hơn ư? Lê Minh Nguyệt lấy hết can đảm đi lên trước, muốn đến gần cơ thể Cố Gia Huy. Nhưng anh lại lui về sau một bước mà tránh đi. Anh khôi phục lại sự bình thản, sâu trong đôi mắt là sự lạnh nhạt. Trong giọng nói của anh không hề có một chút tình cảm nào, giống như là vừa vớt từ nước đá lên vậy. Sao, tập đoàn JNC phát lương cho cô không đủ để cô mua đồ à? Cái gì? Lê Minh Nguyệt mở to mắt ra, chẳng lẽ Cố Gia Huy là người không hiểu tình cảm như thế này ư? Hay là anh đang cố ý làm khó chính mình, sợ chính mình còn có chiêu cuối? Cô ta nói, anh Trung, em không mang theo bút ghi âm hay là máy quay gì đâu. Em chỉ là thích anh một cách đơn thuần, muốn tặng lần đầu tiên của mình cho người tài giỏi như anh. Sau này em cũng sẽ không dùng chuyện này để uy hiếp anh. Sau chuyện này em sẽ tự động từ chức, anh cũng không cần phải lo lắng. Cô có hứng thú với tôi à? Cố Gia Huy nói một cách hăng hái. Đúng thế, Chủ tịch Trung phù hợp với hình tượng người đàn ông hoàn hảo trong lòng em. Nhưng tôi không có hứng thú với cô, Cố Gia Huy nói một cách vô tình. Lê Minh Nguyệt trừng to mắt. Cô ta có chút nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Cô ta xinh đẹp, dáng người tốt, lại tự mình đưa đến cửa, sao lại có người sẽ từ chối chứ? Chủ tịch Trung, anh đang đùa em đúng không? Giọng nói của Lê Minh Nguyệt có chút phát run. Cô tự tin về bản thân lắm đúng không? Tôi thích ăn chay, kiêng mặn và dầu mỡ. Cho dù cô có không đệ đơn từ chức thì tập đoàn của tôi cũng không chứa nổi người như cô. Mặt của Lê Minh Nguyệt đỏ rực, bởi vì chịu nhục nhã. Đã bị từ chối thì chớ, lại còn bị đuổi việc. Cái gì mà ăn chay, kiêng dầu mỡ chứ? Rõ ràng là lừa người. Lê Minh Nguyệt khoác áo vào rồi nói, người ta đồn rằng Chủ tịch Trung không thích phụ nữ, xem ra là thật. Chẳng lẽ Chủ tịch Trung thích đàn ông ư? Lê Minh Nguyệt nói thẳng, dù sao cũng đã bị đuổi rồi. Tôi không có thừa nhận, cô cũng đừng đi tới chỗ bác sĩ Doanh nữa,
lát nữa tôi còn tìm cậu ta có việc. Cố Gia Huy nói một cách thản nhiên. Lê Minh Nguyệt nghe thấy thế thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tối qua Lê Minh Nguyệt và bác sĩ Doanh tắm nước nóng chung, hai người còn đồng thời chạy tới. Chẳng lẽ, hai người có cái gì mờ ám ư? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm phiền đâu. Lê Minh Nguyệt thất bại mà về. Hứa Minh Tâm nghe thế thì lòng nóng như lửa đốt. Cố Gia Huy nói vậy chắc chắn sẽ khiến cho Lê Minh Nguyệt hiểu nhầm. Cô ta vừa về thì tin tức Cố Gia Huy thích đàn ông cũng sẽ truyền khắp thành phố này. Cố Gia Huy là đồ ngốc ư, lại còn phạm phải sai lầm cấp thấp này. Hứa Minh Tâm thấy Lê Minh Nguyệt đi xa rồi thì mới chạy ra và nói. Cố Gia Huy, có phải là anh hồ đồ rồi không? Anh cố ý khiến người ta hiểu nhầm làm gì? Sao em lại biến thành thế này? Cố Gia Huy nhíu mày. Mũi của Hứa Minh Tâm đang không ngừng chảy máu, có chặn cũng không chặn được. Anh vội vàng đưa cô vào nhà vệ sinh rồi rửa sạch cho cô. Để cô ngẩng đầu lên. Anh còn chẳng có phản ứng lớn như thế. Một người con gái như em sao lại còn chảy máu mũi hả? Dáng người quá nóng bỏng, không cẩn thận thế là nóng trong người rồi. Anh không bình thường nhưng em bình thường lắm đó. Chỉ cần là người bình thường thì chắc chắn sẽ có phản ứng. Hứa Minh Tâm nói thầm trong lòng. Cố Gia Huy có chút giờ khóc giờ cười, cô nhóc này chẳng có chút định lực nào cả. Vất vả lắm máu mới ngừng chảy. Cô nói đến chuyện chính, Cố Gia Huy, anh nhất định phải tìm người chặn miệng Lê Minh Nguyệt lại. Cô ta sẽ nói lung tung đó. Anh sợ cô ta sẽ không nói lung tung. Hứa Minh Tâm có chút không hiểu nổi. Từ lúc anh khôi phục gương mặt thật thì có không ít người tìm tới. Vì ngăn chặn phiền phức thì cứ để người ngoài cho rằng anh là người đồng tính, không phải rất tốt à? Như thế cũng có thể miễn cho em ngày nào cũng lo lắng anh bị người ta cướp đi. Anh cố ý à? Không thì sao chứ? Cố Gia Huy nhướng mày rồi nói, hy sinh này có phải là lớn lắm đúng không? Cho nên em phải đền bù cho anh, đời này không thể rời khỏi anh. Nếu không anh sẽ không tìm được vợ mất. Cố Gia Huy chạm vào trán của Hứa Minh Tâm rồi nói. Thật ra anh cũng không cần làm như thế, sự hy sinh này là quá lớn, không tốt cho danh tiếng của anh. Em không thích người khác nói xấu anh, em nghe được sẽ cảm thấy không thoải mái. Có người theo đuổi anh là chuyện tốt, chứng minh người đàn ông của em rất hấp dẫn. Em cũng tin rằng anh là người đàng hoàng, sẽ không phản bội em. Dù sao anh có lòng cũng không đủ lực. Cố Gia Huy không ngờ rằng cô nhóc này sẽ yên tâm về mình đến thế. Tối qua còn ghen tuông ghê gớm lắm cơ mà. Em không lo lắng chút nào à? Lo lắng thì có, nhưng em vẫn lựa chọn tin tưởng vào anh. Tối qua em đâu có như thế này. Em nghĩ thông rồi. Hứa Minh Tâm vỗ ngực rồi nói với vẻ kiêu ngạo. Cố Gia Huy rất bất đắc dĩ. Anh ôm chặt cô rồi nói. Anh không quan tâm em nói thật hay giả. Anh sẽ tạm tin. Lần này là anh muốn làm như thế. Mặc kệ là em có muốn hay không anh đều có ý riêng của anh. Anh không muốn liên lụy không rõ với những người phụ nữ khác. Anh sợ sau này sẽ khiến em đau khổ. Dù chỉ có 1% khả năng thì anh cũng sẽ khiến cho 1% này biến mất. Có một số thứ cho dù em có không cần nhưng trong lòng anh muốn cho em. Những người phụ nữ khác có thì em cũng không thể thiếu. Chỉ cần anh có thì anh sẽ trao hết cho em. Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này thì cả trái tim cô như được ngâm vào nước ấm vậy. Em muốn ngôi sao trên trời, anh cũng cho em sao? Đợi một chút. Cố Gia Huy nói. Sau đó anh gọi cho Khương Tuấn. Khương Tuấn, liên lạc với Hội Thiên Văn, xem vì sao nào gần chúng ta nhất, mua. Mua cái đầu anh. Cố Gia Huy còn chưa nói xong thì Hứa Minh Tâm đã vội vàng giành điện thoại lại, trực tiếp nhấn tắt đi. Không phải là em muốn à? Em chỉ muốn ví dụ thôi hiểu không? Lỡ đâu em bảo muốn trái tim của anh thì sao? Ở đây này, em tự lấy đi. Xem ra sau này không thể nói đùa với anh rồi. Dọa chết em mất, mua vì sao cơ đấy, anh điên rồi à? Cho dù em có phá cổ cũng không thể phá cổ kiểu này được. Nếu anh cảm thấy tiền nhiều quá tiêu không hết thì đưa cho em. Em cất giúp anh, lỡ đâu sau này anh phá sản trở nên nghèo khó thì số tiền này có thể giúp anh vực lại. Được rồi, nghe em hết, giao quyền tài chính trong nhà cho em, được chưa? Cố Gia Huy nói với vẻ cương triều. Hứa Minh Tâm nghe thế thì mới hài lòng rồi nói, thế mới đúng chứ? Đúng rồi, vừa nãy Lê Minh Nguyệt khỏa thân mà anh không cảm thấy được gì sao? Có chứ. Cố Gia Huy thừa nhận. Hứa Minh Tâm rất vui, cuối cùng anh cũng đã có phản ứng của một người đàn ông bình thường rồi. Ví dụ, anh so sánh em và cô ta một chút,
hiểu được một từ. Từ gì? Thiếu ăn nên lép, khó trách em ăn nhiều như thế. Hứa Minh Tâm sụ mặt xuống, cô hận không thể tìm ra cái động để chui vào. Mặc dù lần du lịch này xảy ra một số chuyện không thoải mái nhưng tóm lại là vẫn hết sức hài lòng. Sau khi Hứa Minh Tâm về thì bắt đầu dậy lên cơn sốt giới tính của Cố Gia Huy. Mặc dù cô biết đây đều là do Cố Gia Huy cố ý nhưng rất nhiều bạn học của cô đều gọi tới hỏi thăm, cô vẫn có chút buồn bã. Cố Gia Huy đã thay đổi vì mình đến mức này rồi. Vậy cô có nên hy sinh một chút, giả vờ làm người yêu với Bạch Thư Hân không chỉ? Cô nói cho Bạch Thư Hân biết ý kiến này thì cô ấy trực tiếp trả lời một câu. Có tin là tớ tát cậu một cái cho cậu dính lên tường luôn không hả? Tin, tớ tin. Cuối cùng kế hoạch này chết từ trong trứng nước. Nhưng chuyện này cũng có kết quả tốt, tối thiểu Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy có thân thiết đến đâu thì cũng chẳng có ai nghi ngờ bọn họ. Cuối cùng có thể đi ăn cơm, dạo phố với nhau một cách quang minh chính đại rồi. Buổi trưa, Cố Gia Huy trực tiếp đi xe vào trong trường học, lúc Hứa Minh Tâm lên xe thì chẳng ai nói câu cả mà đều chỉ trỏ anh. Không ngờ người đàn ông đẹp trai như thế mà lại là người đồng tính. Đúng là để cho người khác không còn đường sống mà. Hai người đi thẳng tới nhà hàng. Còn chưa bước vào cửa thì đã có hai người đàn ông uống say khướt lảo đảo đi ra. Một người mập trong đó không cẩn thận đâm vào Cố Gia Huy. Anh nhíu mày lại, phản ứng đầu tiên là đưa tay phủi quần áo, cứ như là lây vi khuẩn gì vậy. Chi tiết này bị đối phương phát hiện. Người mập kia hét to lên một tiếng nhưng không thể nào khiến cho Cố Gia Huy dừng chân lại được. Đối phương có chút tức giận, anh ta trực tiếp lấy tay giữ vai Cố Gia Huy lại, muốn kéo anh về. Cố Gia Huy quay người lại là có thể thoát khỏi một cách nhẹ nhõm. Đối phương còn muốn chửi ầm lên, nhưng vừa mở miệng thì đã nhìn thấy gương mặt của Cố Gia Huy. Anh ta há to miệng nhưng chẳng nói ra được chữ nào. Anh ta chỉ vào Cố Gia Huy nửa ngày trời rồi cuối cùng thốt ra vài chữ. Cố Gia Huy. Cố Gia Huy híp mắt, anh không để ý tới mà muốn đi vào. Không ngờ rằng người kia lại cười rồi nói, nghe nói anh thích đàn ông. Không biết anh có thích loại đàn ông như tôi không? Kỹ năng giường chiếu của tôi rất tốt, cam đoan rằng anh sẽ sướng tới nỗi muốn ngất đi. Hứa Minh Tâm nghe thấy mấy câu không sạch sẽ này thì mới đột nhiên nhớ ra được người đàn ông trước mặt này là ai. Trương Quang, con trai thứ hai của bất động sản nhà họ Trương, là người đồng tính. Chỉ cần có gương mặt đẹp thì anh ta đều muốn lấy được. Có mấy người mẫu nam được anh ta bao nuôi. Trước kia cô thấy tin tức này thì khịt mũi coi thường. Không ngờ hôm nay mình lại đụng phải. Trương Quang muốn đi lên đụng vào gương mặt đẹp trai của Cố Gia Huy nhưng anh lùi về sau một bước. Anh mấp máy môi nói ra những câu lạnh lùng, nếu anh còn dám bước lên một bước thì tôi sẽ đánh gãy tay anh. Anh nói không hề mang theo chút tình cảm nào. Trời thu mát mẻ, nhưng tự dưng lại thấy lạnh. Trương Quang say rượu, vậy mà khi anh ta nghe thấy lời này thì lại tỉnh hơn một chút. Trương Quang suy nghĩ lại về thế lực của mình. Nghe bố anh ta nói, gần đây tập đoàn JNC muốn đầu tư khai phát miếng đất ở phía đông ngoại ô thành phố kia. Nhưng miếng đất đó rất đắt, có mấy công ty đang tranh giành, trong đó còn bao gồm cả đối thủ một mất một còn của Cố Gia Huy, Cố Trác Đông. Anh ta nghĩ đến đây thì không khỏi có chút tự tin. Nghe nói chủ tịch Trung đang muốn miếng đất ở phía đông kia, chỗ đó có tiền cũng không mua được, ngay cả anh cả của anh nằm mơ cũng muốn mua miếng đất đó. Chủ tịch Trung, tôi cũng thích đàn ông. Anh cũng thích đàn ông, không bằng chúng ta ghép lại một đôi. Anh để cho tôi sờ sờ, hôn hôn, ngủ ngủ. Có chuyện gì cũng dễ nói. Hứa Minh Tâm nghe thế thì đầu như run lên. Vì sao lại phải giả vờ làm người đồng tính chứ, còn không phải là vì đuổi mấy kẻ theo đuổi đi. Bây giờ thì tốt rồi, kẻ theo đuổi cũng đổi giới tính theo luôn rồi. Hứa Minh Tâm vội vàng nắm chặt lấy tay của Cố Gia Huy, cô sợ anh tức giận mà đánh người. Cô muốn đi lên trước mà giải vây. Xin lỗi, chúng tôi chỉ tới đây ăn cơm. Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong thì đã bị Trương Quang đẩy ra. Không cần nữa. Hứa Minh Tâm lảo đảo vài bước, nếu không phải là do Cố Gia Huy nhanh tay lẹ mắt đỡ cô kịp thời thì chắc chắn cái mông của cô sẽ phải tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi. Đi vào trước đi, lát nữa anh vào sau. Cố Gia Huy, phải khiêm tốn một chút biết không? Em không muốn ngày mai lên đầu đề đâu. Hứa Minh Tâm vội vàng nói, cô bị Cố Gia Huy đẩy vào. Cô vừa vào cửa thì nhân viên phục vụ đã vây quanh. Cho tôi một ly sữa chua, uống cho đỡ sợ một chút. Mà ngoài cửa đang dương cung bạt kiếm,
trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng. Anh muốn ngủ tôi cơ à? Miệng Cố Gia Huy nhếch lên, anh nở một nụ cười lạnh lùng. Mà nụ cười này rơi vào mắt Trương Quang, anh ta cảm thấy vô cùng đẹp. Anh ta đã có rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng có ai đẹp được như Cố Gia Huy cả. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đi, đẹp trai biết bao. Đẹp quá. Tết này đưa anh về nhà nhá. Tôi đưa anh về nhà trước, Cố Gia Huy nói không nhanh không chậm, sau đó anh bước lên trước túm lấy cổ tay của Trương Quang, một tay khác trực tiếp đánh vào khớp nối của anh ta. Sau đó, Trương Quang phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, còn có tiếng xương cốt bị gãy. Đau, đau quá. Trương Quang vội vàng rút tay về, tay phải anh ta đã đau đến nỗi không còn chi giác nữa rồi. Gãy rồi ư. Trương Quang đau tới nỗi toát mồ hôi đầy đầu, anh ta nhìn Cố Gia Huy với vẻ tức giận rồi nói, mẹ nó, mày lại dám đánh tao. Mày còn muốn miếng đất phía đông không hả? Vì muốn nên mới đánh anh càng ác đó. Cố Gia Huy híp mắt rồi nói, cánh môi gợi cảm thốt lên từng chữ lạnh lùng. Anh lại cho thêm một cú đấm, Trương Quang ngã xuống đất, đau tới nỗi chết đi sống lại. Cố Gia Huy lấy khăn trong tay một người bán hàng tới xem náo nhiệt rồi lau đi lau lại từng ngón tay. Cút đi, đừng để tôi thấy anh một lần nữa. Nếu không thì thứ gãy cũng chẳng phải là cánh tay nữa đâu. Anh nói xong rồi trực tiếp vứt khăn lên mặt Trương Quang, sau đó quay người đi vào nhà hàng. Trương Quang rên rỉ, anh ta làm gì còn sức mà kêu gào chứ. Anh ta chỉ muốn về nhà tìm bố ngay lúc này mà thôi. Một đám quần chúng xem náo nhiệt trợn mắt há mồm, cảm thán bóng người anh dũng của Cố Gia Huy. Đẹp trai. Một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ như thế sao lại là người đồng tính chứ? Hứa Minh Tâm uống xong một ly sữa chua, cô càng uống càng lo lắng, lại không kiềm chế được mà gọi thêm một ly. Cô nhìn thấy Cố Gia Huy bước vào thì vội đi tới hỏi, không sao chứ? Vừa rồi anh ta kêu thảm quá. Dạy cho một bài học, để anh ta nhớ thật lâu mà thôi. Cố Gia Huy nhìn nước ngọt trên bàn thì nói, em lại uống rồi à? Không phải là đang lo lắng cho anh sao? Cũng chính là bởi vì lo lắng cho anh nên trái tim em mới đập loạn đây này. Lúc em căng thẳng thích uống nước, đúng lúc em muốn uống sữa chua táo. Uống xong em phát hiện mình vẫn còn căng thẳng, lại đói bụng nên lại gọi thêm một chai. Cũng không phải là em không nghĩ tới anh, em có gọi cho anh một ly nước chanh mà. Cái này là miễn phí. Nó khác chứ, em quan sát rồi. Đây là chanh mà nhân viên mới cắt, mới vắt, không phải là loại đã cũ rồi. Ngon lắm đó. Anh một ly em một ly, hoàn hảo. Hứa Minh Tâm cười hì hì rồi nói, cô như một con hồ ly nhỏ, tự cho là mình đã đạt được đồ tốt. Nhưng thực tế thì hai trái chanh vừa nãy trong mắt người khác chẳng đáng một đồng. Nếu cô không ở bên anh thì sợ rằng anh còn chẳng đụng tới, thậm chí còn chẳng nhìn. Nhưng bây giờ Cố Gia Huy lại cảm thấy hai ly nước chanh này rất quý giá. Bởi vì đó là nước chanh đợt đầu tiên. Đúng thế, cho dù là thứ gì. Có không tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có mặt tốt nhất. Cố Gia Huy không thích quan sát những chi tiết này nhưng chỉ cần Hứa Minh Tâm ở đây thì cô sẽ quan sát giúp anh, thế là được rồi. Anh nâng ly lên rồi nhấp một ngụm, đúng là ngon lắm. Thấy chưa, em cũng uống mấy ly. Đồ ngốc, bởi vì có em nên ly nước này có ý nghĩa đặc biệt, vậy nên anh mới cảm thấy ngon. Nếu như không có em thì nó có ngon tới mấy cũng chỉ là vô vị mà thôi. Chuyện này xử lý thế nào rồi? Tên mập đó có làm khó anh không? Sau chuyện này chắc chắn anh ta sẽ tìm anh trả thù. Nếu anh ta trả thù thì anh mới vui đây. Vì sao chứ? Hứa Minh Tâm có chút thắc mắc. Vừa rồi em cũng nghe đó, bố anh ta nắm trong tay miếng đất tốt nhất ngoại ô phía đông của thành phố. Có rất nhiều tập đoàn muốn có được nó, người người đều có thể cho giá cao nhưng bố anh ta lại do dự không biết nên đưa cho ai mới có thể không làm mít lòng người khác. Anh cả anh cũng muốn có được nó. Nếu ông ta đưa cho anh cả anh thì phải đề phòng anh trả thù. Nếu như cho anh thì lại không biết nên nói thế nào với Cố Trác Đông. Nhưng hôm nay ông ta không muốn làm mít lòng người khác nhưng con của ông ta không biết điều, làm mít lòng anh. Nếu như anh tóm lấy con của ông ta không há miệng thì ông ta phải làm sao? Vậy thì ông ta phải đưa cho anh mảnh đất kia để nhận lỗi đúng không? Hơn nữa còn không dám để giá quá cao. Thông minh thật đó. Thường cho em gọi món, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Cố Gia Huy vừa cười vừa nói, anh đẩy thực đơn tới trước mặt cô. Hứa Minh Tâm cũng không khách sáo, cô gọi 3 món mặn 1 món canh, cuối cùng còn gọi 2 chén cơm. Đủ chưa?
đủ rồi, hai người làm sao ăn được nhiều thế chứ? Bây giờ Hứa Minh Tâm mới phát hiện Cố Gia Huy là gian thương. Người đàn ông mập kia còn chưa biết mình bị người khác lợi dụng, chắc đang vừa khóc vừa chạy về nhà rồi. Cố Gia Huy, anh luôn khéo léo tính toán như thế này sao? Hứa Minh Tâm vừa ăn vừa hỏi. Cố Gia Huy gắp đồ ăn, khi anh nghe thấy câu này thì tay có hơi khựng lại. Anh đặt đũa xuống, uống một miếng nước rồi mới nói với vẻ bình tĩnh. Không, người không phạm ta không phạm người. Là thế à? Minh Tâm, nếu như có một ngày em phát hiện anh cũng không phải người tốt thì em sẽ làm thế nào? Không phải người tốt là có ý gì? Hứa Minh Tâm vẫn chưa hiểu, cô có chút hoang mang. Không có gì, ăn đi. Cố Gia Huy cười cười rồi sờ đầu cô, chuyển vấn đề sang chuyện khác. Trên thế giới này từ trước tới nay đều không có phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu. Người tốt cũng có lúc ích kỷ, người xấu cũng có lúc không vụ lợi, anh để tay lên ngực tự hỏi, anh không phải người tốt, anh không muốn làm chuyện tốt, chỉ muốn làm cô vui. Anh sợ một ngày nào đó cuốn cô vào mưa bão, khiến cho cô thấy vẻ mặt đáng sợ của mình. Cảm giác lo được lo mất chẳng tốt chút nào. Hứa Minh Tâm ăn xong một bữa cơm thì cảm giác rất thỏa mãn, cô cố nén xúc động muốn gọi thêm đồ ăn. Đàn ông thích phụ nữ ăn ít, ăn nhiều quá cũng không tốt cho hình tượng của mình. Về rồi ăn thêm quà vặt vậy. Cô ngồi lên phía sau xe, điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái. Vốn em cho rằng anh để cho mọi người hiểu nhầm anh là người đồng tính thì em có thể bớt được rất nhiều phiền phức. Không ngờ rằng bây giờ em lại có nhiều phiền phức hơn. Tình địch của em từ nữ chuyển thành nam, cái này thì em phải so cái gì chứ? Dù sao em cũng không hơn được, cần lo lắng. Cố Gia Huy cười nói. Hứa Minh Tâm nhục chí, Bạch Thư Hân nói ngực cô không chỉ nhỏ mà còn rất nhỏ. Chỉ cần đàn ông có chút cơ ngực thôi là đủ để đánh bại cô rồi. Hứa Minh Tâm đưa tay sờ lên ngực Cố Gia Huy với vẻ đáng thương, rất có xúc cảm, đàn hồi có lực. Mặc dù có chút cứng nhưng sờ vẫn rất sướng. Xe còn chưa lăn bánh, Hứa Minh Tâm muốn thừa cơ hội này sờ ca một chút. Cô vươn người lên hàng ghế trước, định đi sờ ca. Dọa Cố Gia Huy khiến anh sợ tới nỗi vội vàng túm lấy dây lưng quần của cô mà kéo cô trở về. Em làm gì thế hả? Em sờ anh ấy một chút, xem có giống anh không? Không cho sờ, em chỉ có thể sờ anh thôi. Cố Gia Huy nhíu mày rồi nói với vẻ không vui. Cô nhóc này càng ngày càng to gan rồi, đụng vào mình rồi mà còn dám đụng vào người đàn ông thứ hai, làm gì có chuyện đó chứ? Vì sao? Em đổi góc nhìn đi. Anh đụng em rồi lại đụng người khác, em nghĩ sao? À, câu nói này của anh khiến cho Hứa Minh Tâm không thể nào phản bác được. Nhưng em đụng đàn ông mà, hơn nữa còn cách quần áo. Vậy anh cũng cách quần áo được không? Cũng không được, anh là đàn ông, em là phụ nữ. À, sao em lại cảm thấy anh nói rất có lý nhỉ? Hứa Minh Tâm đã hoàn toàn hoang mang. Chúng ta đặt 3 điều quy ước đi. Những chuyện em làm với anh không được làm với người khác nữa. Anh cũng thế, đây là bí mật giữa hai chúng ta, được không? Hứa Minh Tâm gật gật đầu với vẻ thất vọng. À, muốn sờ một cái quá, chắc là bác sĩ Doanh cũng không tồi. Trên đường về trường học, Cố Gia Huy cố tình kéo tấm ngăn hàng ghế trước và hàng ghế sau lên. Anh sợ Hứa Minh Tâm lại nổi lên ý đồ xấu. Hứa Minh Tâm giờ khóc giờ cười, vậy mà cậu chủ lại còn ghen với mình nữa chứ? Đây đúng là trăm năm khó gặp. Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm về trường thì quay lại công ty. Không ngờ Cố Gia Bảo đã tới, bên cạnh ông ấy còn một ông cụ và một cô gái trẻ tuổi. Cố Gia Huy biết ông cụ này là chủ tịch của công ty truyền thông Thiên Văn. Dựa theo bối phận thì anh phải gọi một tiếng bác Trình. Cố Gia Bảo thấy anh tới thì vội vàng kéo anh tới trước mặt rồi nói, ông Trình, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không ép buộc con cái, con tôi thích ai. Muốn cưới ai đều là do chính nó quyết định. Ông vẫn chưa từ bỏ ý định, tự chuốc nhục làm gì. Không phải là tôi tự chuốc nhục mà là tôi không khuyên được cô cháu gái của mình. Con bé lớn đến từng này rồi nhưng không xem trọng ai, hết lần này tới lần khác lại thích con trai ông. Quậy tanh bành, tôi chỉ có thể kéo tấm mặt mo này xuống mà đến hỏi ý con ông. Cố Gia Huy nghe thế thì nhíu mày, lại là xem mắt. Gia Huy, đây là cháu gái yêu của bác, tên là Trịnh Hoa. Chào anh, em là Trịnh Hoa, có lẽ anh đã từng thấy em rồi đúng không, em là ngôi sao lớn đó. Còn về anh, Cố Gia Huy, cậu ba Cố Thanh danh hiền hách, em cảm thấy rất có hứng thú.
Cố Gia Huy nhìn Trịnh Hoa đưa tay tới thì lễ phép mà nắm một chút rồi rút về. Anh nói, xin lỗi, tôi thật sự chưa từng thấy cô. Thứ mà tôi không thích thì trước giờ chưa từng lãng phí sức lực và ánh mắt của mình. Cô có hứng thú với tôi, vẫn nên cắt đứt sớm thì hơn, chúng ta không hợp. Cố Gia Huy trả lời rất thẳng thắn, anh không hề cho Trịnh Hoa cơ hội tiếp tục mở miệng. Trịnh Hoa đỏ mặt, năm nay cô ta 20 tuổi, xinh đẹp đáng yêu, gia thế hiển hách, được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cô ta chẳng thích ai, cho tới khi Cố Gia Huy xuất hiện. Cô ta không khỏi có chút hiếu kỳ, nên đã tốn rất nhiều sức lực lên người anh. Càng điều tra sâu thì cô ta càng phát hiện Cố Gia Huy như một đầm lầy, bí ẩn khó lường. Không thể hiểu. Trái tim của người này như biển lớn, sâu không thể dò. Nhưng người đàn ông có độ khó càng cao thì cô ta lại càng có hứng thú. Trịnh Hoa muốn một người có thể chi phối chính mình, có thể để mình dựa vào. Cho dù là phương diện nào của Cố Gia Huy cũng rất giỏi giang. Anh có năng lực, có trách nhiệm, có bề ngoài, có tiền. Tuổi còn trẻ, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào, chính là người tình trong mộng của Trịnh Hoa. Đột nhiên Cố Gia Huy xuất hiện, cướp hết mọi ánh mắt của cô ta. Cô ta bắt đầu giật dây người nhà, nhất định phải tới cửa cầu hôn. Dù là ông nội nói Cố Gia Huy đã đính hôn với người khác, nhưng cô ta vẫn muốn thử một chút. Trịnh Hoa đã điều tra về Hứa Minh Tâm, người phụ nữ như thế mà cũng xứng đáng đồng với cô ta ư. Trận chiến này mình thắng chắc rồi, nhưng không ngờ rằng lần gặp mặt đầu tiên cô ta còn chưa kịp tạo ấn tượng tốt thì đã bị Cố Gia Huy chặn hết tất cả đường lui rồi. Cái gì gọi là không hợp chứ? Cái gì gọi là không hợp, chẳng lẽ anh và con nhóc nhà họ Hứa kia hợp ư? Em và anh không hợp chỗ nào? Trịnh Hoa rất tủi thân cũng rất bướng bỉnh, cô ta hỏi với vẻ không cam lòng. Tôi thích đàn ông, giới tính không hợp. Anh lừa em, đó đều là những tin đồn mà anh cố ý tạo ra thôi, anh lừa mấy người kia thì cũng thôi, còn muốn lừa em ư? Hai đứa nhỏ các con từ từ nói chuyện, bác và bố con đi uống trà. Lát nữa con phải đưa Trịnh Hoa về. Bác Trình của con chỉ có một cô cháu gái này. Con nhất định phải đảm bảo an toàn cho con bé, nếu không thì bác Trình dạy dỗ con đấy. Ông Trình cố ý nói thế chính là vì muốn tranh thủ thêm cơ hội cho cháu gái mình. Cố Gia Huy nhíu mày, nhưng cũng không thể từ chối. Dù sao đó cũng là bề trên của mình. Anh chỉ có thể nhìn về phía Cố Gia Bảo. Cố Gia Bảo vào đầu, biểu thị mình cũng rất khó xử. Bạn tốt nhiều năm. Bây giờ chỉ nhờ mình một chút chuyện nhỏ này thôi, cũng không thể không làm chứ. Uống trà thôi, tôi có một bình Long Tĩnh trước mưa, bình phẩm một chút. Ông ấy giả vờ như không nhìn thấy rồi trực. Tiếp quay người rời đi. Trong phút chốc, trong văn phòng chủ tịch to lớn chỉ còn mỗi hai người bọn họ. Trịnh Hoa chắp tay sau lưng rồi mở miệng nói, Cố Gia Huy, em đã điều tra anh rõ ràng rồi. Anh từng bị tổn thương vì tình, cũng từng bị hãm hại. Cho nên đã tạo nên sự chịu đựng và nội tâm mạnh mẽ của anh. Em nói đúng không? Khi Cố Gia Huy nghe thấy cậu bị tổn thương vì tình thì mắt có chút mở ra, lạnh lùng thâm thúy. Anh không trả lời mà chỉ đứng đó. Trịnh Hoa thấy anh không phản bác thì nói tiếp. Thật ra em đã nghe danh của anh lâu rồi, chẳng qua đều là tin xấu. Nói anh xấu xí lại già, còn hướng tính không rõ ràng. Lúc đó đương nhiên em sẽ không tốn công sức vào. Người anh... Nhưng từ lúc anh bộc lộ tài năng tới nay thì em đã phát hiện anh là người em muốn. Một người có thể nhẫn nhịn 4 năm trời, chịu hết mọi sự tủi nhục khiến cho kẻ thù xem nhẹ mình, từ đó phát triển tập đoàn, JNC. Người như anh khiến cho em rất khâm phục. Cho nên Trịnh Hoa muốn gả cho anh. Cô tốn nhiều công sức vào tôi như thế, nhưng sao cô tự tin rằng tôi sẽ chấp nhận cô? Em đương nhiên là tự tin rồi. Trịnh Hoa vừa cười vừa nói, cô ta ngước cằm lên. Không hề e dè trước mặt Cố Gia Huy, hơn nữa còn rất to gan. Hai tay Trịnh Hoa chắp sau lưng, cô ta nói tiếp, em đã điều tra về anh rất rõ ràng, sở dĩ anh đính hôn với con nhóc nhà họ Hứa kia là bởi vì bố anh không biết rõ tình hình, cho là anh không lấy được vợ nên mới có thể vội vàng tìm cho anh một cô vợ chưa cưới như thế. Hai người cũng chẳng tính là gì vậy, em rất rộng lượng, sẽ không so đo hai người đã ở chung với nhau 2-3 tháng. Nhà họ Hứa là thân phận gì thì em cũng chẳng cần nhiều lời nữa. Hứa An Kỳ có chút vốn liếng, nhưng Hứa Minh Tâm này thì chẳng có chút tác dụng gì cả. Em chẳng tìm được một chút giá trị gì trên người con nhóc đó cả. Nhưng em thì khác, em là người thừa kế duy nhất của Thiên Văn, sau lưng em là nhà họ Trịnh, còn Hứa Minh Tâm thì chẳng có gì.
Anh nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, gây dựng sức mạnh của chính mình thì chắc chắn là phải làm chuyện lớn đúng không? Thứ anh cần là một người vợ có thể trợ giúp anh chứ không phải là một con nhóc ngu ngốc, chẳng hiểu cái gì, lại còn cần anh bảo vệ. Bây giờ có thể anh không thích em nhưng không sao, anh có thể cưới em trước. Còn tình cảm thì có thể từ từ bồi đắp, em tin rằng dựa vào sự hấp dẫn của em thì chắc chắn anh sẽ thích em. Trịnh Hoa nói một cách tràn ngập tự tin, bởi vì cô ta có tư cách này. Cho dù là vốn liếng hay thân thế thì Trịnh Hoa đều hơn xa Hứa Minh Tâm. Không thể nào so sánh hai người này vào với nhau được. Trong mắt của Trịnh Hoa có ánh sáng của sự tự tin. Cố Gia Huy không khỏi buồn cười, đúng là cô nhóc này đã bỏ ra rất nhiều công sức trên người anh. Trịnh Hoa thấy anh cười thì tưởng rằng mình thành công rồi. Một người làm ăn tài giỏi sẽ luôn chọn giao dịch có lợi với mình. Khi nào anh mới đuổi con nhóc đó ra rồi kết hôn với em? Cửa ở kia, tôi xin phép không tiễn. Cố Gia Huy quay người ngồi xuống ghế làm việc, còn chẳng thèm nhìn Trịnh Hoa thêm một lần. Trịnh Hoa có chút sửng sốt, cô ta không biết là mình đã đi nhầm bước nào rồi. Anh có ý gì thế hả? Chẳng lẽ điều kiện của em không đủ hấp dẫn sao? Một người phụ nữ quá thông minh cũng không phải là chuyện gì tốt. Cố Gia Huy cho Trịnh Hoa một lời khuyên rồi để Khương Tuấn tiễn khách. Trịnh Hoa bị đuổi ra khỏi cửa, cô ta tức tới nỗi đỏ bừng cả mặt lên rồi dậm chân cộp cộp. Tới giờ cô ta vẫn không hiểu mình đã làm sai chỗ nào. Thời gian trôi qua từng chút một, Khương Tuấn tới đây đưa tài liệu, cửa được mở ra, Trịnh Hoa vẫn luôn đứng ngoài chờ cứ cố gắng ngẩng đầu nhìn vào trong. Nhưng từ đầu tới cuối Cố Gia Huy chẳng thèm cho cô ta một ánh mắt nào. Cậu chủ, cô anh không chịu đi, cứ kiên trì đợi cậu tan ca rồi còn muốn cậu đưa cô ấy trở về. Cố Gia Huy nghe thế thì nhíu mày, ông cụ đã mang tới cho anh một sự phiền phức lớn rồi đây. Để cô ta đợi đi. Trịnh Hoa tính đúng tất cả nhưng lại thiếu một thứ. Nếu như Cố Gia Huy muốn lợi dụng hôn nhân của mình để tranh giành lợi ích thì sự tồn tại của Hứa Minh Tâm chính là một sai lầm. Anh đã bao dung Hứa Minh Tâm, bảo vệ cô, hứa hẹn sau này với cô. Vậy cũng có nghĩa là hôn nhân đối với anh mà nói là thiêng liêng không thể xâm phạm, không thể lấy ra mà giao dịch được. Hơn nữa, Trịnh Hoa quá đỗi tự tin, cô ta nghĩ rằng chắn chắn Cố Gia Huy sẽ cần mình. Nhưng cô ta quên mất rằng toàn bộ thành phố Đà Nẵng này có rất nhiều cô chiêu có danh có tiếng có quyền có thể hơn cô ta nhiều. Điều kiện của Cố Gia Huy như thế thì làm gì có người phụ nữ nào mà không chủ động đưa tới cửa chứ? Trịnh Hoa còn chưa thể lọt vào mắt xanh của anh. Đúng ngay lúc này, Cố Gia Bảo gọi điện thoại tới. Cố Gia Huy bắt máy rồi nói với giọng u ám, uống trà xong rồi à? Không phải là bố vừa uống xong đã gọi cho con ngay đây sao? Ông Trình này khó chơi lắm. Năm xưa ông ấy đã cứu bố nên cứ dùng chuyện này ép bố, bố cũng đâu thể nào từ chối được đúng không? Nhưng bố biết tấm lòng của con dành cho Minh Tâm, cho nên bố không ép con. Con cứ đuổi cháu nội của ông ấy đi là được rồi, uyển chuyển một chút, nếu không thì ông Trình lại nói xấu bố ở bên ngoài. Bố cứ để ông ta làm xấu danh tiếng của bố ở bên ngoài là được rồi. Đây là chuyện mà một bề trên như bố nên làm ư. Ai nha, con cũng không cần giáo dục bố đã tự phê bình bản thân rồi. Con cứ tùy tiện đưa cô ta về nhà rồi cắt đứt liên lạc mà được. Nhóc con, bố nói trước, con đừng có thấy Trịnh Hoa xinh đẹp, gia cảnh không tồi thì làm ẩu đấy nhé. Con đã có Hứa Minh Tâm rồi thì không thể vứt bỏ con bé được. Hiểu chưa? Lúc con xấu con nghèo con bé cũng không chế con. Bây giờ con không thể chê con bé nghèo con bé xấu. Cố Gia Huy nghe thế thì sụ mặt xuống. Bố mình nói xấu vợ mình, nên giận hay là không đây? Bố, chú ý từ ngữ. Đã ý khái là ý đó đấy. Nếu con dám làm chuyện gì có lỗi với Minh Tâm, con vứt bỏ con bé thì bố sẽ nhận con bé làm con gái nuôi, để cho con của con gọi người yêu cũ của con là cô. Con biết rồi, con còn chưa có mù, con biết ai tốt với mình. Thế thì tốt, vậy bố cũng không quấy rầy con nữa, con tự xem mà làm đi. Bố đi ra ngoài du lịch một tháng đây, miễn cho ông Trình cứ tìm bố. Cố Gia Bảo nói với vẻ bất đắc dĩ rồi cúp điện thoại. Khi Cố Gia Huy họp xong thì đã hơn 8 giờ tối rồi. Trịnh Hoa ngồi chờ một mình tới 8 giờ cuối cùng mới đợi được anh đi ra khỏi phòng họp. Anh ra rồi. Ừ. Anh đồng ý với ông nội là đưa em về nhà rồi nhé. Trong đôi mắt của Trịnh Hoa nổi lên một ngọn lửa, người đàn ông này càng khó giải quyết thì càng khiến cho cô ta thích thú. Cô ta không phải là người chịu thua một cách dễ dàng như thế.
Cố Gia Huy nghe thế thì nhíu mày, anh không ngờ rằng người phụ nữ này lại phiền phức đến thế. Kiên trì chờ từ 1 giờ chiều tới 8 giờ tối. Xem ra không thể không đưa cô ta về rồi. Đi thôi. Cố Gia Huy nói một cách lạnh nhạt. Anh ngồi vào ghế lại, Trịnh Hoa muốn mở cửa ghế phụ lái nhưng lại bị anh ngăn cản. Ra sao ngồi? Vì sao chứ? Không phải chỗ này còn trống sao? Vị trí bên cạnh tôi chỉ có vợ chưa cưới của tôi mới được ngồi. Em chính là vợ chưa cưới của anh, Trịnh Hoa nói một cách không có liêm sỉ. Cô ta vội vàng lên xe, sau đó cài dây an toàn, nhìn về phía Cố Gia Huy với vẻ khoe khoang đắc ý. Cô ta cứ nghĩ là mình thắng rồi, ai ngờ một giây sau Cố Gia Huy lại bước xuống xe để cho Khương Tuấn ngồi vào ghế lái. Cô ta vội vàng muốn xuống xe nhưng Khương Tuấn đã khóa cửa lại. Cô ta mở không ra nên nói một cách tức tối, Cố Gia Huy, anh cũng khinh người quá rồi đó. Em chờ anh lâu như thế mà bây giờ anh lại đối xử với em như thế à? Đó là cô không có tự mình biết mình. Cố Gia Huy nói với giọng lạnh lùng. Ngoại trừ vợ mình thì ai cũng không có tư cách để anh tốt tính. Anh cũng không phải là người tốt lành gì, không thích làm ra vẻ. Trừ cô nhóc nhà anh ra thì mọi sinh vật giống cái khác trong mắt anh đều sẽ bị phân loại thành giống đực. Ai trêu chọc anh thì anh cũng sẽ không khách sáo. Anh trực tiếp mở tấm ngăn giữa hàng trên và hàng dưới ra, anh không muốn nhìn thấy mặt Trịnh Hoa. Lái xe, Cố Gia Huy nói. Khương Tuấn khởi động xe, Trịnh Hoa tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Cố Gia Huy còn khó nhẫn hơn cả những gì cô ta tưởng tượng. Cuối cùng xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ Trịnh. Cố Gia Huy không hề có ý định xuống xe, thậm chí cửa sổ cũng đóng chặt. Loại cửa kính này, người bên trong có thể nhìn thấy những gì bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không nhìn vào bên trong được. Trịnh Hoa còn chẳng nhìn thấy được một bên mặt của Cố Gia Huy thì Khương Tuấn đã lái xe rời đi. Cô ta tức tới nỗi giậm, hận không thể cắt Cố Gia Huy ra thành 8 khối. Cô ta là con cưng của nhà họ Trình, đây là lần đầu tiên cô ta chịu uất ức vì người đàn ông khác như thế này. Ông nội của cô ta đi ra và nói, ông đã nói cho cháu biết rồi, cậu ta không phải là người cháu có thể chi phối được đâu. Mấy cái mánh khóe nhỏ của cháu thì cũng chỉ là tôm tép trong mắt cậu ta thôi. Vậy thì sao chứ, chẳng lẽ cháu không đủ làm anh ta chú ý thì Hứa Minh Tâm đủ chắc. Cháu cũng không thể thua một con nhóc không ai cần được chứ. Trịnh Hoa nói với vẻ tức giận, cô ta siết chặt tay lại, hận không thể trực tiếp khiến cho Hứa Minh Tâm biến mất. Hứa Minh Tâm vừa về đến nhà, bụng kêu lỏng ọc, nhưng cô vẫn chờ Cố Gia Huy về ăn cơm. Cô sợ đồ ăn lạnh. Lại thấy trong bếp có bánh chèo nên không có để đầu bếp nấu cơm. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ rồi mà sao Cố Gia Huy vẫn chưa về. Hứa Minh Tâm đói tới nỗi bụng dán vào lưng, sắp chết tới nơi rồi. Chú An nhìn thấy bộ dạng vô cùng đáng thương của cô thì không kiềm chế được àm cười lên. Cuộc họp tối nay của cậu chủ bị muộn một chút, cô Minh Tâm có thể tự mình ăn cơm trước, nếu cậu chủ thấy bộ dạng này của cô thì sợ rằng lại la dày tôi. Ăn cơm một mình chẳng vui chút nào cả, cháu muốn ăn chung với anh ấy. Nếu anh ấy dám bắt nạt chú thì cháu sẽ bắt nạt anh ấy, cháu bảo kê cho chú. Vậy thì tôi phải cảm ơn cô Minh Tâm rồi. Chú An lấy mấy viên số cô la trong túi áo ra rồi đưa cho Hứa Minh Tâm và nói, vẫn nên ăn chút gì đó thì tốt hơn. Hứa Minh Tâm nhìn thấy số cô la như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, vội vàng ăn mấy miếng. Cô vừa ăn vừa nói vẫn là chú An tốt nhất rồi. Cô vừa ăn sô-cô-la xong thì nghe được bên ngoài vang lên tiếng kèn ô tô. Hứa Minh Tâm nghe thế thì biết được là Cố Gia Huy đã về. Cô vội vàng chạy ra, sốt ruột đến nỗi còn chưa kịp mang dép lê vào. Đợi tới khi cô đi tới cửa thì đúng lúc Cố Gia Huy đẩy cửa đi vào. Cố Gia Huy mệt mỏi đối mặt với Hứa Minh Tâm mong chờ. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên im lặng hơn. Cô nhếch môi nở một nụ cười rồi nói, anh về rồi. Cuối cùng thì trên gương mặt lạnh lùng của Cố Gia Huy đã có thêm một chút độ ấm, anh nở một nụ cười bất đắc dĩ. Sao lại không mang dép vào? Cố Gia Huy thay dép đi trong nhà rồi trực tiếp ôm ngang cô lên mà đi vào phòng. Cố Gia Huy ôm lấy cổ anh, cô luôn cảm giác trên người Cố Gia Huy hôm nay có chút khác biệt. Mùi trên người anh luôn là bạc hà, rất mát lạnh thoải mái. Trước giờ mình cũng không dùng nước hoa, nhưng hôm nay trên người anh lại có mùi thơm nhàn nhạt. Tựa như là mùi hoa hồng. Hứa Minh Tâm đưa đầu vào cổ Cố Gia Huy rồi hít hà một cách cẩn thận, hơi thở của cô phả vào cổ anh như lông vũ lướt nhẹ vào đó. Ngứa,
thậm chí anh đã không phân biệt là cổ ngứa hay trái tim ngứa. Đừng quậy. Hơi thở của Cố Gia Huy trầm xuống, giọng nói của anh cũng đã khàn đi. Khiến cho Hứa Minh Tâm giật nảy mình. Cô chù môi rồi nói một cách nghi ngờ, vì sao em lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh hả? Hôm nay anh gặp một khách nữ, có lẽ là bị dính một chút. Cố Gia Huy không nói chuyện của Trịnh Hoa ra, anh muốn tự mình giải quyết, không muốn kéo cô vào chuyện này để rồi cô trở nên buồn bã. Cái đầu nhỏ của cô chỉ cần lo cho chính mình là được rồi, không thể phân tâm thêm được nữa. Cố Gia Huy còn chưa kịp cởi áo khoác ra thì anh đã quỳ một chân xuống, nâng chân cô lên rồi nói, nếu lần sau em lại không mang dép thì anh sẽ đánh mông em đó. Em biết rồi, mau đi ăn cơm thôi, nếu chờ thêm một chút nữa thì em sẽ ngất mất. Sao chưa ăn, bọn họ làm gì thế hả? Là em bảo nhà bếp đừng nấu, em muốn đợi anh về rồi ăn chung, em thấy trong tủ lạnh có bánh chèo, em muốn ăn bánh chèo. Được, để anh làm cho em. Cố Gia Huy đi vào phòng bếp làm bữa tối, anh vừa nghĩ tới chuyện Hứa Minh Tâm đang đói thì chỉ muốn làm nhanh hơn để cô có thể được ăn sớm mà thôi. Hứa Minh Tâm đứng ở cửa rồi nhìn vào bóng lưng bận rộn của anh. Anh đã cởi áo vest, tháo cà vạt, hình tượng nghiêm túc lạnh nhạt đã trở nên hiền lành và dịu dàng hơn nhiều. Anh kéo ống tay áo lên, cổ áo rộng mở, thân thiện hơn nhiều. Bóng người cao lớn, có chút không hợp với phòng bếp. Hứa Minh Tâm đi qua rồi ôm lấy anh từ sau lưng. Cố Gia Huy cảm nhận được thì nói, đợi một chút, sắp xong rồi. Đột nhiên em lại không cảm thấy đói bụng lắm. Không vội, anh làm từ từ thôi. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng. Cô cảm thấy có một người đàn ông bằng lòng cởi áo vest mặc tạp dề vào bếp nấu ăn vì cô là một chuyện rất hạnh phúc. Xem ra là đói đến nỗi đầu óc hồ đồ rồi, hay là ăn anh trước đi. Anh đưa cánh tay qua rồi vừa cười vừa nói. Hứa Minh Tâm cũng không khách sáo, cô cắn một cái thật mạnh, để lại hai hàng dấu răng hẳn sâu trên cánh tay Cố Gia Huy. Sao anh không kêu đau? Trái tim ngọt ngào thì sao mà biết đau được chứ? BMC cứ luôn nói em ngốc, em thấy là anh ngốc mới đúng. Được rồi, em đợi một chút đi, nước sôi rồi. Em muốn ăn bao nhiêu cái? 10 cái đi, bánh chèo lớn quá không ăn được nhiều. Cố Gia Huy bỏ hơn 20 cái vào nồi, dù sao anh cũng là đàn ông, sao lại ăn ít hơn phụ nữ được chứ? Khi Hứa Minh Tâm ăn được bánh chèo, nóng hôi hổi thì như phát điên lên. Cô rất đói, từ trưa tới giờ cũng chẳng có hứng thú muốn ăn gì nên tới giờ bụng đã đói ỏng ọc. Cô ăn bánh chèo xong dễ thì thậm chí còn chẳng bỏ qua chén nước giấm, nhưng sau khi uống giấm xong thì Hứa Minh Tâm mới nhận ra được một vấn đề. Giấm hỗ trợ tiêu hóa, vừa uống giấm xong nên hình như cô lại đói lại rồi chưa ăn no. Hứa Minh Tâm thấy Cố Gia Huy bỏ đũa xuống rồi lau miệng, mà trong chén của anh còn thừa tận 4 miếng bánh chèo. Anh không ăn nữa à? Ừ, ăn không nổi nữa, anh đã đánh giá cao. Chính mình rồi, đúng thế, em cũng đã đánh giá thấp chính mình rồi. Cô nói lầm bầm. Ngay lúc Cố Gia Huy muốn đứng dậy thu thập chén đũa thì lại bị Hứa Minh Tâm ngăn lại, anh không ăn nữa thì cho em ăn. Em vẫn còn chưa no, không nên lãng phí lương thực là tội ác. Kéo đĩa của Cố Gia Huy tới rồi bắt đầu ăn một cách đắc ý. Cố Gia Huy nhìn thấy thế thì kinh ngạc tí nỗi há to miệng, anh ăn còn không nhiều bằng Hứa Minh Tâm ư. Hứa Minh Tâm, em nói thật cho anh biết, đến cùng là em có thể ăn bao nhiêu? Một chén cơm. Hứa Minh Tâm đưa mắt láo liên rồi nói. Anh muốn nghe nói thật, nếu không thì không cho em ăn bánh chèo nữa. Cố Gia Huy nói với vẻ âm trầm. Được rồi, chén bình thường thì em phải ăn hai chén, nếu không thì rất nhanh sau đó sẽ đói bụng lại. Thế là mỗi lần em đi ăn với anh đều chưa từng ăn no à? Cố Gia Huy nhận ra vấn đề này thì nhíu mày, trái tim anh có chút sụp đổ. Anh đường đường là một người đàn ông mà dạ dày còn nhỏ hơn cả vợ mình là sao? Hứa Minh Tâm nghe thế thì gật đầu với vẻ ngại ngùng. Có lẽ là do trước kia cô đã bị đói quá nhiều lần. Còn nhớ Hứa Đức Thẳng dẫn mẹ con Hứa An Kỳ đi chơi rồi để cô ở nhà một mình. Người hầu có nhớ thì nấu cơm, không thì mặc kệ cô. Cô không chết đói là đã may lắm rồi. Từ đó về sau cô ăn được rất nhiều, có thể là bị ám ảnh rồi. Cô sợ mình không ăn nhiều một chút thì bữa tiếp theo không biết ở đâu, có khi sẽ chết đói. Bởi thế nên cô thề, sau này có tiền rồi thì chuyện cô làm đầu tiên chính là không được để cho cái bụng của mình đói. Nhưng cô cảm thấy rằng con gái quá tham ăn sẽ để cho người khác cười chê.
Bởi vậy nên khi ăn cơm trước mặt người khác cô đều khống chế lượng cơm của mình, nhất là khi đi ăn chung với Cố Gia Huy. Trước kia cô còn không biết là anh có tiền, luôn lo rằng nếu như anh biết mình ăn nhiều như thế thì sẽ chê cô. Cho nên mới im lặng giấu giếm. Em sợ anh chê em ăn nhiều, lỡ đâu anh sợ em ăn sạt nghiệp của anh rồi anh chạy thì làm sao bây giờ? Hứa Minh Tâm nói một cách đáng thương, hơn nữa ăn cơm với anh có áp lực lớn lắm, còn phải chú ý lễ nghi. Em cố ý xem, người ta nói quý tộc ăn cơm phải nhau 20 lần rồi nuốt mới tính là lễ phép. Còn có cơm Tây, cơm Thái. Nhiều lắm đó. Ai bảo em nhớ mất chuyện này. Lỡ đâu sau này kết hôn, anh dẫn em đi mời rượu mà em bị người khác cười thì sao chứ? Hay là anh cảm thấy em không được nên muốn giấu em đi chứ gì? Cho dù có giấu em đi thì đó cũng là nhà vàng giấu người đẹp. Em thích nghe mấy lời này, em vốn là người đẹp mà. Hứa Minh Tâm, em đúng là để anh lau mắt mà nhìn đấy nhé, vậy mà em còn ăn nhiều hơn đàn ông. Em là quỷ chết đói đầu thai à? Không phải là heo sao? Hứa Minh Tâm nháy mắt rồi nói với vẻ vô tội. Có gì khác nhau à? Có chứ, heo cũng đáng yêu mà, giống như heo Guinea. Con heo Guinea này có thể dán lên 4 chữ. Chữ gì? Heo đợi làm thịt. Cố Gia Huy nói một cách bất đắc dĩ. Hứa Minh Tâm nghe thế thì chua môi rồi nói, nếu như anh không muốn em anh hết lương thực nhà anh thì em không ăn nữa. Em cũng là người có nguyên tắc chứ. Dù sao thì đi chung với anh là ăn không đủ no cũng chẳng phải là chuyện một hai lần nữa rồi. Sau này em chỉ có thể ăn lương thực nhà anh mà thôi. Còn muốn ăn gì nữa không, anh làm cho em. Em muốn ăn KFC. Cô nói, cô không muốn ăn đồ ăn chính, tự dưng lại thèm mấy đồ ăn vặt lộn xộn đó. Cánh gà rán, miếng gà chiên xù, hamburger gà cay, lại thêm một ly trà sữa, hạnh phúc cũng chỉ đến thế mà thôi. KFC là cái gì? À, anh là người ngoài hành tinh à? KFC, McDonald's, Pizza Hut mà cũng không biết ư. Bán cái gì? Hamburger, gà rán, pizza các kiểu. Đồ ăn nhanh à? Đúng thế. Ồ, anh không ăn thực phẩm rác. Nhưng lúc trước anh ăn rồi mà. Ừ, bởi thế nên anh mới ngộ độc thực phẩm đó. Cố Gia Huy lẩm bẩm câu nói này trong lòng rồi nói tiếp, vậy em muốn ăn không? Anh đi mua cho em. Không phải là nên gọi người ta đưa tới sao? Cô lấy điện thoại ra rồi nói với vẻ không hiểu. Cuối cùng cô cũng đã biết điểm yếu của Cố Gia Huy rồi. Anh không hề hay biết gì về những món ăn bình dân. Từ trước tới giờ chưa từng ăn đồ ăn nhanh, cũng chưa từng gọi đồ ăn giao hàng. Những gì anh không hứng thú thì cho dù có bảo anh liếc nhìn anh cũng sẽ cảm thấy lãng phí thời y ân. Anh quen với việc ăn rau quả hữu cơ đầy dinh dưỡng. Ăn quen cơm tây bò bít tết. Thức uống cũng chỉ có 3 loại, nước trà, cà phê và nước lọc. Trà phải là trà ngon được hái trước cơn mưa sáng sớm. Cà phê phải là vừa mới xay rồi pha chế. Nước lọc cũng phải được lấy từ trên núi tuyết nào đó. Anh chẳng biết gì về cơm hộp, bún thập cẩm cay, xiên nướng các loại ớ ứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm như phát hiện ra đại lục mới. Cô đặt đồ ăn xong rồi đi tới vỗ vai Cố Gia Huy và cười nói. Cố Gia Huy, lần này anh có lộc ăn rồi đây. Vậy mà anh chưa từng ăn nhiều mỹ vị nhân gian như thế, sau này em sẽ dẫn anh đi ăn từng cái một. Ừ, anh đi gọi một cú điện thoại đã, em ngồi đây đợi giao hàng đi. Đi đi, anh tìm được em là hạnh phúc lắm đó. Trên đời này sao lại có người bạn gái tuyệt vời như em chứ? Cố Gia Huy đi tới một bên rồi gọi cho Lệ Nghiêm. Lệ Nghiêm, xe cứu thương nhanh hay tôi lái xe nhanh hơn? Xe cứu thương có thể vượt đèn đỏ. Vậy lát nữa cậu giúp tôi liên hệ một chiếc xe cứu hộ, nửa tiếng sau tới chỗ tôi. Nhớ phải tắt còi đi đấy. Cậu lại thử độc rồi à? Không đúng, sao có thể nói là thử độc chứ, phải nói là hy sinh vì tình yêu. Người anh em, chúc tôi may mắn đi. Rất nhanh sau đó thức ăn ngoài đã được đưa tới. Khi anh giao hàng đi tới đây thì vừa kiểm tra đơn đặt hàng vừa nhìn chằm chằm vào biệt thự sang trọng trước mặt. Người có tiền như thế này mà còn ăn đồ ăn ngoài ư? Có lầm không thế? Anh ta lấy hết can đảm đi tới nhấn chuông cửa. Bên trong có một cái đầu nhỏ chui ra. Hứa Minh Tâm cố ý đội mũ, che mặt mình đi. Thức ăn ngoài à? Đây là pizza của bạn. Cảm ơn. Chỉ một lát sau, cổ vịt, hamburger, bắp nướng, hai ly trà sữa đã được bày lên bàn. Hứa Minh Tâm nhìn mọi thứ trên bàn thì bung lại kêu vang.
cô cảm giác như 10 cái bánh chèo mình vừa mới ăn đã bị tiêu hóa hết rồi vậy. Cô còn có thể ăn nữa. Ăn một miếng pizza, uống một ngụm trà sữa, cảm giác rất vui vẻ. Cố Gia Huy ôm quyết tâm quyết tử, cảm giác mỗi miếng mình ăn đều là ma túy. Những thứ này có thể ăn thật ư? Ăn xong sẽ không chết đâu nhỉ? Cố Gia Huy ăn một nửa thì nhận được. Điện thoại của Lệ Nghiêm, anh ta gọi anh đi. Hứa Minh Tâm cũng chẳng thấy có gì, cô ngồi ăn một mình cũng được, cô ôm máy tính, ngồi trên giường, ăn vui tới nỗi quên trời quên đất. Cuộc đời này hạnh phúc quá, cô thật sự không biết là bây giờ Cố Gia Huy đã ngồi lên xe cứu thương rồi. Phản ứng lần này không hề rõ ràng như lần trước, chỉ là có chút đau dạ dày mà thôi. Cú điện thoại kia của Lệ Nghiêm cũng là do Cố Gia Huy cố ý sắp xếp vì để giải cứu mình. Ròng rã một đêm Cố Gia Huy khôn, về, Hứa Minh Tâm càng ăn càng thấy chán, bởi vì không có ai làm bạn với cô cả. Lúc ngủ bên cạnh cũng vắng vẻ, điều này khiến cô có chút không thoải mái trong lòng. Cô đã quen với việc ôm Cố Gia Huy mà chìm vào giấc ngủ, đột nhiên không được ôm anh nên có chút không quen cho lắm. Dường như, hơi thở của anh trong không khí cũng đã mờ nhạt rất nhiều. Cô không ngủ được, ngày hôm sau Hứa Minh Tâm đi học với hai vết thâm trên mắt. Cô gọi điện cho Cố Gia Huy, anh nói hôm nay rất bận, ban ngày cũng không thể đưa cô đi ăn, buổi tối cũng phải xem tình hình rồi mới biết có được về nhà hay không. Dường như anh lại trở nên bận rộn một cách rất đột nhiên. Hứa Minh Tâm rất ngoan, cô gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Buổi trưa, lúc cô chuẩn bị đi canteen ăn tạm cái gì đó thì không ngờ rằng có người tìm chính mình. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc rất thời thượng. Cô ta vòng hai tay trước ngực, cằm hếch lên trời, giống như là nhìn người bằng nửa con mắt. Cô chính là Hứa Minh Tâm mà. Trong giọng nói của cô ta có chút giễu cợt. Hứa Minh Tâm nhìn người trước mặt, cô chắc chắn rằng mình không quen người này. Cô là ai? Tìm tôi làm gì? Tôi là Cố Gia Huy, cô nhớ cái tên này cho kỹ, bởi vì sau này tôi sẽ là vợ của Cố Gia Huy. Cô nói thế là có ý gì? Hứa Minh Tâm nhíu mày, cô nói với vẻ không vui, chẳng lẽ lại là người theo đuổi Cố Gia Huy sao? Sao lại tìm tới chỗ cô rồi, chẳng lẽ cô ta biết quan hệ của hai người sao? Từ trước tới giờ Hứa Minh Tâm chưa từng gặp người này, dạo này kẻ thứ ba cũng lớn lối đến thế ư. Chính là ý trên mặt chữ, cô hoàn toàn không hợp với anh ấy. Tôi hợp hay không thì chẳng liên quan gì tới cô, tôi muốn đi ăn cơm, không có thời gian ngồi cãi nhau với cô. Cô muốn làm gì thì làm. Hứa Minh Tâm quay người muốn đi nhưng lại bị Trịnh Anh gọi lại. Chẳng lẽ cô không muốn biết bây giờ Cố Gia Huy đang ở đâu và làm gì sao? Anh ấy đang làm việc, cho dù không làm việc thì cũng là ăn cơm. Anh ấy đang ở trong bệnh viện. Trịnh Anh nói ra mấy chữ này một cách chắc chắn, như bóp chặt lấy trái tim của Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm đi theo Trịnh Anh tới bệnh viện, cho dù có là giả thì cô cũng muốn tự mình đi xem một chút mới yên tâm. Nhưng cô còn chưa nhìn thấy Cố Gia Huy thì đã nhìn thấy hồ sơ bệnh lý của anh ấy. Ngộ độc thức ăn, tiêu chảy. Chỉ hai từ đơn giản này thôi nhưng cũng đủ làm cho cô buồn bực, đầu đau như muốn nổ ra. Sao lại ngộ độc thực phẩm nhập viện rồi chứ, không phải là tối qua vẫn còn tốt sao? Tối qua, chẳng lẽ? Đột nhiên Hứa Minh Tâm nghĩ ra cái gì đó, con ngươi co vào. Trịnh Anh nhìn thấy vẻ mặt của cô như thế thì biết rằng cô đã hiểu. Cô ta không kiềm chế được mà vòng tay trước ngực rồi nói, tôi đã điều tra qua rồi, nghe nói tối qua cô gọi một đống thực phẩm rác về nhà. Cô phải biết nửa tiếng sau Cố Gia Huy đã đi ra ngoài rồi ngồi lên xe cứu thương đi thẳng tới bệnh viện. Còn cô là vợ chưa cưới của anh ấy nhưng lại chẳng biết gì cả, như một đứa ngốc vậy. Sao lại thế chứ, tôi ăn bình thường mà sao anh lại? Giọng nói của Hứa Minh Tâm run lên, cô lắp bắp, nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Trịnh Anh ngắt lời. Bởi vì cô và anh ấy không giống nhau, một người ti tiện một người cao quý. Cô ăn những thực phẩm rác đó quen rồi, nhưng Cố Gia Huy thì khác. Anh ấy có đầu bếp riêng, chú trọng phối hợp dinh dưỡng, dạ dày anh ấy cũng cao quý như anh ấy vậy. Cô cho anh ấy ăn mấy thứ đó còn trông cậy anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Cô làm vợ chưa cưới của anh ấy như thế đấy à? Cô đang muốn hại chết anh ấy đúng không? Trịnh Anh nói rất nghiêm trọng, như muốn đâm thẳng vào trái tim của Hứa Minh Tâm. Cô vội vàng lắc đầu. Cô không muốn thế. Cô chẳng hề biết rằng Cố Gia Huy không ăn được những thứ này. Hứa Minh Tâm chỉ là đơn thuần muốn đưa anh ấy đi ăn những món ngon mà trước giờ anh ấy chưa từng ăn qua mà thôi. Nhưng cô lại không nhớ tới sự chênh lệch của hai người.
anh ấy chưa từng ăn những thứ này bao giờ, sao lại chịu được chứ? Tôi không cố ý, tôi cũng không biết là chuyện này sẽ trở thành như thế này. Đúng là cô không cố ý, nhưng chuyện này do chính cô tạo nên. Cô ngu xuẩn không chịu nổi, thân phận lại ti tiện, cô hoàn toàn không xứng với Cố Gia Huy. Trịnh Anh đưa tay ra rồi đẩy Hứa Minh Tâm một cái khiến cho cô lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất. Lần này Hứa Minh Tâm không kêu đau, cũng không tủi thân, giống như là ngay lúc này cô đã mất đi tất cả tư cách. Cô nên bị báo ứng. Hứa Minh Tâm đứng dậy, mặc dù đôi mắt hồng lên nhưng không hề khóc. Cô nhìn về phía Trịnh Anh với vẻ quật cường, cô ta vẫn giữ cái thái độ cao thượng, không ai bị nổi lúc này mà nhìn chính mình. Cho dù tôi có sai thì vì sao cô lại chỉ trích tôi, cô dựa vào thân phận gì, tư cách gì chứ? Xem ra là cũng chưa ngu lắm, còn biết hỏi tôi là ai. Vậy thì cô nghe cho kỹ đây, thân phận của tôi nói ra sợ hù chết cô. Trịnh Anh bắt đầu nói bối cảnh của chính mình với vẻ kiêu ngạo đắc ý rồi nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Sao, cao quý hơn cô rồi chứ? Vậy nên bây giờ cô muốn thế nào? Tôi muốn cô biết điều một chút mà rời xa Cố Gia Huy đi. Đối với anh ấy thì cô chỉ là phiền phức, là kẻ vô dụng. Cô chẳng giúp được gì cho anh ấy còn luôn đi theo kéo chậm bước chân của anh ấy. Tôi xin cô buông tha cho anh ấy đi. Cái gì gọi là tôi kéo chậm bước chân của anh ấy? Từ trước tới giờ tôi chưa từng làm chuyện gì khiến cho anh ấy phải khó xử. Hứa Minh Tâm vội vàng tranh luận cho chính mình. Cô không phải là phiền phức của Cố Gia Huy, cô không phải là kẻ vô dụng. Cho dù cô không thể giải tỏa ưu phiền cho Cố Gia Huy thì cũng có thể cho anh một bến đỗ dịu dàng để anh có thể tránh gió. Mặc dù cô đần nhưng không ngu. Chỉ cần Cố Gia Huy đối xử tốt với cô thì cô sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần. Chính là bởi vì cô tên là Hứa Minh Tâm mới để Cố Gia Huy khó xử. Cô có từng nghĩ tới việc Cố Gia Huy vì muốn đạt được mục đích của mình mà đã nhẫn nhục 4 năm, giả dạng làm người quái dị, khiến cho mọi người đều hiểu nhầm chính mình, thậm chí mặc kệ người ngoài tung tin đồn nhảm. Là vì sao chứ hả? Trong lòng của anh ấy có thù, có chuyện cần phải làm cho nên mới có tập đoàn Di và C ngày hôm nay. Anh ấy ở bên tôi có thể để cho sự nghiệp không ngừng phát triển, có thể bớt đi vài chục năm phấn đấu. Huống chi tôi xinh đẹp hơn cô, dáng người tốt hơn cô, khí chất tốt hơn cô. Tôi cái gì cũng hơn cô, không phải là cô nên rút lui nhường chức sao? Không tự mình biết mình à? Trịnh Anh nói chuyện có chút hùng hổ dọa người. Cô ta không thuyết phục được Cố Gia Huy, chẳng lẽ còn không thuyết phục được Hứa Minh Tâm sao? Trịnh Anh còn không cần chỉ ra, hai người đứng chung một chỗ thì người có mắt đều nhìn rõ ai cao ai thấp. Hứa Minh Tâm nghe thế. Những lời nói này cứ như là một con dao đâm thẳng vào trái tim của cô vậy. Con dao đã rút xuống nhưng vết thương vẫn còn đó, sẽ mãi tạo thành một lỗ thủng. Không thể lấp đầy. Tự tin tự tôn là thứ khó lấy lại nhất. Tôi và anh ấy có tình cảm với nhau, cho nên dù tôi không giúp được gì cho anh ấy thì anh ấy cũng không chê tôi. Đúng thế, mấy ngày nay Cố Gia Huy đều chưa từng chê bai chính mình, chắc chắn là anh đã chấp nhận mọi thứ về mình. Cuối cùng cô đã tìm được một chút tự tin. Trong đôi mắt của Hứa Minh Tâm nổi lên chút ánh sáng, cô nhìn về phía Trịnh Anh với vẻ cố chấp. Trịnh Anh lại cảm thấy rất buồn cười, cô ta cười nghiêng cười ngửa. Nụ cười này của cô ta đang trai tấn Hứa Minh Tâm. Cô đừng có cười. Cảm xúc của Hứa Minh Tâm có chút không khống chế được, cô tức hổn hển. Cô dừng lại cho tôi. Hứa Minh Tâm đi lên trước muốn đẩy Trịnh Anh một cái, muốn ngăn cản cô ta. Cái đẩy này chẳng là gì so với lực mà Trịnh Anh vừa mới đẩy Hứa Minh Tâm cả. Nhưng Trịnh Anh lại tàn nhẫn hơn, cô ta trở tay giáng cho Hứa Minh Tâm một cái tát. Nếu không phải hai người đang đứng ở hành lang, không có người khác thì sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít người vây xem. Trịnh Anh thu lại nụ cười của mình, cô ta trở nên ác độc. Cô là ai mà dám đụng tới tôi? Hứa Minh Tâm che mặt, cảm thấy mặt mình đau rát cả lên. Cô... Hứa Minh Tâm tức tới nỗi siết chặt tay lại, cô muốn đánh trả nhưng lại bị Trịnh Anh bóp chặt lấy cổ tay. Cô dám đánh tôi một cái thử xem, cô cũng không nhìn lại thân phận của mình. Xem mình là thứ gì đi chứ, dựa vào cô mà cũng vọng tưởng muốn đánh đồng với tôi à. Trịnh Anh nói, lời này của cô ta khiến cho Hứa Minh Tâm không biết nên trả lời thế nào. Hứa Minh Tâm biết rất rõ thân phận của mình, nếu như cô chọc vào Trịnh Anh thì Hứa Văn Mạnh cũng sẽ không giúp cô. Chẳng lẽ, cô chỉ có thể nhận thua thôi sao? Trịnh Anh đẩy Hứa Minh Tâm một cái, cô đụng vào vách tường, xương bả vai đau nhức.
đến cùng là cô muốn thế nào? Cô rời xa Cố Gia Huy, cô không bỏ với anh ấy đâu, hai người ở bên nhau chỉ khiến cả hai mệt mỏi mà thôi. Anh ấy có chí hướng và mục tiêu của mình, nhưng cô chỉ mong yên ổn an nhàn. Cô sẽ khiến cho anh ấy bó tay bó chân. Nếu sau này, JNC gặp phải nguy cơ thì cô cũng chỉ có thể để anh chịu đựng một mình mà thôi. Người như cô thì vợ chưa cưới cái gì chứ? Câu nói sau cùng của Trịnh Anh như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim của Hứa Minh Tâm. Nếu như sau này JNC gặp phải nguy cơ thì cô có thể làm gì? Ngoại trừ dương mắt nhìn thì cô cũng chẳng thể làm gì được nữa cả. Cô chỉ có thể để Cố Gia Huy gánh vác một mình. Cô không thể chịu sóng to gió lớn, cô quá nhỏ bé. Hứa Minh Tâm cúi đầu xuống, sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, dường như máu trong người đã bị đẩy ra khỏi cơ thể hết rồi vậy. Nếu không phải là đang dựa vào tường thì sợ rằng cô sẽ ngã ra đất mất. Trịnh Anh thấy Hứa Minh Tâm im lặng không nói ra lời thì cô ta nói tiếp, tôi đã nói rõ với cô rồi, chắc cô cũng biết là mình nên làm gì rồi chứ. Tôi nên làm gì tiếp theo? Phải làm thế nào? Cút đi, cút càng xa càng tốt, rời khỏi tầm mắt của anh ấy. Tôi biết rồi, tôi có thể nhìn anh ấy một chút. Cô còn muốn hại chết anh ấy mới vừa lòng đúng không? Cô ở bên cạnh anh ấy nên anh ấy mới bị thương nhiều đến thế. Người ưu tú giỏi giang như anh xứng đáng có được một người vợ càng tốt hơn. Cô không đủ tư cách, cũng đừng nghĩ rằng mình sẽ đủ tư cách. Tôi có thể đi được chưa? Cút đi. Trịnh Anh nói một cách vênh váo hung hăng. Hứa Minh Tâm siết chặt tay lại, móng tay của cô đã đâm sâu vào thịt rồi. Thậm chí còn chảy cả máu, thấm ướt áo cô. Hứa Minh Tâm không biết rằng mình đã đi khỏi bệnh viện bằng cách nào. Hai chân cô như bị rót chì vào vậy, nặng nề không thể nào nhấc lên được. Cô chỉ cảm thấy như mỗi bước chân của mình đều đang dẫm lên lưỡi dao, đau đớn khó chịu được. Giờ phút này bầu trời là màu đen, ánh nắng cũng màu đen, mọi thứ xung quanh đều là màu đen. Tối tăm không thấy mặt trời. Vẻ mặt của Hứa Minh Tâm hốt hoảng, cô đứng ở bên lề đường, thấy có người vội vàng bước qua thì cũng đi theo. Đúng ngay lúc này, một chiếc xe lao vụt qua người cô ngã xuống đất. Đèn đỏ mà cũng dám đi qua đường, cô không muốn sống nữa à? Hứa Minh Tâm tỉnh táo một chút, bây giờ cô mới nhìn thấy đèn đỏ rồi. Người vừa nãy đã đi lúc đèn vàng. Xin lỗi. Cô vội vàng xin lỗi, nói chuyện đã không còn lưu loát. Cút sang một bên đi, suối quẩy quá. Tài xế hùng hùng hổ hổ. Đúng ngay lúc này có người chạy tới đỡ Hứa Minh Tâm đứng dậy. Đây là làn xe cơ động, anh cứ muốn đi với tôi một chuyến tới cục cảnh sát đúng không? Lệ Nghiêm híp mắt, sắc mặt anh ta rất lạnh nhạt, mang theo một chút tàn nhẫn. Tài xế cắn răng rồi trực tiếp quay người lên he. Nhưng Hứa Minh Tâm vẫn có thể nghe được tiếng chửi mắng của anh ta. Cảm ơn anh bác sĩ Doanh. Cô bị thương rồi, trước mặt là bệnh viện, tôi đưa cô đi bôi thuốc. Tay và đầu gối của Hứa Minh Tâm đều đã rách ra, đỏ một mảng lớn, máu tươi đang thấm dần ra. Hứa Minh Tâm nghe thấy phải quay lại bệnh viện thì liên tục lắc đầu, không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tôi dán cái băng cá nhân vào là được rồi. Trong miệng vết thương có đá vụn, phải khử trùng, băng cá nhân không có tác dụng. Không muốn đi bệnh viện à? Đúng thế, tôi không muốn đi bệnh viện. Hứa Minh Tâm rũ mắt xuống rồi nói. Cô không muốn đi bệnh viện có Cố Gia Huy. Anh đau như thế đều là do cô hại. Lệ Nghiêm nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của cô thì có thể đoán được lý do. Có lẽ Hứa Minh Tâm đã biết chuyện Cố Gia Huy bị bệnh, bây giờ đang tự trách mình đây mà. Anh ta cũng không làm khó cô nữa mà dẫn cô tới một phòng khám tư nhân rồi lấy nước sát trùng khử trùng giúp cô. Hơi đau đấy, nhịn một chút. Lệ Nghiêm nói. Hứa Minh Tâm nhịn đau, không hề kêu lên một tiếng nào. Lệ Nghiêm vừa bôi thuốc vừa nói, mặt cô bị sao thế? À, cái này, tôi không cẩn thận đập vào cửa, không sao đâu. Hứa Minh Tâm vội vàng đưa tay lên che mặt, không muốn để Lệ Nghiêm quan sát thêm. Cô đi thăm Cố Gia Huy à? Anh biết ư? Hứa Minh Tâm có chút kinh ngạc, nhưng cô suy nghĩ thêm thì cũng hiểu. Hai người là bạn bè tốt nhất của nhau, hơn nữa anh ta còn là bệnh viện. Gặp nhau ở gần bệnh viện thì còn có thể là vì điều gì nữa chứ? Bệnh của anh ấy có nghiêm trọng lắm không? Lần này đỡ hơn lần trước nhiều. Lần trước phải rửa ruột, lần này chỉ là tiêu chảy mà thôi. Dựa theo tốc độ sinh ra kháng thể của cậu ấy thì tin rằng sẽ bình thường nhanh thôi. Hứa Minh Tâm nghe thế thì có chút kinh ngạc, lần trước.
Sao lại còn lần trước nữa chứ? Vì sao anh ấy lại phải rửa ruột? Lần trước ở núi Hòa Thiên, cô cho cậu ấy ăn rất nhiều đồ ăn vặt, cô quên rồi à? Lệ Nghiêm có chút thắc mắc, anh ta còn tưởng rằng Hứa Minh Tâm đã gặp Cố Gia Huy rồi nên mới nói rõ ra như thế. Nhưng, cô lại không biết gì cả. Hứa Minh Tâm nghe thấy Lệ Nghiêm nói thế thì trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy. Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên anh ấy nhập viện. Quả nhiên cô là thứ phiền phức, đã không giúp được cái gì rồi còn hại anh phải nhập viện nhiều lần đến thế. Cô có tư cách gì để làm vợ chưa cưới của anh chứ? Dường như tâm trạng của cô không tốt lắm, có phải là tôi nói sai cái gì rồi không? Không có, bác sĩ Doanh, xin anh hãy chăm sóc Cố Gia Huy. Chuyện hôm nay anh đừng nói cho anh ấy biết, tôi lén tới, nếu anh ấy biết tôi bị thương thì chắc chắn sẽ sốt ruột. Tôi biết rồi. Vậy tôi về trường trước đây, tôi còn có việc. Hứa Minh Tâm nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra ngoài. Lệ Nghiêm nhìn thấy cô ngồi lên xe taxi thì mới yên lòng.